Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 15. Theo thiếu niên áo bào xanh mở miệng, chàng diện lần nữa một mảnh tĩnh mịch, thiếu nữ váy trắng ngực một trận chập trùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên áo bào xanh. Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là Sở gia Sở Ngọc Tranh. Thiếu nữ váy trắng đành phải dựa vào gia tộc. Ba, nhưng mà thiếu niên áo bào xanh chỉ lạnh lùng cười một tiếng, căn bản không chịu nể mặt mũi, đạm mạc nói ra một tiếng. Chúng ta nếu chết ở chỗ này, người cũng phải chôn cùng, còn có những hồn thú này đều phải chết. Thiếu nữ váy trắng uy hiếp nói, trong lòng càng ngày càng bối rối. Hai, lại là một đạo thanh âm vang lên, thiếu niên áo bào xanh hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong lòng, sát cơ nồng đậm tỏa ra. Viên lão, mang tiểu muội đi. Nữ tử váy đen đột nhiên quát nhẹ một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc, tay khác đặt ở phía trên cái bình, trên mặt lóe qua một tia kiên quyết. Tỷ, ngươi muốn làm gì? Một động tác này làm thiếu nữ váy trắng dọa đến phát sợ, nước mắt uông uông chảy. Đi, thiếu nữ váy đen quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên gỡ nắp bình ra. Một đám khói đen từ trong bình tản ra, gió nhẹ thổi, hắc vụ trong nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc đó, lão giả áo xám lấy tay vung lên, mang theo thiếu nữ váy trắng xông khỏi vòng vây, biến mất ở chân trời. Lý Phong Vân cũng không chút do dự mang theo người Phong Vân Liệp Hồn Đoàn rời đi. Phù phù, phù phù, sau một khắc, từng đầu hồn thú nhao nhao hướng mặt đất ngã quỵ, không kịp giống một tiếng. Ngươi đã làm gì? Thiếu niên áo bào xanh cánh tay chấn động, hồn thú bốn phía lập tức nhao nhao tản ra, con người băng lãnh nhìn chằm chằm nữ tử váy đen. Là ngươi ép người quá đáng, hảo hảo hưởng thụ thời gian cuối cùng đi. Váy đen nữ tử ăn vào một khỏa đan dược, tiện tay ném cái bình trong tay đi, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Là độc, ở nơi xa quan sát trận chiến, con người Tiêu Phàm hơi lạnh lẽo. Nữ tử váy đen thực sự là tâm ngoan thủ lạt, bản thân không chiếm được tử điện điêu liền đem hồn thú thương mang cốc hạ độc chết. Thật độc ác, sắc mặt Ảnh Phong cũng khó coi vô cùng. Cho dù hắn giết người vô số, nhưng khi nhìn phía xa từng đầu hồn thú rơi xuống, trong mắt cũng lóe qua vẻ bất nhẫn. Nữ nhân ác độc, đừng chạy. Thiếu niên áo bào xanh gầm thét, nhưng mà sau một khắc, thân thể đột nhiên mềm nhũn, quỳ rạp trên người tử điện điêu. Thậm chí thất giai tử điện điêu cũng chống đỡ không nổi, rơi thẳng xuống mặt đất. Đây là độc gì, làm sao khủng bố như vậy? Toàn thân Ảnh Phong run lên. Đột nhiên hắn cũng cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, quỳ một chân xuống đất. Tiêu Phàm biến sắc, vừa định mang theo Ảnh Phong thối lui, lại đột nhiên cảm giác thân thể trong nháy mắt cũng trúng độc, trong lòng thầm mắng, thực sự là tai bay vạ gió. Hắn cũng không nghĩ đến, độc này vậy mà khuếch tán nhanh như vậy. Phía bên mình cách nơi nữ tử váy đen hạ độc phải đến 2-3 dặm, vẻn vẹn mấy hơi thở liền khuếch tán đến nơi này. Hơn nữa loại độc này thập phần bá đạo. Biết rõ hắc phụ kia là độc, Tiêu Phàm liền lập tức ngừng thở, hơn nữa dùng hồn lực bảo vệ ngoại thân. Nhưng hắn không ngờ tới, loại độc này không phải chỉ qua hô hấp để phát tán, hơn nữa còn trực tiếp bỏ qua phòng như của hồn lực. Tiêu Phàm ngã trên mặt đất, thân thể dần dần chống đỡ hết nổi, mí mắt cảm giác nặng nề vô cùng, hắn rất muốn ngủ một giấc. Không, không thể ngủ. Tiêu Phàm lấy ra một cây kim châm, hung hăng cắm ở trên đùi mình. Cả người trong nháy mắt thanh tỉnh mấy phần. Ảnh Phong một bên đã hôn mê, tựa như đang ngủ. Tiêu Phàm vội vàng ngồi tại chỗ, vận chuyển vô tận chiến quyết. Đúng lúc này, bạch thạch bên trong hồn hải khẽ run lên, thậm chí u linh chiến hồn cũng có phản ứng, trong nháy mắt trôi nổi trên đỉnh đầu Tiêu Phàm. Trán Tiêu Phàm chảy ra từng giọt mồ hôi, ngoại thân chảy ra một chút vết bẩn màu đen. Cũng may có bạch thạch và u linh chiến hồn. Ngữ khí Tiêu Phàm băng hàn vô cùng, hắn không tin nữ tử váy đen kia không có phát hiện ra bọn hắn. Chỉ là trong mắt nữ tử váy đen, sinh tử hắn và Ảnh Phong căn bản không quan trọng. Thậm chí toàn bộ sinh mệnh hồn thú thương mang cốc đều không sánh bằng nàng. Không hổ là đại gia tộc, không phải tâm ngoan thủ lạt bình thường. Tiêu Phàm thở dài, thời nửa chén trà nhỏ gian không sai biệt lắm, độc rốt cục tiêu tán không còn một mảnh. Trong lòng bàn tay hắn có một tia sương mù màu đen đang lượn lờ, Tiêu Phàm dùng u linh chiến hồn bao vây lấy, đồng thời ngoại thân hắn cũng bị u linh chiến hồn bao trùm. Tiêu Phàm bắt đầu đánh giá tỉ mỉ,
nhưng cả nửa ngày hắn đều không nhìn ra khói độc màu đen này là thứ gì. Trước nhìn tình huống ảnh phong đã, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nắm mạch đập ảnh phong, từng tia hồn lực rót vào bên trong kinh mạch của hắn. Đây là, Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn phát hiện chiến hồn ẩn không kiếm của ảnh phong vậy mà bị hắc khí bao quanh, thậm chí còn có một tia hắc vụ hướng về xương cốt toàn thân hắn xâm nhập vào. Hủ cốt thực hồn tán, Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra năm chữ. Không sai, hắn nhận ra loại độc này, cũng chính bởi vì như thế nên sắc mặt hắn mới nặng nề như vậy. Hủ cốt thực hồn tán chính là thất phẩm độc dược. So với mộng yểm đoạn tràng hồng còn đáng sợ hơn nhiều, chỉ là luyện chế loại độc này cần linh thảo cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù Tiêu Phàm biết phương pháp giải loại độc dược này, nhưng trong lúc nhất thời muốn tìm đủ giải dược lại là việc cực kỳ phiền phức. Còn thiếu tuyết ngọc cốt tham và âm hàm ma diễm thảo. Tiêu Phàm tìm kiếm hồi lâu bên trong hồn giới, tìm ra 17 loại dược tài nhưng lại thiếu khuyết hai loại chủ dược dược. Độc này mặc dù bá đạo, nhưng may mắn độc dược không phải đặc biệt nhiều, bọn họ trúng độc cũng không quá sâu. Trước nhờ bạch thạch và u linh chiến hồn, Tiêu Phàm thu liếm tâm thần. Hắn lấy ra từng cây kim châm cắm vào mấy chục cái huyệt vị trên người ảnh phong. U linh chiến hồn lơ lửng lên đỉnh đầu, tâm thần dẫn dắt bạch thạch. Bạch thạch tản ra quang mang, dọc theo từng cây kim châm rót vào thân thể ảnh phong, tiến vào đám khói đen màu đen. May mắn bạch thạch có được năng lực chữa trị. Nhìn xem từng tia hắc khí tràn ngập, Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, sau đó lấy ra một cái bình ngọc đem những hắc khí thu nhập trong đó. Oanh, đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên sấm sét vang dội, hạt mưa vương vãi rơi xuống, áo bào Tiêu Phàm trong nháy mắt ướt đẫm. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có mảy may quan tâm, ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, xem ra là ông trời cùng muốn giúp các ngươi. Hủ cốt thực hồn tán mặc dù bá đạo nhưng lại tối kỵ nước mưa. Lúc nước mưa xối trên người ảnh phong, Tiêu Phàm có thể cảm nhận rõ ràng hắc vụ hủ cốt thực hồn tán chậm rãi hòa tan, biến mất không còn một mảnh. Công tử, ta có phải đã chết hay không? Ảnh phong tỉnh lại, một mặt mê man nhìn bốn phía. Bên ngoài thương mang cốc, nữ tử váy đen đứng ở trên không, lạnh lùng nhìn thương mang cốc. Hừ, hiện tại trời mưa cũng không kịp. Nếu không muốn trở thành tòa kỵ của ta, vậy thì đáng chết. Váy trắng nữ tử dương dương đắc y nói. Đây chính là kết cục cùng nhị tiểu thư đối đầu, từ nay về sau, thương mang cốc chính là một mảnh tử địa. Chỉ đáng tiếc lại lãng phí hồn tinh. Bên cạnh, hạ nhân Sở Gia không khỏi vỗ mông ngựa. Đám người Lý Phong Vân âm thầm nhíu mày, mặc dù bọn hắn biết rõ độc kia đáng sợ, nhưng lại không dám nói cái gì, dù sao là nữ tử váy đen cứu mạng bọn họ. Đi thôi. Váy đen nữ tử hít sâu, quay người hướng về nơi xa bay đi, chẳng biết tại sao trong lòng nàng có loại bất an, luôn cảm giác sự tình này vẫn không xong. Ảnh phong tỉnh lại, liên tục xác nhận mình còn sống, lập tức vô cùng kích động. Chẳng qua là khi nhớ tới thiếu nữ váy đen thì con ngươi lại trở nên băng lạnh. Xú nha đầu, lần sau đừng cho ta gặp được, bằng không ta phải làm thịt nàng. Ảnh phong nghiến răng nghiến lợi nói. Dùng độc dược hại một cốc hồn thú, đây là hành vi cực kỳ vô nhân đạo, nếu như để cho người ta biết rõ, Sở Gia tỉ muội tuyệt đối sẽ bị muôn người mắng mỏ. Rất nhiều năm về trước, nhân loại đã cùng hồn thú đạt thành một cái nhận thức chung. Nhân loại có thể giết hồn thú cũng tương tự có thể giết nhân loại, đây là một trận chém giết lẫn nhau. Tại quá trình bên trong, nhân loại cùng hồn thú đều có thể không ngừng trưởng thành. Nhưng việc sử dụng độc để hại chết một mảng lớn hồn thú lại vô cùng hiếm khi xảy ra. Đừng nghĩ những cái này, Tiểu Kim, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Công tử, mặc kệ những hồn thú này chết sống sao? Ảnh phong vội vàng kêu lên. Vừa mới mưa, bọn chúng trong thời gian ngắn cũng không chết được. Thanh âm Tiêu Phàm từ trong sơn động truyền tới, hắn lo lắng an nguy của Tiểu Kim hơn. Chỗ nào còn chú ý đến những người khác. Chẳng qua là khi ảnh phong vừa mới chuẩn bị đi vào lại phát hiện Tiêu Phàm đột nhiên đi tới. Theo sát lấy Tiêu Phàm đi ra còn có một đầu hoàng kim sư tử huy phong lẫm lẫm cao lớn. Trong miệng hoàng kim sư tử ngậm hắc ưng đã hôn mê. Hắc ưng chỉ lớn nhỏ một thước, toàn thân máu me đầm đìa, nhiều chỗ lông tóc chóc ra, hiển nhiên cũng bị trúng độc. Ám dạ minh chuẩn, ảnh phong thử hỏi. Trong mắt có chút không dám xác định. Ảnh phong,
người đi đem vị thiếu niên áo bào xanh kia đến đây. Muốn cứu những hồn thú đó, đoán chừng mấu chốt chính là trên người hắn. Tiêu Phàm ngầm thừa nhận gật đầu, rất hiển nhiên, hắc ưng trong miệng tiểu kim chính là ám dạ minh chuẩn. Được. Ảnh Phong mặc dù rất muốn quan sát tỉ mỉ ám dạ minh chuẩn, bất quá vẫn nghe theo Tiêu Phàm, hô một tiếng liền biến mất. Tiểu Kim, ngươi làm sao không có việc gì? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Tiểu Kim nói, hủ cốt thực hồn tán lại không phải bá đạo bình thường. Đến ám dạ minh chuẩn còn bị độc choáng, Tiểu Kim lại bình yên vô sự, việc này thật không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Kim há mồm phun ra ám dạ minh chuẩn, thân thể thu nhỏ dùng móng vuốt khoa tay đến mấy lần. Toàn thân thỉnh thoảng thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Tiêu Phàm cũng đại khái minh bạch ý tứ của Tiểu Kim, hơi kinh ngạc nói, ngươi là nói, hỏa diễm kia có thể luyện hóa độc. Tiểu Kim gật đầu, hai mắt Tiêu Phàm sáng lên, nếu như thực sự là dạng này thì không cần phải đi tìm Tuyết Ngọc Cốt Tham và Âm Hàm Ma Diễm Thảo. Giống Tiểu Kim gật đầu, lại lắc đầu. Ý ngươi là loại hỏa diễm này quá bá đạo, chỉ có mình ngươi mới có thể tiếp nhận. Tinh thần Tiêu Phàm sa sút một trận, xem ra vẫn là phải tìm đến hai vị dược chủ yếu kia mới được. Giống Tiểu Kim dùng chân trước nhẹ nhàng kích ám dạ minh chuẩn trên mặt đất, ra hiệu Tiêu Phàm cứu hắn. Ta thử xem, Tiêu Phàm gật đầu, hắn cũng không muốn một đầu cửu giai hồn thú như vậy lại chết hiểu. Dù sao đây tương đương với tuyệt thế thiên tài nhân loại có được cửu phẩm chiến hồn. Lấy ra mấy cây kim châm, Tiêu Phàm bắt đầu chữa trị. Không sai biệt lắm thời gian nửa chén trà nhỏ, ám dạ minh chuẩn tỉnh lại, hướng về phía Tiêu Phàm cho một chảo. Không kịp chuẩn bị, cánh tay Tiêu Phàm bị lợi chảo ám dạ minh chuẩn xé mấy đường, máu tươi vẩy ra. Giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, một bàn tay liền đem ám dạ minh chuẩn dẫm ở trên mặt đất, như là một con mèo dẫm lên một con gà con, động tác này thập phần buồn cười. Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là ám dạ minh chuẩn vậy mà một bộ dáng vô tội, xem ra bên trong hang động, ám dạ minh chuẩn bị Tiểu Kim đánh đến sợ rồi. Mặc dù phẩm giai giống nhau, nhưng Tiểu Kim lại vẫn hơn một chút. Tiểu Kim, thả nó ra. Tiêu Phàm khoát khoát tay, chút thương thế này đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Bạch thạch tản ra từng tia năng lượng màu trắng, cánh tay hắn liền phục hồi như cũ. Ám dạ minh chuẩn phi thân rơi vào bờ vai Tiểu Kim, thân mật chải vuốt tóc Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên nụ cười, âm thầm cho Tiểu Kim ngón tay cái. Một đầu cửu giai hồn thú lại bị Tiểu Kim thu phục. Tiểu Kim một mặt ngạo nghễ ngẩng đầu, giống như lại nói, ngươi xem, hiện tại ta cũng thu một tiểu đệ. Công tử, thanh âm Ảnh Phong vang lên, hắn khiêng thiếu niên áo bào xanh về tới. Vừa mới bắt gặp ám dạ minh chuẩn rơi vào trên vai Tiêu Phàm, con mắt đều kém chút muốn trừng ra ngoài. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn ám dạ minh chuẩn, không khỏi xoa xoa con mắt, kinh ngạc nói, ta đây không phải đang nằm mơ chứ. Ngươi còn nằm mơ dài dài. Tiêu Phàm trêu ghẹo nói, vừa mới cứu Ảnh Phong tỉnh lại, Ảnh Phong cũng tưởng là mình đang nằm mơ. Ảnh Phong xấu hổ cười một tiếng, không có ý tứ gãi đầu một cái. Ánh mắt Tiêu Phàm rơi trên người áo bào đen Ảnh Phong cùng ám dạ minh chuẩn đen kịt, không khỏi nghĩ tới một chút hình ảnh phim ảnh của kiếp trước. Trong đầu hắn hiện ra một hình ảnh, Ảnh Phong mặt áo bào đen bó chặt, cầm trong tay tử thần liêm đao, trên vai có ám dạ minh chuẩn, đây quả thực là chân chính tử thần nha. Tiểu Minh, Tiêu Phàm đột nhiên sờ sờ đầu ám dạ minh chuẩn, trực tiếp cho nó một cái tên. Ám dạ minh chuẩn thập phần khó chịu, nhưng do Tiểu Kim gầm nhẹ mấy tiếng. Nó cũng liền không dám nói chuyện. Tiểu Kim đường đường là Hoàng Kim Thánh Sư, không phải là bị Tiêu Phàm lấy tên Tiểu Kim sao? Bảo ngươi Tiểu Minh thì lại như thế nào? Ngược lại, Ảnh Phong nghe được cái tên này khóe miệng có chút co lại, bất quá cũng không dám nói gì. Về sau ngươi liền theo Ảnh Phong, còn nữa, không phải vạn bất đắc dĩ thì không được hiển lộ bản thể. Tiêu Phàm ra mệnh lệnh. Ám dạ minh chuẩn Tiểu Minh nghẹo đầu nhìn Ảnh Phong. Trong mắt đều là vẻ khinh thường. Sau khi Ảnh Phong kích động, lại là một mặt xấu hổ, bản thân lại bị một đầu hồn thú khinh bỉ. Trong lòng Ảnh Phong vội vàng an ủi bản thân, đây chính là cửu giai hồn thú ám dạ minh chuẩn A, hơn nữa nó hiện tại cũng là lục giai đỉnh phong, nhìn không vừa mắt ta là chuyện rất bình thường, về sau nhất định khiến nó lau mắt mà nhìn. Đem hắn chuyển tới đây. Tiêu Phàm chỗ nào không biết tâm tư Ảnh Phong. Chỉ là hắn đem ám dạ minh chuẩn đặt ở bên người Ảnh Phong,
tự khắc có lý của mình. Vâng, công tử, Ảnh Phong tựa như bị đánh máu gà, đem thiếu niên áo bào xanh đặt ở một khỏa trên tảng đá. Tiêu Phàm nắm mạch đập thiếu niên áo bào xanh, sau đó lại lấy ra mười mấy cây kim châm, cắm ở mười cái huyệt vị trên lồng ngực hắn. Có kinh nghiệm thay Ảnh Phong cùng ám dạ minh chuẩn tiểu minh giải độc, lần này điều động lực lượng bạch thạch và u linh chiến hồn vẻn vẹn đem khói độc trong thân thể thiếu niên áo bào xanh loại trừ không còn một mảnh. Bất quá Tiêu Phàm lại phát hiện ra một kiện cổ quái sự tình, trong máu thiếu niên áo bào xanh sinh ra một cỗ lực lượng huyền diệu, đang chậm rãi luyện hóa độc tính hủ cốt thực hồn tán. Hô, áo bào xanh thiếu niên bỗng nhiên đứng dậy, đưa tay một chưởng hướng Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm tựa như đã sớm chuẩn bị, thân hình cấp tốc nhanh chóng thối lui, gần như đồng thời, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh hai người lông tóc lóe sáng, phẫn nộ hướng về thiếu niên áo bào xanh đánh tới. Thậm chí ngay cả Ảnh Phong cũng không chút do dự xuất thủ, dám đả thương Tiêu Phàm, bọn hắn liền liều mệnh. Dừng tay, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, chân đạp phiêu miểu thần tung bộ tránh thoát một kích của thiếu niên áo bào xanh. Là các ngươi, áo bào xanh thiếu niên cau mày một cái. Trước đó Tiêu Phàm và Ảnh Phong tiềm phục tại chỗ tối, hắn biết rõ, chỉ là không có đánh phá mà thôi. Nguyên bản hắn coi Tiêu Phàm và người Sở gia là một đám, nhưng hiện tại phát hiện có chút không thích hợp. Thấy bộ dáng ngươi sinh long hoạt hổ, xem ra độc trong người ngươi đã hoàn toàn được giải trừ. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Là ngươi cứu ta, thiếu niên kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói. Ngươi cứ nói đi, Ảnh Phong con ngươi băng lãnh nhìn thiếu niên áo bào xanh. Hắn vừa mới ra tay với Tiêu Phàm, lòng Ảnh Phong vẫn có chút khúc mắc. Thiếu niên áo bào xanh cười khổ một tiếng, đột nhiên khom người bái nói, đa tạ ân cứu mạng của huynh đài. Tiêu Phàm hơi hơi ôm quyền, một lễ này xem như tiếp nhận, dù sao, nếu như không có hắn, thiếu niên áo bào xanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Quan tiểu thất, thiếu niên áo bào xanh ôm quyền tự báo danh tính, sau đó nhìn vẻ mặt sát khí Ảnh Phong nói. Không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào. Hừ, Ảnh Phong hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Thiếu niên áo bào xanh quan tiểu thất một mặt xấu hổ, nhưng trong lòng thì thanh minh vô cùng, người này bởi vì ta vừa mới ra tay với Tiêu Phàm mà giận lây sang ta, xem ra địa vị Tiêu Phàm trong lòng hắn không tầm thường. Quan tiểu thất đoán không sai, Ảnh Phong sớm đã coi Tiêu Phàm là chủ thượng của hắn. Ai ra tay với Tiêu Phàm, Ảnh Phong tuyệt đối sẽ liều mạng. Đúng rồi, Tiêu huynh, người có thể cứu ta, vậy có biện pháp cứu những hồn thú này không? Quan tiểu thất chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nhìn Tiêu Phàm nói. Phương pháp cứu người khá là phiền toái, hồn thú thương mang cốc cũng không ít, chờ ta cứu nguyên một đám, đoán chừng cứu không được bao nhiêu. Tiêu Phàm lắc đầu, không phải hắn không nguyện ý mà là hồn thú thật sự quá nhiều. Trong mắt quan tiểu thất lóe lên một tia sát ý nồng đậm, giọng căm hận nói. Số nhà đầu kia, lần sau đừng cho ta thấy nàng, bằng không không làm thịt nàng. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, lời này sao quen tai như vậy? Nơi xa Ảnh Phong bỗng nhiên quay đầu nhìn đến, hiển nhiên không lâu trước đó Ảnh Phong cũng là nói như vậy. Quan huynh, ta ngược lại có biện pháp có thể cứu chúng. Tiêu Phàm có chút không đành lòng nói. Biện pháp gì? Thần sắc quan tiểu thất xúc động, trực tiếp lách mình xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm. Chỉ cần ngươi có thể cứu chúng nó, về sau mạng ta liền là của ngươi. Quan huynh, không nghiêm trọng như thế, ta hiện tại còn chưa nhất định có thể cứu chúng nó. Tiêu Phàm nói thật, hắn cũng rất muốn kết giao với quan tiểu thất. Người này hàng năm cùng hồn thú làm bạn, hơn nữa lại nhìn không ra tu vi quan tiểu thất. Quan tiểu thất tuyệt đối không đơn giản. Tiêu huynh, ngươi không biết, những hồn thú này từ nhỏ nhìn ta lớn lên, không có bọn chúng thì ta sớm đã chết. Quan tiểu thất phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm không nguyện ý cứu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn nhìn quan tiểu thất, một chiến vương cảnh vì một chút hồn thú lại có thể quỳ xuống, việc này nhìn qua có chút quái dị. Nhưng Tiêu Phàm biết rõ, quan tiểu thất tuyệt đối là một người trọng tình trọng nghĩa, người này đáng giá kết giao. Khinh thường và lạnh lùng trong mắt Ảnh Phong cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa, thậm chí có chút bội phục nhìn quan tiểu thất. Quan huynh, người mau dậy đi. Tiêu Phàm vội vàng đỡ quan tiểu thất dậy, nói, không phải ta không nguyện ý, chỉ là ta còn thiếu chút đồ vật. Thứ gì,
Quan Tiểu Thất không cần nghĩ ngợi hỏi. Ta đây có 17 loại linh thảo, nhưng là còn thiếu hai thứ. Tiêu Phàm cười khổ nói, chỉ nơi xa bảy biện 17 loại dược tài nói, âm hàn ma diễm thảo, tuyết ngọc cốt tham, hai thứ này là chủ dược để cứu chúng nó. Quan Tiểu Thất nhìn 17 gốc thảo dược, trong lòng có chút hổ thẹn, hắn biết bản thân hắn suy nghĩ nhiều rồi. Tiêu Phàm sớm đã suy nghĩ biện pháp cứu đám hồn thú này. Đúng rồi, ta đây có một chút linh thảo, người xem có hữu dụng không? Hồn giới tay phải Quan Tiểu Thất lóe lên quang mang, một đống lớn linh thảo như rác rưởi ném ra. Tiêu Phàm hoàn toàn mắt trợn tròn, trong lòng không khỏi mắng thầm, đây chỉ là một chút linh thảo sao? Căn bản chính là một đống A, không hổ là người sinh trưởng trong Thương Mang Cốc, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Thương Mang Cốc linh thảo đoán chừng đại bộ phận đều bị hắn ngắt lấy. Sau đó Tiêu Phàm ở trong đống dược liệu tìm kiếm, trong lòng vẫn khó mà bình tĩnh. Quan Tiểu Thất cùng bọn hắn so sánh, nhất định chính là thổ hào. Lục phẩm huyết liên tinh, xà tiên quả, hỏa tâm thất diệp hoa. Thất phẩm dạ linh diệp, thiên kim đằng. Tiêu Phàm dọn dẹp linh thảo, trái tim nhỏ của hắn phù 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 nhảy không ngừng. Quá đả kích ta rồi, người so với người làm người ta tức chết. Tiêu Phàm nguyên bản coi là mình giàu có, nhưng cùng Quan Tiểu Thất so sánh, hoàn toàn chính là một trời một đất. Bát phẩm tử đan tham, Tiêu Phàm trực tiếp kinh hô ra, cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, bát phẩm tử đan tham cực kỳ hiếm có đó. Cầm lấy đi đấu giá, tuyệt đối là giá trên trời. Lần trước tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đấu giá hội, một gốc thất phẩm thăng tiên thảo liền đánh ra mấy chục vạn trung phẩm hồn thạch. Không để cho Tiêu Phàm thất vọng là, ở đống bên trong linh thảo, thật đúng là tìm được âm hàm ma diễm thảo và tuyết ngọc cốt tham. Tiêu Phàm nhìn đống linh thảo, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Nếu là một người khác, đoán chừng đã giết người đoạt bảo. Vung tay một cái, trên tảng đá đột nhiên xuất hiện một cái dược đỉnh màu đen, quang trạch đen nhánh cực kỳ hấp dẫn sự chú ý. Tiêu huynh, ngươi là luyện dược sư. Quan Tiểu Thất kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, ta không phải luyện dược sư vậy muốn dược tài làm cái gì, tưởng ta lấy đi ăn thay cơm sao? Ta chỉ nghe Lục Bá Bá nói qua, bên ngoài luyện dược sư rất được hoan nghênh, đáng tiếc ta không có thiên phú, ngươi đã là luyện dược sư, những dược tài này cho ngươi một nửa, còn lại ta lấy làm đồ ăn vặt. Quan Tiểu Thất cười ha ha, không có ý tứ gãi đầu một cái. Làm đồ ăn vặt, khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, trong lòng cực kỳ mất thăng bằng. Dùng linh dược làm đồ ăn vặt, cho dù là đệ tử đại gia tộc đế triều cũng chưa chắc có. Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại, Tiêu Phàm cảm giác thế giới của mình bị hung hăng đả kích, thật muốn rút cái tai tên gia hỏa này thành hai tai con chim, đây quả thực là đang khoe của mà. Đúng rồi, bình thường ngươi đều đem linh dược làm đồ ăn vặt sao? Tiêu Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên. Quan Tiểu Thất cũng cảm thấy mình nói lỡ miệng. Khó trách thời điểm thay ngươi giải độc, phát hiện bên trong dòng máu của ngươi có một cỗ năng lượng huyền diệu, có thể ngăn cản độc này. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, trước đó hắn còn thập phần nghi hoặc, trên đời làm sao sẽ có dạng thể chất này. Nguyên lai gia hỏa Quan Tiểu Thất này hàng năm dùng linh dược làm đồ ăn vặt, lúc này mới tạo nên thể chất đặc thù này. Nếu như kiên trì, có lẽ tương lai một ngày nào đó có thể bách độc bất xâm. Có đúng không, vậy huyết dịch của ta có thể cứu chúng nó. Ánh mắt Quan Tiểu Thất sáng lên. Tiêu Phàm thầm than. Quan Tiểu Thất đúng thực sự là xích tử chi tâm ý nói người có trái tim trong sáng lương thiện. Hắn cũng không có giấu giếm nói, không sai, máu người đối với giải độc rất có chỗ tốt, còn nữa, những dược tài này đối với ngươi cũng hữu dụng, ta chỉ lấy một chút, cái khác ngươi tiếp tục ăn, có lẽ có một ngày có thể bách độc bất xâm. Phốc phốc, lời nói chưa dứt, một đạo thanh âm thanh tịnh vang lên, Tiêu Phàm hơi giận dữ, bởi vì hắn phát hiện Quan Tiểu Thất đưa lưng về phía bản thân. Căn bản không có nghe mình nói. Chỉ là thời khắc Quan Tiểu Thất xoay người lại, lửa giận Tiêu Phàm trong nháy mắt bị dập tắt. Ánh mắt nhìn về phía Quan Tiểu Thất tràn ngập kính nể. Tiêu huynh, người xem máu này có đủ hay không, còn chưa đủ cứ nói, ta lại lấy tiếp. Chỉ thấy cổ tay trái Quan Tiểu Thất máu me đầm đìa, tay phải cầm một chuôi dao găm cùng một cái bình ngọc, bên trong lấy ra một bình máu tươi. Ảnh phong cách đó không xa nhìn thấy một màn này đều hơi hơi động dung. Cái tên gia hỏa này thực sự hạ thủ, nói lấy máu là lấy máu,
tựa như cánh tay này không phải của hắn. Đủ rồi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, ấn tượng đối với Quan Tiểu Thất cũng hoàn toàn thay đổi. Tiêu Phàm mở dược đỉnh bắt đầu luyện dược, mặc dù hủ cốt thực hồn tán là thất phẩm độc dược, nhưng bởi vì một phần độc dược bị pha loãng, độc tính cũng giảm xuống rất nhiều. Có tuyết ngọc cốt tham và âm hàm ma diễm thảo, Tiêu Phàm tự tin chỉ cần luyện chế dược dịch lục phẩm cao giai cũng đủ để giải độc cho đám hồn thú này. Lại thêm Quan Tiểu Thất cung cấp huyết dịch, Tiêu Phàm càng thêm lòng tin. Qua 3 canh giờ, sau khi thất bại 2 lần, tại lần thứ 3, Tiêu Phàm rốt cục hoàn thành luyện dược, trong không khí tràn ngập một loại mùi thuốc thanh đạm. Công tử, đây là dược dịch gì? Ảnh Phong tiến đến bên cạnh. Hắn mặc dù biết rõ Tiêu Phàm là luyện dược sư, nhưng không biết Tiêu Phàm rốt cuộc là luyện dược sư mấy phẩm. Quan Tiểu Thất cũng có chút hiếu kỳ, hắn chỉ nghe nói qua luyện dược sư, lại không biết luyện dược sư thần kỳ. Về sau Tiêu Phàm lại nói một câu, hắn thực không biết Quan Tiểu Thất làm thế nào sống đến 18 tuổi. Lục phẩm dược dịch. Tiêu Phàm cười nói, không có giấu giếm hai người, cũng không phải cố ý khoe khoang mà là sợ Quan Tiểu Thất không tin. Lục phẩm, công tử, người đột phá lục phẩm luyện dược sư. Ảnh Phong chấn kinh nhìn Tiêu Phàm nói. Lục phẩm luyện dược sư có khó khăn như thế sao? Quan Tiểu Thất sờ chắp sau ót, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Tiêu Phàm, thực không biết thằng ngu ngươi làm sao đột phá chiến vương, lục phẩm luyện dược sư so với đột phá chiến vương còn muốn khó khăn hơn. Ảnh Phong nổi giận mắng, không khỏi trợn mắt một cái. Ha ha, ta thực không biết. Quan Tiểu Thất một điểm cũng không cảm thấy xấu hổ. Tiêu Phàm đem những dược dịch kia chứa vào 10 cái bình ngọc, ném cho Quan Tiểu Thất và Ảnh Phong nói, Quan Huynh, Ảnh Phong, chúng ta tách ra hành động. Dược dịch không nhiều, các ngươi dùng ít chút, mỗi hồn thú chỉ cần 10 giọt liền có thể giải độc. Được. Hai người ôm mười mấy bình thuốc lách mình biến mất tại chỗ, Tiêu Phàm cũng hướng về một phương hướng khác mà đi. Ba người ròng rã qua một ngày một đêm mới đem toàn bộ hồn thú thương mang cốc cứu chữa. Tất cả hồn thú đều giải độc thành công, dược dịch cũng cơ hồ vừa lúc sử dụng hết. Tử Điện Điêu và Hỏa Lân thú biết Tiêu Phàm cứu chúng nó, một mặt hổ thẹn. Trước đó bọn nó truy sát Tiêu Phàm thập phần thống khoái. Hiện tại trái lại được Tiêu Phàm cứu, nào còn dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Được rồi, sự tình nơi này đã được giải quyết, chúng ta cũng nên rời đi, Quan Huynh. Sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm tự nhiên không để ý, nếu như không phải Tiểu Kim được cái viên hồn tinh kia, Tử Điện Điêu cũng sẽ không giết bọn hắn. Tất cả những thứ này chỉ là trùng hợp, hơn nữa, nếu như không có bọn chúng truy sát, Tiêu Phàm cũng sẽ không phát hiện một phần cơ duyên, tự nhiên cũng sẽ không trốn vào trong huyệt động kia, càng sẽ không có được ám dạ minh chuẩn. Chỉ có thể nói, mọi thứ đều có nhân quả, không đánh nhau thì không quen biết. Tiêu Huynh, nhanh vậy đã muốn rời đi sao? Quan Tiểu Thất có chút không nỡ. Ta đi Ly Hỏa Đế Đô còn có một số việc muốn làm. Tiêu Phàm gật đầu, sát phương thí luyện nhập trường khoán còn chưa tới tay, thời gian bây giờ còn không đến một năm. Muốn tại sinh tử đấu trường bách thắng là một nhiệm vụ gian nan. Dược, qua chút thời gian nữa, chờ chúng nó ổn định lại ta mới có thể rời đi, đến lúc đó sẽ đi Ly Hỏa Đế Đô tìm các ngươi. Quan Tiểu Thất biết Tiêu Phàm đã quyết định đi, không có khả năng giữ lại. Sau đó từ bên trong hồn giới lấy ra rất nhiều linh thảo đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mặc dù không có cự tuyệt, nhưng không lấy toàn bộ bỏ vào trong túi, chỉ chọn lấy mấy chục loại dược tài chân quý, bao gồm bát phẩm tử đan tham. Dù sao gia hỏa Quan Tiểu Thất này cũng dùng để làm đồ ăn vặt, cứ như vậy ăn cũng quá lãng phí. Đúng rồi, Quan Huynh, những linh dược này ngươi có thể tiếp tục ăn. Có lẽ tương lai ngươi sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu Phàm cười cười, trong lòng hắn rất ngạc nhiên, cũng thập phần chờ mong Quan Tiểu Thất phải chăng có thể chân chính luyện thành thân thể bách độc bất xâm. Tiêu Huynh, Ảnh Huynh, bảo trọng. Quan Tiểu Thất gật đầu, trịnh trọng nói. Bảo trọng, nếu như ngươi có thể tìm tới ta, ta sẽ mời ngươi uống rượu. Tiêu Phàm và Ảnh Phong mang theo Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đạp không rời đi. Trong mắt Quan Tiểu Thất hiện lên ánh sáng bóng loáng, yên tâm, ta sẽ đến tìm các ngươi, Lục Bá Bá nói chỉ cần ta đột phá chiến vương thì có thể rời khỏi sơn cốc này. Tiêu Phàm bọn hắn đã đi xa, tự nhiên nghe không được. Không có hồn thú cản trở, hai người chỉ tốn 3 canh giờ liền rời khỏi thương mang cốc.
Thương Mang Cốc thực sự là hữu kinh vô hiểm. Rời Thương Mang Cốc, Ảnh Phong không khỏi cảm thán nói. Tiêu Phàm cười cười, nguy hiểm càng lớn, thu hoạch cũng càng nhiều. Bọn hắn được những cái hồn tinh kia coi như thắng lợi trở về, lại càng không cần phải nói, còn được một đầu lục giai đỉnh phong ám dạ minh chuẩn cùng không ít linh thảo. Trời sắp tối, tiếp tục lên đường thôi. Tiêu Phàm cười nói, Tiểu Kim lập tức biến thành một đầu đại sư tử 2 mét. Tiêu Phàm cũng không khách khí, trực tiếp ngồi lên, đem Ảnh Phong bỏ lại phía sau. Ảnh Phong tội nghiệp nhìn Tiểu Minh trên vai, nhưng mà Tiểu Minh trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý đến hắn. Ngươi là đại gia. Ảnh Phong khẽ cắn môi, cấp tốc truy theo, trong lòng thầm mắng không thôi, người khác đều dùng hồn thú làm thú cưỡi, còn mình là cây một trái, làm thú cưỡi cho hồn thú. Chân trời chậm rãi tối dần, màn đêm treo cao chân trời cho người ta một loại cảm giác đè nén. Bọn Tiêu Phàm mặc dù rời Thương Mang Cốc, nhưng còn cách Ly Hỏa Đế Đô một đoạn khoảng cách không nhỏ. Ảnh Phong, chúng ta có phải âm đi nhầm phương hướng ngay khô, lâu như vậy còn không có nhìn thấy thành trì. Tiểu Kim tại một gò cao trên đồi dừng lại, Tiêu Phàm đưa mắt liếc nhìn bốn phía, một mảnh hắc ám. Hẳn không sai mà. Ảnh Phong lấy ra một tấm bản đồ nhìn đi nhìn lại, khi hắn ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy một chút ánh sáng, công tử, nơi đó có người. Đi, đi hỏi một chút. Tiêu Phàm tự nhiên cũng nhìn thấy, Tiểu Kim một cái lắc mình, trực tiếp hóa nhỏ từ trên gò núi nhảy vọt xuống. Trên một mảnh cỏ cách vài dặm, một đội nhân mã đang bề bộn túi bụi, màn đêm giáng xuống, bọn hắn đang chuẩn bị bữa tối. Tại đường cái bên cạnh bãi cỏ không xa có 30 mấy cỗ xe ngựa, kéo xe là tam giai hồn thú Thanh Phong, trên xe ngựa chất đầy hàng hóa, hiển nhiên là một chi thương đội khổng lồ. Chiến hồn đại lục vương triều, hoàng triều vô số, quốc cùng quốc ở giữa, tổng sẽ có một chút mậu dịch đi lại. Mặc dù chiến hồn đại lục có đồ vật như hồn giới, nhưng bởi vì không gian hồn giới quá nhỏ, hơn nữa cũng thập phần quý giá, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Cho nên có rất nhiều thương hội vẫn như cũ áp dụng phương pháp nguyên thủy nhất thương vận, chính là dùng hồn thú kéo hàng. Dạng này chẳng những tiết kiệm chi phí, cũng có thể giúp tu sĩ cấp thấp tăng thêm một chút thu nhập. Còn thời gian nửa chén trà nhỏ, tất cả mọi người ăn uống no xong thì dập tắt cây đuốc, vùng này có thể không an toàn, đội 2 phòng thủ tới nửa đêm, đội 3 đội 4 thủ từ nửa đêm tới sáng. Một đạo thanh âm to quanh quẩn trong sơn dã. Đám người cũng bắt đầu lu bu công việc, động tác thập phần nhanh nhẹn, hiển nhiên kinh nghiệm bọn hắn rất phong phú, không đến thời gian nửa chén trà nhỏ, liền nhao nhao đứng đúng cương vị của mình. Xin hỏi một chút, Ly Hỏa Đế Đô đi như thế nào? Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp sầu từ tính vang lên. Chỉ một thoáng, một trận thanh âm đao kiếm va chạm vang lên, hơn 10 người bỗng đứng lên, đề phòng nhìn phía xa. Chỉ thấy một người cưỡi một hoàng kim sư tử, một người khác phía sau chạy vội tới, trên vai là một hắc ưng, dạng tổ hợp này thập phần quái dị. Rất hiển nhiên, người tới chính là Tiêu Phàm và Ảnh Phong. Thương đội nhân mã cầm vũ khí trong tay, đề phòng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, bộ dáng chuẩn bị xuất thủ. Tiểu tử, các ngươi lấy cớ này quá vụng về, tưởng chúng ta sẽ mắc lừa. Một nam tử trung niên khôi ngô trong đó cười lạnh nói. Hắn một mặt râu quai nón, cao lớn như trâu. Lấy cớ, ta nói mọi người có phải có hiểu lầm gì đó hay không? Tiêu Phàm một mặt không hiểu, nghi hoặc nhìn râu quai nón nói, ta gọi Tiêu Phàm, đến từ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, ta và đồng bạn bị lạc đường. Tiêu Phàm ngữ khí thập phần thành khẩn, hắn đại khái cũng đoán được những người này đang lo lắng cái gì. Đoán chừng đem hắn và Ảnh Phong xem như đội cường đạo. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Râu quai nón cau mày một cái, ánh mắt Tiêu Phàm thanh tịnh, không giống như là đang gạt người. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều thì thế nào? Người Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đều là người tốt sao? Nhưng mà lúc này, một đạo thanh âm hung ác nham hiểm vang lên, chỉ thấy một nam tử chừng 30 tuổi gầy gò đi tới, cười lạnh nhìn Tiêu Phàm. Hắn có một đôi mắt cá chết, mũi ưng, khuôn mặt gầy cao. Nhìn thấy người này, Tiêu Phàm xác định hắn là hạng người âm hiểm xảo trá. Những loại người này thường hay đi làm nội gian, căn bản không cần hóa trang liền có thể liếc mắt nhận ra. Đã như vậy, chúng ta liền không quấy rầy. Tiêu Phàm biết những người này rất bài ngoại, nhất là tại thương đội dọc đường. Những hàng hóa này một khi tổn thất,
đối với bọn hắn mà nói chính là đả kích chí mạng. Đi ra khỏi nhà, cẩn thận một chút cũng không sao, điểm này Tiêu Phàm cũng có thể lý giải. Dù sao, đổi vị trí suy nghĩ một cái, hắn cũng sẽ không mở ý đối đãi hai người xa lạ. Chờ đã, đang lúc đám người Tiêu Phàm chuẩn bị quay người rời đi, một tiếng kêu khàn khàn vang lên, chỉ thấy một lão nhân áo bào xám đi tới. Trong tay cầm một cái tẩu hút thuốc, ánh mắt thanh minh như nước, cho người ta một loại vận vị. Hai vị tiểu huynh đệ, đi ra khỏi nhà, tất cả mọi người nên giúp đỡ nhau, chỉ vì một vùng này có phần không bình yên, cho nên có nhiều mạo phạm, mong rằng chớ trách. Áo bào xám lão nhân thản nhiên nói, con ngươi liếc nhìn mấy người Tiêu Phàm bọn hắn, muốn đem hai người nhìn thấu. Lão nhân ra khách khí, đi ra khỏi nhà, cẩn thận một chút cũng là việc tốt. Tiêu Phàm gật đầu, hắn cũng không có ý trách cứ, tu vi những người này hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Phải kể tới tu vi lão nhân áo bào xám là cao nhất, nhưng chỉ là chiến tông cảnh đỉnh phong, gã râu quai nón cùng mũi ưng kia cũng chỉ là chiến tông trung kỳ tu vi. Hơn 40 người khác đại bộ phận cũng chỉ là chiến tôn cảnh, chỉ có số ít mấy người là chiến tông cảnh sơ kỳ mà thôi. Một đám người này Tiêu Phàm thật đúng là không đem bọn hắn để ở trong lòng. Nếu hai vị không chê vậy theo chúng ta ở cùng một chỗ đi, chúng ta cũng vừa vặn tiến về Ly Hỏa Đế Đô. Áo bào xám lão nhân gật đầu nói, lão hủ Trương Cửu, không biết hai vị tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tự báo tính danh, Ảnh Phong lại hừ lạnh một tiếng, không có dự định kết giao cùng những người này. Tiêu Phàm cười cười, đây là bạn ta, hắn tính cách quái gở, lão nhân gia đừng trách. Người trẻ tuổi có chút tính tình không sao. Trương Cửu không để ý, tham lam hút mấy ngụm thuốc trong tẩu. Cửu gia, bọn hắn quá không biết điều, ngươi làm sao đem bọn hắn lưu lại. Mũi ưng bực tức nói. Đi ra khỏi nhà, ai cũng có thời điểm bất tiện. Trương Cửu lắc đầu, xin lỗi nhìn Tiêu Phàm hai người, nói, hai vị, các ngươi ở đằng kia nghỉ ngơi đi. Trương Cửu chỉ một chiếc xe ngựa nơi xa, Tiêu Phàm bọn hắn theo xe ngựa nhìn lại, nhìn thấy một thiếu niên ngồi trên xe ngựa. Thiếu niên y phục thập phần cũ nát, bất quá y phục kia lại sạch sẽ vô cùng. Thiếu niên bộ dáng chừng 16-17 tuổi, sắc mặt xinh đẹp tái nhợt, hai mắt linh động hữu thần, lộ ra một cỗ khí chất khác, Ảnh Phong cho Tiêu Phàm một cái ánh mắt. Tiêu Phàm hiểu ý, hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, thiếu niên này chỉ là nữ giả nam trang mà thôi. Trên đùi giả tiểu tử có một đứa nhỏ khoảng 6-7 tuổi, đã tiến vào mộng đẹp, khóe miệng còn hiện vẻ mỉm cười. Hiển nhiên là đang nằm mơ thấy mộng đẹp. Cửu gia, Trương Cửu lời nói chưa dứt, râu quai nón cùng mũi ưng không hẹn mà cùng kêu lên, hiển nhiên đều không muốn Tiêu Phàm và Ảnh Phong tới gần hai người kia. Trong thương đội, ta nói là phải nghe. Trương Cửu thản nhiên nói, ngữ khí thập phần kiên định, lộ ra một cỗ uy thế không thể nghi ngờ. Sắc mặt hai người râu quai nón và mũi ưng khác nhau, về phần bọn hắn thầm nghĩ cái gì, lại không ai biết được. Đa tạ cửu gia. Tiêu Phàm ôm quyền nói, nguyên bản hắn muốn hỏi đường thẳng đến Ly Hỏa Đế Đô, bất quá ngẫm lại, vẫn là nên ở lại. Tiêu Phàm cho Ảnh Phong một cái ánh mắt, hai người liền hướng xe ngựa kia đi đến. Râu quai nón lộ ra một tia lo lắng, mà mũi ưng lại là nổi lên một tia cười lạnh, chỉ là vẻ mặt này chợt lóe lên rồi biến mất, không ai phát hiện ra. Công tử, thương đội này có vẻ như rất cổ quái, ngươi tại sao phải lưu lại? Chúng ta có thể hỏi đường đi, không nên tìm phiền phức. Ảnh Phong đi đến bên người Tiêu Phàm, nói khẽ. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng. Hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra thương đội quái dị, hoặc có lẽ là đây căn bản không phải thương đội bình thường. Nơi này trên thân mỗi người đều lộ ra một cỗ huyết sát chi khí, hơn nữa còn có một loại khí chất đặc thù. Khả năng lớn nhất chính là những người này xuất thân từ quân đội. Thậm chí, Tiêu Phàm đã đoán được, giả tiểu tử trắng nõn kia cùng tiểu hài tử 6-7 tuổi mới là người có thân phận cao quý nhất thương đội. Trương Cửu lão đầu sở dĩ an bài như vậy, đoán chừng là đã nhìn ra thực lực hai người, muốn cho bọn hắn một cái ân tình hỏi đường mà thôi. Đương nhiên, ở trong đó không thiếu tính chất đánh bạc, nhưng Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, Trương Cửu cực đúng, Tiêu Phàm hắn không thích nhất chính là thiếu nhân tình của người khác. Giả tiểu tử nhìn thấy Tiêu Phàm và Ảnh Phong đi đến, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Cũng ngay tại thời điểm này,
nơi xa Trương Cửu, Dâu Quai Nón, Mũi Ưng, thậm chí thương đội nhân mã tất cả đều nắm chặt vũ khí trong tay. Chỉ cần Tiêu Phàm hơi có dị động, bọn hắn nhất định phát động một kích lôi đình. Tất cả những thứ này, tự nhiên đào thoát không được hồn lực Tiêu Phàm, bất quá hắn chỉ cười nhạt một tiếng, ngay tại khoảng cách xe ngựa 5-6 mét trên một mảnh cỏ dừng lại. Trương Cửu mấy người cũng buông lỏng một hơi, vội vàng khôi phục bộ dáng bình thường, sợ Tiêu Phàm bọn hắn hoài nghi. Hai vị huynh đệ, không có cái gì tốt chiêu đãi các ngươi, đây là thịt dê nướng chín vừa mới, các ngươi nếm thử. Dâu Quai Nón đi tới gần, trên tay cầm hai cái đùi dê, còn có một ấm nước. Đa tạ. Tiêu Phàm tiếp nhận đùi dê cùng ấm nước, đem ấm nước để dưới đất liền bắt đầu ăn ngồm ngoàm, Ảnh Phong muốn ngăn cản cũng không kịp. Vị huynh đệ kia, sao không ăn, chẳng lẽ không hợp khẩu vị? Dâu Quai Nón cười nói, trên mặt lóe qua vẻ xấu hổ. Hắn như thế nào không biết, Ảnh Phong là lo lắng thịt dê này có độc. Vị đại ca này, tính tình hắn như thế xin chớ trách. Tiêu Phàm cười cười nói, đem chiếc chân dê còn lại trực tiếp ném cho Tiểu Kim và Tiểu Minh, hai người ăn một cách vui sướng. Không có việc gì, không có việc gì, hai vị ban đêm không được ngủ quá sâu, vùng này cũng không bình yên đâu. Dâu Quai Nón sang sảng cười một tiếng, khuyên bảo bọn Tiêu Phàm. Có ít người không biết nhân tâm tốt, cứ đem hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Cách đó không xa, truyền đến thanh âm trầm trầm âm dương quái khí. Đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý, ăn uống no đủ xong liền gối lên trên bụng Tiểu Kim ngủ mất. Đêm rất yên tĩnh, một cỗ ý lạnh thổi qua, trên xe ngựa tiểu hài tử co do đột nhiên mông lung mở mắt, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Tiểu Vũ, ngươi tỉnh rồi, có đói bụng không? Giả tiểu tử cưng chiều sờ sờ đầu tiểu hài tử, một mặt lo lắng. Hoàng, tỷ tỷ, chúng ta đến Ly Hỏa Đế Đô rồi sao? Tiểu hài tử xoa xoa con mắt nói. Gương mặt non nớt hiện ra hào quang đỏ ửng, ánh mắt thanh tịnh không tì vết chút nào. Còn chưa đến, ngày mai có thể đến nơi. Giả tiểu tử cười nói, vẻ mặt kia như là gió xuân ôn hòa, chỉ là khó nén bi thương trong mắt nàng. A, sư tử thật là uy vũ. Ánh mắt tiểu hài tử đột nhiên rơi vào trên người Tiểu Kim cách đó không xa. Dưới ánh trăng Tiểu Kim lông tóc hiện ra hào quang chói mắt, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của tiểu hài tử. Hắn xoay người nhảy xuống xe ngựa, hướng về Tiêu Phàm chạy như điên. Tiểu Vũ, chờ chút. Giả tiểu tử không nghĩ tới tiểu hài tử động tác nhanh nhẹn như thế. Sư tử kia là hồn thú, một ngụm cũng đủ nuốt hắn. Bất quá, thân thủ nàng cũng không tệ. Một cái lắc mình liền đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực. Tỷ tỷ, ta muốn sờ sư tử. Trong mắt tiểu hài tử hiện ra quang mang chờ mong. Giả tiểu tử một trận dầu dỉ, nàng luôn cảm giác hai người xa lạ kia không hề đơn giản, rất có thể là người bọn hắn phái tới. Hắn muốn sờ, thì để hắn sờ đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm sang sảng vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm uể oải ngồi dậy, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tỷ tỷ. Ca ca này đã đáp ứng. Ánh mắt tiểu hài tử sáng lên, muốn tránh thoát giả tiểu tử ôm ấp. Giả tiểu tử sắc mặt giãy giụa, lúc này, Dâu Quai Nón đi đến, cười hì hì nói, Tiểu Vũ, ngươi tỉnh rồi sao, ngươi ưa thích sư tử, đợi đến Ly Hỏa Đế Đô Hoa thúc thúc mua cho ngươi một con có được hay không? Không được, ta hiện tại muốn cùng sư tử này chơi, ngươi mua sư tử, khẳng định không có sư tử tốt. Tiểu hài tử chu cái miệng nhỏ nhắn. Một mặt khó chịu nói. Tiêu huynh đệ, Dâu Quai Nón đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Cũng không phải là hắn không cho tiểu hài tử đụng vào sư tử của Tiêu Phàm, mà là sợ nhân gia chủ nhân có ý kiến. Không có gì. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, hắn ngược lại là rất thưởng thức ánh mắt tiểu hài tử, đổi một đầu sư tử, tuyệt đối không có tốt như Tiểu Kim. Dâu Quai Nón cho giả tiểu tử một cái ánh mắt. Giả tiểu tử lúc này mới buông tiểu hài tử xuống. Tiểu hài lập tức gào thét bước nhanh đến bên người Tiểu Kim, bắt đầu vuốt ve lông tóc mềm mại của Tiểu Kim. Nam nhi đều thích đồ vật uy vũ bá khí, đứa bé trai này cũng không ngoại lệ. Khó chịu nhất chính là Tiểu Kim, nếu như không phải Tiêu Phàm mở miệng, đoán chừng nó đã sớm nổi giận, bình thường lông tóc nó ngay cả bàn tử đều không được đụng. Chỉ có tiểu ma nữ và Niệm Niệm mới có thể sợ hắn, đương nhiên. Tiêu Phàm là ngoại lệ. Đại ca ca, ta về sau cũng phải giống như ngươi,
mua một con sư tử làm sủng vật. Ánh mắt tiểu hài tử sáng quắc nhìn Tiêu Phàm. Hắn không phải sủng vật, là bạn ta. Tiêu Phàm sờ đầu tiểu hài nói, dâu quai nón và giả tiểu tử tâm trạng khẩn trương cũng buông lỏng dần. Nếu như Tiêu Phàm thật muốn gây bất lợi cho bọn hắn, đây tuyệt đối là cơ hội ra tay tốt nhất. Bạn, nhân loại có thể cùng hồn thú trở thành bạn sao? Tiểu hài tử hiếu kỳ nói, nghẹo đầu nhìn qua khá là đáng yêu. Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới Niệm Niệm, không biết Niệm Niệm có sống tốt hay không? Đương nhiên có thể. Tiêu Phàm gật đầu nói. Vậy Tiểu Vũ sau này cũng nhất định tìm một hồn thú cường đại làm bạn. Tiểu hài kiên định gật đầu. Tiêu Phàm không nghĩ tới bản thân sẽ cùng một đứa bé trò chuyện lâu như vậy. Sau hai canh giờ, tiểu hài rốt cục cũng mệt, nằm bên người tiểu kim ngủ mất. Giả tiểu tử ngồi cách đó không xa, thỉnh thoảng đánh giá Tiêu Phàm, cuối cùng cũng yên tâm, nằm trên đồng cỏ ngủ mất. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến nửa đêm, trên đồng cỏ có thể nghe được tiếng ngáy hùng hậu, những người này có lẽ là quá mệt mỏi, ngủ rất sâu. Dù là những tu sĩ gác đêm cũng thỉnh thoảng ngủ gật. Chỉ có Trương Cửu lão nhân cầm một cái tẩu hút thuốc ngồi ở trên xe ngựa, trong miệng thỉnh thoảng phun ra mấy đạo khói đặc. Từng đợt gió mát thổi qua, trong không khí bí mật mang theo một mùi thơm ngát nhàn nhạt, Tiêu Phàm nhún nhún cái mũi, bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Công tử, có độc, Ảnh Phong đột nhiên kinh tỉnh lại, làm sát thủ, cho tới bây giờ đều không có giấc ngủ chân chính, đối với bốn phía một mực duy trì cảnh giác. Lần trước tại quân doanh kiếm vương triều, người cũng dùng qua rồi. Tiêu Phàm cười cười nói. Không sai, đây là mê hồn hương, đối với người không có bao nhiêu nguy hại, nhưng rất dễ dàng để cho người ta mệt rã rời, dù là chiến tông cảnh cũng chịu không được. Ảnh Phong gật đầu. Nhất định là một đêm không yên ổn đây. Tiêu Phàm thở dài nói. Địch tập, cũng đúng lúc này, Trương Cửu đột nhiên hét lớn một tiếng, vận chuyển một tia hồn lực. Tu sĩ gác đêm lập tức giật mình, cầm vũ khí trong tay để phòng nhìn bốn phía. Những người ngủ say cũng trong nháy mắt bừng tỉnh, mê hồn hương mặc dù khiến cho người ta mệt rã rời, nhưng đối với bản thân tu sĩ không có bao nhiêu nguy hại. Đến lúc gặp nguy hiểm, cỗ buồn ngủ kia tự nhiên sẽ biến mất. Giả tiểu tử bên cạnh Tiêu Phàm cũng bỗng nhiên đứng dậy, hướng về vị trí Tiêu Phàm bọn hắn chạy tới, nàng trước tiên nghĩ đến chính là đệ đệ Tiểu Vũ. Đừng động! Tiêu Phàm đột nhiên kêu lên, nằm xuống. Chẳng biết tại sao, giả tiểu tử căn bản không phản bác Tiêu Phàm nói, vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Siêu, một tiếng xé gió vang lên, giả tiểu tử chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, một vệt sáng bắn thủng búi tóc nàng, tóc dài lập tức rối tung rơi xuống, lộ ra một dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Đẹp, đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng Tiêu Phàm và Ảnh Phong, hàng mi cong cong, hai mắt linh động hữu thần. Cái mũi nho nhỏ hơi nhếch lên, sắc mặt như bạch ngọc, mặt như đóa hoa. Cho dù người mặc nam bào cũ nát cũng không ảnh hưởng đến dung nhan của nàng. Ngược lại có một loại vận vị thanh nhã tuyệt tục, trên cổ nàng treo một khỏa lục sắc minh châu, phát ra vầng sáng nhàn nhạt, phản chiếu khiến nàng càng là phấn trang ngọc mài. Thiếu nữ phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Tiêu Phàm bọn họ, cảm kích nhìn Tiêu Phàm, cặp môi thơm khẽ mở tạ ơn. Một cỗ mùi thơm đập vào mặt, Ảnh Phong hơi hơi thất thần, chẳng biết tại sao, thiếu nữ này cho người ta có một loại cảm giác làm người yêu thích. Hiện tại tạ ơn còn sớm. Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, từ khi tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ rời đi, hắn đối với bất kỳ nữ nhân nào đều không có hứng thú, tâm hắn sớm đã bị tiểu ma nữ lấp đầy. Siêu siêu từng đợt tiếng xé gió truyền đến, mưa tên từ không trung xẹt qua. Các tu sĩ đã sớm chuẩn bị. Từ phía dưới xe ngựa lấy ra từng khối tấm chắn, đem bốn phía cản kín không kẽ hở. Nhanh, bảo hộ công chúa và hoàng tử. Dâu quai nón kêu to, tấm thuẫn kia trận hình tràn đầy hướng về vị trí Tiêu Phàm bọn hắn di chuyển nhanh chóng. Thanh âm không nhỏ, Tiêu Phàm và Ảnh Phong tự nhiên nghe được, Ảnh Phong không khỏi kinh ngạc nói, các ngươi là công chúa và hoàng tử. Căn bản không phải thương đội, ngược lại thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh. Thân phận thiếu nữ cùng tiểu hài tử hắn đã sớm phỏng đoán ra. Thậm chí, Trương Cửu bọn hắn cũng không giống quân sĩ bình thường, mà giống ngự lâm quân. Chỉ có ngự lâm quân mới có khí chất nghiêm minh như vậy. Thiếu nữ cười khổ một tiếng, nhìn thấy Tiêu Phàm và Ảnh Phong không có ác ý gì, nàng cũng không giấu giếm, cười nói, không sai,
ta và đệ đệ là hoàng tộc Tân Nguyệt Hoàng Triều, bất quá đây chẳng qua là sự tình trước kia. Tiêu Phàm và Ảnh Phong trầm mặc không nói, bọn hắn tự nhiên nghe ra ý tứ trong miệng thiếu nữ. Các nàng đã từng là công chúa và hoàng tử, nhưng hiện tại lại không phải. Hoặc có lẽ địa vị hoàng tộc của bọn hắn đã bị người khác tước đoạt. Những người đến giết các ngươi chính là người đã đoạt địa vị hoàng thất của các ngươi. Trong mắt Ảnh Phong lóe qua một vòng lãnh quang, nhìn ánh mắt thiếu nữ bốc lên sương mù, trong lòng rất lo lắng. Cho dù không muốn thì có thể làm gì, vương triều hoàng triều thay đổi, không phải là sự tình rất bình thường sao? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn còn chưa từng thấy Ảnh Phong vì một người xa lạ mà tức giận như thế. Hắn không thể không tưởng được rằng, có thời điểm vừa thấy đã yêu thật đúng là tồn tại. Đúng vậy. Thiếu nữ gật đầu, ép nước mắt không tràn mi. Tiêu Phàm và Ảnh Phong có thể cảm nhận được bên trong ánh mắt thiếu nữ nồng đậm bi thương. Đây không giống như là giả, cũng không phải khiến người khác thương hại, mà là một loại thống khổ mất đi thân nhân. Tiêu Phàm cảm giác cùng cảnh ngộ, năm đó lúc Tiêu Hạo Thiên thiếu chút nữa chết ở Tiêu gia, nội tâm hắn cũng cực kỳ khó chịu. Các ngươi tên gọi là gì? Tiêu Phàm hỏi. Ta gọi là Đoạn Tinh Nguyệt, đây là đệ đệ ta, Đoạn Tinh Vũ. Thiếu nữ yêu chiều đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực như sợ tiểu hài tử thụ thương. Nàng lại không phát hiện, thời khắc mưa mũi tên kia mỗi lần tới gần bọn hắn lại quỷ dị thay đổi phương hướng, toàn bộ bãi cỏ sớm đã cắm đầy mưa tên, chỉ có vị trí Tiêu Phàm bọn hắn là một mảnh tịnh thổ. Công chúa, hoàng tử, các ngươi không có việc gì chứ? Dâu quai nón lo lắng nói, tầm 10 người vội vàng đem tấm chắn gác ở bốn phía Tiêu Phàm bọn hắn. Chúng ta không có việc gì. Đoạn Tinh Nguyệt lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết nói, Hoa Thúc Thúc, các ngươi không cần lo cho chúng ta, chỉ cần chúng ta chết, bọn hắn sẽ không làm khó các ngươi. Nói cái gì vậy, năm đó nếu như không phải có hoàng chủ cái mạng ta đây đã sớm gặp Diêm Vương gia. Hoa Viễn ta sinh là người hoàng chủ, chết là quỷ hoàng chủ. Nếu như ngay cả con cái hoàng chủ đều không bảo vệ nổi, ta còn mặt mũi nào đi gặp hoàng chủ. Dâu quai nón ngữ khí bực tức nói. Thế nhưng, Đoạn Tinh Nguyệt nhìn cánh tay máu me đầm đìa Hoa Viễn, nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy ra. Không có nhưng nhị gì, chỉ cần ta không chết, bọn hắn cũng đừng hòng lấy được mạng các ngươi. Ánh mắt Hoa Viễn kiên quyết, trên mặt lóe qua một tia hung ác. Sau đó mang theo ánh mắt áy náy nhìn Tiêu Phàm nói, Tiêu huynh đệ, thật xin lỗi, là chúng ta liên lụy các ngươi. Đối phương là người có một ít thực lực, Tiêu Phàm híp híp mắt nói. Hiện tại ta cũng không biết, nhưng rất có thể có cường giả chiến vương. Sắc mặt Hoa Viễn khó coi, cửu thúc trước kia cũng là chiến vương cảnh, miễn cưỡng có thể ứng phó một chiến vương, chúng ta cũng có 8 chiến tông mới có thể ngăn cản một hồi. Ta đột nhiên, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, mưa tên rốt cục công phá phòng ngự tấm chắn, thanh âm máu tươi bắn ra vang lên, vô số cỗ thi thể ngã xuống đất. Công tử, Ảnh Phong một mực trầm mặc rốt cục cũng nói chuyện, trong mắt lóe lên vẻ khẩn cầu nồng đậm. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hiện tại phiền phức bản thân hắn đều không ít, không muốn quản, cũng không muốn lại gây phiền tiếp. Hơn nữa, hắn cũng đã được nghe nói thực lực Tân Nguyệt Hoàng Triều còn ở trên Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Một cái hoàng triều, khẳng định sẽ có chiến hoàng cường giả tọa chấn. Nếu như chỉ là bên trong hoàng thất tự giết lẫn nhau, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự xuất thủ, dù sao bên trong hoàng thất tranh đấu cũng cấm chỉ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu như là gia tộc khác bên trong hoàng triều soán vị, cứu bọn hắn có thể sẽ tương đương với đắc tội triệt để hoàng thất Tân Nguyệt Hoàng Triều mới. Tiêu huynh đệ, nếu có cơ hội, mong Tiêu huynh đệ giúp chúng ta một chuyện, đem công chúa và hoàng tử đi. Hoa Viễn kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. Hoa Viễn nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng bình tĩnh, trong lòng sáng lên, có lẽ Tiêu Phàm thật có biện pháp cứu Đoạn Tinh Nguyệt và Đoạn Tinh Vũ. Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư, mũi tên rốt cục cũng dừng lại, chiếm lấy là từng đợt tiếng la giết. Tiếng la giết ngập trời, mấy chục trên trăm đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt đám người, đem Tiêu Phàm bọn hắn vây chật như nêm cối. Trương Cửu tất cả đều hướng về vị trí Tiêu Phàm dựa vào. Một vòng mũi tên rơi xuống, bọn hắn đã tử thương quá nửa, chỉ còn lại chừng 30 người. Ha ha, Trương Cửu, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể chạy sao? Một tiếng vang điên cuồng gào thét, chỉ thấy một nam tử mặc kim sắc chiến giáp,
cưỡi một đầu hắc sắc lão hổ to lớn đi đến. Hắc sắc lão hổ dài 7-8 mét, cao 3-4 mét, quỷ dị là lão hổ này mọc ra ba con mắt, tản ra một cỗ khí thế cường đại, ép người có chút không thở nổi. Sau lưng những người kia đều cưỡi một tứ giai hồn thú, thanh thế cuồn cuộn. Ngũ giai hồn thú, tam nhãn linh hổ, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Trước đó không phải giết một đầu tam nhãn linh hổ, tiểu kim được cái hồn tinh kỳ dị kia sao? Vạn Thiên Kiệt, hoàng thất đã diệt, người cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Trương Cửu nghiến răng nghiến lợi nhìn nam tử kim sắc chiến giáp. Ngươi chẳng lẽ không biết đạo lý dã hỏa thiêu bất tấn, gió xuân thổi lại mọc sao? Diệt cỏ không tận gốc, gió xuân cỏ lại về, nam tử kim sắc chiến giáp Vạn Thiên Kiệt cười lạnh không thôi. Con người rơi vào tỷ đệ đoạn tinh nguyệt, huống chi bọn hắn không chết, hoàng thất nào có thể nói là diệt tuyệt. Ngươi, Trương Cửu vô cùng phẫn nộ, thế nhưng lại không có lời nào để nói. Đầu hàng không thì giết, Vạn Thiên Kiệt đột nhiên nhàn nhạt quát nói. Ta xem ai dám, Trương Cửu một tiếng quát như sấm, trong mắt lóe lên vẻ ác liệt. Cửu gia, chúng ta trốn không thoát, nhà ta có già trẻ, ngươi không thể lôi kéo chúng ta đi chết. Không sai, Cửu gia, chúng ta đưa đến nơi này đã là hết lòng rồi, ngươi không thể trơ mắt nhìn chúng ta đi chết được. Chúng ta làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Cửu gia, tiểu tử ta mạng này là do ngươi cứu, nhưng đoạn đường này đến đây trải qua nhiều gian nan hiểm trở, ân tình này ta tính cũng đã trả hết nợ. Ngươi không vì mình, trời tru đất diệt. Nguyên một đám tu sĩ lách mình ra, sắc mặt khó coi nhìn Trương Cửu bọn hắn, cuối cùng chỉ còn lại không đến 10 người. Các ngươi, Trương Cửu toàn thân run rẩy, cả người tựa như đã nản lòng thoái chí. Những tên hỗn chứng này, tất cả đều không ra thứ gì. Hoàng chủ giúp các ngươi như thế nào, chẳng lẽ các ngươi đều quên mất không còn một mảnh. Tài nguyên tốt nhất cho các ngươi tu luyện, những chiến tông cảnh huynh đệ đó đều đã chết, bọn hắn từng có một tia lui bước hay sao? Các ngươi chẳng lẽ lại quên cái chết của các huynh đệ? Hoa Viễn khàn cả giọng gầm thét. Những người kia hổ thẹn cúi thấp đầu, không biết phản bác như thế nào, ân tình cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng hiện tại xem ra đã là tuyệt lộ, có thể sống sót mới là trọng yếu nhất. Đây chính là lòng người. Phốc phốc phốc, đột nhiên, một đạo thân ảnh lóe qua, ngay sau đó từng khỏa đầu lâu bị ném lên, cột máu cao một trượng bắn về phía không trung. Đám người Đoạn Tinh Nguyệt thấy thế, con người bỗng nhiên rung rung, ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Vạn Thiên Kiệt, ngươi là cái đồ khốn kiếp, bọn họ đều đã đầu hàng, ngươi sao còn giết bọn họ? Trương Cửu nhe răng trợn mắt nói, những người kia mặc dù đã đầu hàng, nhưng hắn vẫn không có nghĩ tới bọn họ sẽ phải chết. Những ngày qua mọi người đều kề vai chiến đấu, tất cả đều in sâu trong đầu hắn. Một đám người ô hợp, giữ lại bọn chúng làm cái gì? Bọn chúng không muốn chết thì cũng phải chết. Vạn Thiên Kiệt mặt coi thường nói, trong mắt sát ý lấp lóe. Ưng Phi Trảm, vừa dứt lời, một tiếng quát chói tai từ phía sau Trương Cửu truyền đến, Lăng Lệ Sát xông thẳng sau lưng Trương Cửu, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Ngươi dám, Trương Cửu phản ứng cũng cực nhanh, trở tay chính là một đao nghênh đón, nhưng chung quy vẫn chậm một nhịp. Cánh tay trái bị một đạo lợi mang chém phải, máu tươi cuồng phun không thôi. Một màn này phát sinh quá nhanh, ai cũng không có phát hiện có người sẽ ám toán Trương Cửu. Đạo thân ảnh lui rất nhanh, lách mình liền xuất hiện cách đó 5 mét, đám người ánh mắt nhao nhao rơi trên thân người kia, trừ tên mũi ưng còn có thể là ai. Tạ ương, con mẹ nó ngươi muốn chết. Hoa Viễn phẫn nộ gào thét, thiếu chút nữa thì đi lên liều mạng, chỉ là hắn không yên lòng tỷ đệ Đoạn Tinh Nguyệt, lúc này mới không có xuất thủ. Tạ ương, làm rất tốt. Vạn Thiên Kiệt cười nhạt một tiếng, tựa như đã sớm đoán được sẽ có một màn này. Đa Tạ Vương ra khích lệ. Mũi ưng Tạ Ương nói. Sau đó con người băng lãnh nhìn Trương Cửu nói, Trương Cửu, một lão chết tiệt, vẫn luôn không cho ta tới gần tỷ đệ Đoạn Tinh Nguyệt, bằng không bọn hắn há sẽ sống đến tận bây giờ. Ta thắc mắc làm sao sẽ có người biết rõ hành tung chúng ta, nguyên lai là ngươi. Sớm biết rõ, ta liền tự tay làm thịt ngươi. Trương Cửu hoảng hốt. Trong lòng thập phần hối hận, một tay nắm tay cụt, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Ta vẫn luôn là người vương gia, đáng tiếc ngươi không biết mà thôi. Bất quá, hiện tại biết rõ chân tướng, ngươi chết cũng có thể nhắm mắt. Tạ Ương cười lạnh nói. Chết đi cho ta,
Tạ Ương nổi giận gầm lên một tiếng, tại đỉnh đầu hắn xuất hiện một đầu hắc sắc diều hâu, con người sắc bén lộ ra một cỗ sát ý nồng đậm nhào về phía Trương Cửu. Trương Cửu bản thân bị trọng thương, chỗ nào là đối thủ của hắn, Hoa Viễn bảo vệ an nguy tỷ đệ Đoạn Tinh Nguyệt căn bản là rút thân không được. Ha ha, Trương Cửu ngươi không nghĩ tới sẽ có một ngày chết trong tay Tạ Ương ta. Tạ Ương cuồng tiếu, trong tay một thanh loan đao bổ xuống. Phốc, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, hiện trường đột nhiên yên tĩnh, tất cả ánh mắt mọi người đều rơi trên người Tạ Ương. Không, nói cho đúng, là rơi vào một đạo hắc ảnh bên người Tạ Ương. Nụ cười trên mặt Tạ Ương trong nháy mắt ngưng kết, không thể tưởng tượng nổi nhìn trên lồng ngực mình. Một chuôi quang kiếm lóe ra, xuyên thủng lồng ngực hắn, một cỗ ý lạnh truyền khắp toàn thân. Làm sao có thể, trên mặt Tạ Ương đều là thần sắc không thể tin được, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Hắn không nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ chết ở chỗ này, hơn nữa còn là chết trên tay một người xa lạ. Tạ Ương nhắm hai mắt, ánh mắt đám người nhao nhao rơi trên người đạo hắc ảnh kia, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Người ở đây cơ hồ không có một ai nhìn thấy đạo hắc ảnh kia xuất thủ như thế nào. Dù là Vạn Thiên Kiệt, dù là Trương Cửu, cũng không thấy rõ ràng. Bóng đen kia rút trường kiếm về, thân hình lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa đã ở sau lưng Tiêu Phàm, cung kính đứng ở đó không nhúc nhích. Hiển nhiên, người vừa mới xuất thủ chính là Ảnh Phong. Các ngươi là ai? Trong mắt Vạn Thiên Kiệt lóe lên một vòng ngưng trọng, cho dù hắn là chiến vương hậu kỳ, cũng bị tốc độ Ảnh Phong làm cho chấn kinh. Trương Cửu cũng kinh ngạc không thôi, dù sao hắn đã từng cũng là chiến vương cường giả. Chỉ là chiến hồn thụ thương, tu vi rơi xuống, nhưng trong mắt vẫn còn. Nguyên bản hắn coi Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong cũng là chiến tông đỉnh phong, nào sẽ ngờ bọn hắn lại là cường giả chiến vương. Chiến vương trẻ tuổi như thế, đợi một thời gian há không phải có thể trở thành chiến hoàng. Chủ yếu nhất là, chiến vương áo bào đen vẫn lấy Tiêu Phàm làm chủ, thực lực Tiêu Phàm cường đại đến đâu đây? Tiêu công tử, van cầu ngươi cứu công chúa và hoàng tử. Hoa Viễn phản ứng, phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm, nước mắt tuôn ra, xưng hô cũng biến thành kính sợ. Tiêu công tử, van cầu ngươi cứu công chúa và hoàng tử. Những người khác cũng liên tiếp quỳ xuống. Bọn hắn đã triệt để tuyệt vọng, bây giờ nhìn thấy hy vọng, nào còn có thể bỏ lỡ. Trong mắt bọn họ, Tiêu Phàm chính là phao cứu mạng cuối cùng của bọn hắn. Thậm chí, Trương Cửu nơi xa cũng bưng bít lấy tay cụt quỳ xuống. Tiêu đại ca, ta chết không sao, van cầu ngươi hãy cứu đệ đệ ta. Đoạn Tinh Nguyệt ôm Đoạn Tinh Vũ ngủ say quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm. Một tay nắm lấy Minh Châu nói, đây là bảo vật gia truyền Đoạn gia, Tinh Nguyệt nguyện ý đưa cho Tiêu đại ca. Tiêu Phàm nhìn Minh Châu lóe sáng kia lắc lắc đầu nói, đồ vật quá này quý giá, bản thân ngươi nên tự giữ đi. Tiêu công tử, Hoa Viễn kiếp sau nguyện làm châu làm ngựa báo đáp ngài. Hoa Viễn cho là Tiêu Phàm cự tuyệt, lập tức vô cùng nóng nảy, đầu hướng mặt đất đập xuống. Bất quá còn chưa tiếp xúc mặt đất liền bị một cỗ đại lực nâng lên, Tiêu Phàm cười nói, Hoa đại ca, ta muốn ngươi làm trâu làm ngựa làm gì? Ta còn chưa cảm ơn thịt dê của ngươi đây. Tiểu tử, ngươi tốt nhất nên hiểu rõ, Vạn gia ta không chỉ là Tân Nguyệt Hoàng Thất, hơn nữa còn là một trong tam đại gia tộc ở Ly Hỏa Đế Đô Cô Gia Ninh Gia. Ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất nên cút ra xa. Vạn Thiên Kiệt cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, ngữ khí bên trong đều là ý uy hiếp. Tiêu Phàm căn bản không để ý đến, ngược lại cười nhẹ nhàng nhìn Ảnh Phong nói, ta cho ngươi một đơn xin ý, ngươi có nguyện ý làm hay không? Công tử mời nói. Ảnh Phong không hiểu nhìn Tiêu Phàm, bất quá vẫn gật đầu. Mọi người đều đứng lên đi. Tiêu Phàm nhìn mấy người đang quỳ gối trên mặt đất, ngữ khí tràn ngập không thể phủ định. Sau đó nhìn về phía Đoạn Tinh Nguyệt nói, trên người ngươi có hồn thạch hay không? Hồn thạch, Đoạn Tinh Nguyệt không biết vì sao, sau đó lại vội vàng gật đầu, lấy ra một mai hồn giới cho Tiêu Phàm nói, ta có, ta có. Một viên hạ phẩm hồn thạch là được. Tiêu Phàm không tiếp nhận hồn giới. Đoạn Tinh Nguyệt càng thêm nghi hoặc, bất quá nàng lại không mảy may do dự, từ bên trong hồn thạch lấy ra một viên hạ phẩm hồn thạch đưa cho Tiêu Phàm. Ảnh Phong. Xin ý bản thân tiếp. Tiêu Phàm nhìn về phía Ảnh Phong. Thưa vâng, công tử. Ảnh Phong rốt cục minh bạch ý tứ Tiêu Phàm. Thân làm sát thủ, giết người là muốn tiền thuê.
Mặc dù một viên hạ phẩm hồn thạch với hắn mà nói, căn bản chính là một chuyện nực cười. Nhưng giờ phút này, Ảnh Phong ngược lại vô cùng kích động, bởi vì hắn rốt cục cũng có thể xuất thủ. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm còn có ý tứ khác. Cái kia chính là nói cho tất cả mọi người ở đây, ta không phải muốn cùng Vạn Gia ngươi đối đầu, chỉ là thu tiền thuê của cố chủ, tự nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ cố chủ bàn giao. Buồn cười, một viên hạ phẩm hồn thạch có thể làm gì? Bản vương cho các ngươi một vạn trung phẩm hồn thạch như thế nào? Ánh mắt Vạn Thiên Kiệt lạnh lẽo. Ngươi cảm thấy ta rất thiếu hồn thạch sao? Ảnh Phong lạnh lùng cười một tiếng, cho Tiểu Minh trên đầu vai một cái ánh mắt. Sau một khắc, hai người bỗng nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó, ở nơi xa truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, nguyên một đám tu sĩ kinh hãi che cổ mình. Đám người Đoạn Tinh Nguyệt đều nhìn đến trợn tròn mắt. Mạnh, biến thái mạnh, danh con, nếu các ngươi đã tự tìm chết, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Vạn Thiên Kiệt tức giận, tam nhãn linh hổ dưới chân gầm lên giận dữ, một cước hướng về vị trí Tiêu Phàm bọn hắn đạp đến. Phốc, một tiếng vang giòn, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ không trung xẹt qua, trực tiếp đem mi tâm tam nhãn linh hổ ngăn cách, một viên hồn tinh hắc sắc bắn ra liền bị đạo hắc ảnh kia nuốt vào. Làm sao có thể, toàn thân Vạn Thiên Kiệt run lên, tốc độ kia, hắn đều phải ngưỡng vọng a, bóng đen kia rốt cuộc là cái gì? Trong phút chốc, Vạn Thiên Kiệt rốt cục cũng thấy rõ đạo hắc ảnh kia, đó là một con hắc ưng, móng vuốt lăng lệ, đôi mắt sắc bén gắt gao tập trung vào hắn. Thời khắc hắc ưng đến gần hắn chỉ có ba trượng, hắn cảm giác hô hấp đều khó khăn. Phốc, một cái đầu người bị ném lên, thi thể Vạn Thiên Kiệt từ trên lưng tam nhãn linh hổ rơi xuống. Hắn đến chết cũng không nghĩ đến, bản thân mình sẽ chết dưới móng vuốt hắc ưng, hắn là chiến vương hậu kỳ mà. Cũng đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết nơi xa cũng dừng lại. Hơn trăm người toàn bộ bị nhất kiếm phong hầu, một điểm năng lực phản kháng đều không có. Tiểu Minh rơi trên bờ vai Ảnh Phong, trong mắt lộ ra một tia khinh thường và xem thường, tựa như nói giết một chiến tông cảnh, chiến tôn cảnh còn tốn hao thời gian dài như vậy. Ảnh Phong nhún nhún vai, một bộ dáng bất đắc dĩ. Ai bảo ngươi là cửu giai ám dạ minh chuẩn, hơn nữa thực lực hiện tại là lục giai đỉnh phong, ta có thể là đối thủ của ngươi sao? Tất cả đám người Đoạn Tinh Nguyệt đều ngốc trệ tại chỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn đạo hắc ảnh kia đi tới, trong miệng đủ để nhét cả quả trứng vịt. Hàn Phong gào thét, trong không khí tràn ngập một cỗ huyết tinh nồng đậm, một cỗ hàn ý tràn ngập trái tim tất cả mọi người. Hồi lâu, đám người Đoạn Tinh Nguyệt mới hồi phục tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm và Ảnh Phong tràn ngập vẻ kính sợ. Ảnh Phong đã cường đại như thế mà hắn lại cung kính Tiêu Phàm rất nhiều. Thế thì Tiêu Phàm phải cường đại biết bao. Tiểu Kim, dọn dẹp một chút. Tiêu Phàm nhìn Tiểu Kim một mực nằm ngủ dưới đất nói. Tiểu Kim uể oải đứng dậy, tựa như mộng đẹp bị quấy dày, có chút khó chịu, bất quá nó vẫn hướng những thi thể này đi đến. Há mồm phun ra từng đạo hàn khí. Những thi thể này thế mà trong nháy mắt đều đông thành tượng băng. Sau đó một đạo lợi chảo đập ra, tất cả băng điêu đột nhiên nổ tung hóa thành hàn vụ tiêu tán trên không trung. Toàn bộ bãi cỏ lần nữa khôi phục lại yên tĩnh, mặt đất một điểm máu tươi đều không có. Nếu như không phải thật sự chứng kiến trận chiến trước đó, ai cũng sẽ không nghĩ tới vừa có hơn 100 người chết ở chỗ này. Giờ phút này, chân trời đã có tia sáng, Tiêu Phàm giãn gân cốt một cái. Nhìn Đoạn Tinh Nguyệt bọn họ nói, chúng ta chuẩn bị đi Ly Hỏa Đế Đô, các ngươi hiện tại đi hay không? Đi, Đoạn Tinh Nguyệt lập tức mở miệng, đi đến bên cạnh Ảnh Phong nói, cảm ơn ngươi. Không cần, ta chỉ là thu tiền thuê. Ảnh Phong mỉm cười, uy phong gợi lên, khuôn mặt tà mị tuấn mỹ bại lộ trước mặt Đoạn Tinh Nguyệt. Sắc mặt Đoạn Tinh Nguyệt hơi đỏ lên như táo đỏ, một viên hạ phẩm hồn thạch có thể thuê giết chết cường giả chiến vương cảnh sao? Nàng không có đơn thuần như vậy, nàng biết là Ảnh Phong muốn trợ giúp bọn nàng mà thôi. Những hàng hóa này còn muốn hay không? Tiêu Phàm nhìn về phía mấy chục cỗ xe ngựa kia nói. Cái kia không phải là đồ vật trọng yếu gì, chỉ là dùng để che giấu tai mắt người mà thôi. Hơn nữa mấy chục cỗ xe ngựa vào thành quá lớn, Vạn Gia rất dễ dàng tìm tới chúng ta, liền dứt khoát hủy diệt hết. Hoa Viễn quyết định thật nhanh. Mang theo 6 người còn lại hướng về xe ngựa kia đi đến. Những hàng hóa kia toàn bộ đốt hết, chỉ để lại 10 con thanh phong câu đi đường, toàn bộ thanh phong câu khác đều bị đuổi vào trong rừng.
lửa lớn rừng rực thiêu đốt, 10 con thanh phong câu đã rong ruổi trên đại đạo rộng lớn, ngoài ra còn có một đầu hoàng kim sư tử bá khí. Không hàng hóa, tốc độ đám người tăng lên không ít, chỉ vẻn vẹn nửa ngày, một tòa thành trì khổng lồ đã tiến vào tầm mắt đám người. Đế thành nguy nga bao la hùng vĩ, không biết dùng thứ gì để chế tạo hiện ra màu đỏ. Xa xa nhìn lại, giống như một đoàn huyết sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, hỏa phượng đang bay múa. Cao ngất đến tận mây, kiến trúc lộ ra một cỗ đại khí mênh mông, giống như từng chuôi thần kiếm cắm vào vân tiêu, lộ ra một loại cảm giác nặng nề, đại khí. Rất hiển nhiên, đây chính là mục tiêu của Tiêu Phàm bọn hắn, Ly Hỏa Đế Đô. Cho dù Tiêu Phàm kiến thức uyên bác nhưng vẫn bị Ly Hỏa Đế Đô rung động hấp dẫn. Đây tựa như một con quái vật khổng lồ tọa lạc bên trên đại địa, hùng hậu, uy nghiêm. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không tìm thấy từ để miêu tả Ly Hỏa Đế Đô bao la hùng vĩ, chỉ là hoàng thành cùng Ly Hỏa Đế Đô so sánh, bất quá cũng chỉ là nơi hoang dã. Mặc dù Ly Hỏa Đế Đô ở trước mắt, nhưng đám người lại rong ruổi một canh giờ mới nhìn thấy cửa thành Ly Hỏa Đế Đô. Cửa thành có rất nhiều kiến trúc, cũng có rất nhiều quầy hàng, bóng người đông đảo vô cùng náo nhiệt, thành lâu trông như tường đồng vách sắt, không thể nhìn thấy phần cuối. Ly Hỏa Đế Đô, ta cũng chỉ là nghe nói qua, lại chưa tới bao giờ, xác thực so với tưởng tượng của ta còn muốn nguy nga đại khí hơn. Ảnh Phong cảm khái nói. Đế thành tự nhiên phi phàm, nơi này mới là nơi tu giả chân chính nên đến, ưng kích trường không, cá bơi ngàn dặm, là rồng hay là giun, nơi này mới có thể chân chính thể hiện ra. Tiêu Phàm lắp bắp nói. Ly Hỏa Đế Đô xung quanh 3.800 dặm, gia tộc vô số, cường giả vô số. Tự nhiên không giống bình thường, ta cũng là khi còn bé cùng phụ hoàng tới một lần. Đoạn Tinh Nguyệt chẳng biết lúc nào đi đến. Hoa Viễn bọn hắn đem những thanh phong câu đó đi bán. Tại Ly Hỏa Đế Đô, vạn gia muốn tìm bọn hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Các vị, nếu đến đây rồi, chúng ta tại nơi này phân biệt đi, hữu duyên sẽ gặp lại. Tiêu Phàm hướng đám người kia chắp tay một cái nói. Đoạn Tinh Nguyệt có chút không nỡ. Lời đến khóe miệng, lại không biết nói cái gì lưu lại bọn hắn, đành phải nhìn về phía Ảnh Phong. Đa tạ Tiêu công tử, xin hãy bảo trọng, sau này còn gặp lại. Trương Cửu tự nhiên nhìn ra tâm tư Đoạn Tinh Nguyệt, nhưng hắn cũng biết Tiêu Phàm và Ảnh Phong thiên tài dạng này, bọn hắn không thể giữ lại. Lần này, Tiêu Phàm bọn hắn có thể cứu mấy người đã là thập phần khó có được. Tiêu Phàm cười cười, ôm quyền rời đi, Ảnh Phong đi đến bên người Đoạn Tinh Nguyệt. Nói khẽ bảo trọng, ta tin tưởng, chúng ta khẳng định sẽ còn gặp lại. Đoạn Tinh Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run lên, đột nhiên mở miệng kêu, chờ đã. Ảnh Phong xoay người lại, nhìn thấy Đoạn Tinh Nguyệt lấy xuống viên Minh Châu trên cổ, nắm lấy cánh tay Ảnh Phong, đem Minh Châu kia đặt ở trên tay Ảnh Phong, vật này ta mang 17 năm, hiện tại tặng nó cho ngươi. Hoa Viễn thấy thế, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, bất quá lại bị Trương Cửu lắc đầu cắt ngang. Ảnh Phong nắm chặt Minh Châu trong tay, trịnh trọng nói, yên tâm, người còn châu còn. Nói xong câu đó, Ảnh Phong dứt khoát rời đi, nước mắt Đoạn Tinh Nguyệt cũng không nhịn được nữa liền chảy ra. Tiểu thư, nếu hữu duyên, các ngươi sẽ còn gặp lại. Trương Cửu đi đến bên người Đoạn Tinh Nguyệt, an ủi. Ân, Đoạn Tinh Nguyệt gật đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào. Tỷ tỷ, chúng ta đến Ly Hỏa Đế Đô rồi. Qua. Náo nhiệt quá. Đoạn Tinh Vũ rốt cục cũng tỉnh lại, liếc nhìn lấy tứ phương, đột nhiên kêu lên, hai đại ca ca đâu, còn có sư tử đâu. Đại ca ca bọn hắn có việc, về sau chúng ta sẽ thấy. Đoạn Tinh Nguyệt trong nháy mắt nước mắt liền bốc hơi, yêu chiều sờ sờ đầu Đoạn Tinh Vũ, trong lòng lại bổ sung một câu, thật sự sẽ còn gặp lại sao. Bên trong Ly Hỏa Đế Đô, Ảnh Phong một mực cúi đầu, tâm tình thập phần sa sút. Căn bản không có tâm tư quan sát cảnh sắc bốn phía. Tiêu Phàm đi đến bên người Ảnh Phong, vỗ vỗ vai Ảnh Phong, cười nói, nếu là thật, vậy liền cố gắng theo đuổi, mang Tiểu Minh cùng đi, ta cũng yên tâm. Vạn nhất tìm không thấy ta, sau 3 tháng chiến hồn học viện khảo hạch, chúng ta cũng có thể gặp lại. Vâng, đa tạ công tử. Trong mắt Ảnh Phong lóe lên vẻ kích động, không kịp nghĩ nhiều, liền biến mất ở trong đám người. Tiêu Phàm ngồi ở trên lưng Tiểu Kim, đi trên con đường dùng hỏa vân thạch trải thành, trong lòng có chút cô đơn. Ảnh Phong rời đi, lại chỉ còn Tiểu Kim một người bồi tiếp hắn.
dù sao cũng phải học cách sống một mình. Trong lòng Tiêu Phàm thở dài, mấy tháng này đến nay, trên đường tu luyện vẫn luôn có người bồi tiếp hắn. Thế nhưng người bên cạnh một người lại một người rời đi, mà hắn cũng dần trở thành chiến vương cường giả, mọi thứ đều cảm giác quá mộng ảo. Ly Hỏa Đế Đô cực kỳ phồn hoa, hai bên đường phố cắm đầy cây phong, cho người ta một loại cảm giác nhiệt tình bành trướng. Hai bên cửa hàng san sát rực rỡ muôn màu, khiến cho người ta có chút đáp ứng không kịp. Trên đường người đến người đi, chen vai sát cánh, rất nhiều tu sĩ cưỡi hồn thú cao lớn uy mãnh hoành hành, một bộ dáng cao cao tại thượng coi thường người đi đường. Rất nhiều người ăn mặc chiến bào tỏa ra ánh sáng lung linh, uy phong lẫm lẫm. Tiêu Phàm không khỏi lộ vẻ cười khổ, hắn cùng với người ở đây so sánh, hoàn toàn chính là một tên nhà quê. Một bộ áo đen bình thường cùng thành phố này không hợp nhau cho lắm. Thần sắc Tiêu Phàm không khỏi có chút mê mang, không biết nên đi nơi nào. Trước tìm chỗ ở đi, sau đó tìm hiểu sự tình sinh tử đấu trường, dù sao chiến hồn học viện khảo hạch còn 3 tháng. Tiêu Phàm âm thầm đưa ra quyết định. Ly Hỏa Đế Đô rất lớn, tìm một gian khách sạn là rất dễ dàng, hai bên đường phố khắp nơi đều có thể thấy. Khách quan, là nghỉ trọ hay là ở lâu? Trước quầy một quán rượu, trưởng quỹ cười nhẹ nhàng nhìn Tiêu Phàm nói. Ở lâu, Tiêu Phàm nói ra. Chúng ta Vân Lai khách sạn có 4 loại cấp bậc phòng trọ thiên địa huyền hoàng. Phòng trọ cấp hoàng 100 hạ phẩm hồn thạch một ngày, phòng trọ cấp huyền 500 hạ phẩm hồn thạch một ngày, phòng trọ cấp địa 2000 hạ phẩm hồn thạch một ngày, phòng trọ cấp thiên 5000 hạ phẩm hồn thạch một ngày. Trưởng quỹ cười nói, cũng không bởi vì cách Tiêu Phàm ăn mặc mà có nửa điểm khinh thị. Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng, khách sạn này thật đúng là không phải bình thường. Đây căn bản chính là đang rượt tiền, bất quá bề ngoài hắn vẫn giữ vững bình tĩnh nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Tự nhiên có khác nhau, khách quan, ngài đừng nghĩ 5000 hạ phẩm hồn thạch ở một ngày là rất đắt. Dù sao, thiên địa linh khí mỗi phòng đều không giống nhau. Trưởng quỹ giải thích nói, nếu như ngài cảm thấy đắt, phòng trọ cấp hoàng cũng không tệ, ở vẫn hết sức sảng khoái. Cho ta một gian thiên, ở 3 tháng. Tiêu Phàm cũng không nghĩ nhiều, điểm ấy hồn thạch đối với hắn mà nói còn chưa tính là gì. Dù sao, hắn không ngừng liên tục cung cấp 3 loại dược dịch cho Lăng Vân Thương Hội, mỗi tháng Trầm Chấn Đào đều sẽ đem những hồn thạch đó bỏ vào hồn thạch tạp của hắn. Hắn sở dĩ ở 3 tháng, chỉ là không muốn trước lúc chiến hồn học viện khảo hạch thường xuyên tìm kiếm chỗ ở mà phiền phức. 3 tháng, khách quan ngươi xác định. Trưởng quỹ còn coi là mình nghe lầm, cũng không phải không ai mở thời gian dài như vậy, chủ yếu là cách ăn mặc Tiêu Phàm không quá giống. 3 tháng cộng lại là 45 vạn hạ phẩm hồn thạch, đối với rất nhiều người mà nói, tuyệt đối là một khoản tài phú không ít. Đối với nghi vấn của trưởng quỹ, Tiêu Phàm trực tiếp xuất ra một tấm hồn thạch tạp bày ở trên quầy. Trưởng quỹ cũng không khách khí, trực tiếp cầm hồn thạch tạp soát 45 vạn hạ phẩm hồn thạch. Cười ha hả cầm một tấm thẻ phòng đưa cho Tiêu Phàm, khách quan, người vận khí thật tốt, vừa lúc còn lại một gian phòng trọ chữ thiên cuối cùng. Đa tạ. Tiêu Phàm cười cười, hắn thập phần hoài nghi tính chân thực trong lời nói của trưởng quỹ. Chậm đã, lúc Tiêu Phàm vừa mới tiếp nhận thẻ phòng, một thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy năm đạo thân ảnh đi đến, cầm đầu là một thanh niên áo trắng. Trưởng quỹ sắc mặt hơi trầm xuống, một mặt nịnh nọt đi qua. Cười nịnh nói, Đường Tam Thiếu, ngài làm sao lại tới đây? Tiêu Phàm híp híp mắt, lập tức nhìn thấy người quen, bất quá hắn căn bản không thèm để ý, vỗ đầu Tiểu Kim liền đi vào trong khách sạn. Tiểu tử, bản thiếu gia đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Thanh niên mặc áo trắng kia ngay cả nhìn cũng chưa nhìn trưởng quỹ, lách mình ngăn trở Tiêu Phàm. Ngươi đang cùng ta nói chuyện sao? Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái. Người này có chút vô lý bá đạo. Vậy ngươi cho rằng bản thiếu gia đang cùng ai nói chuyện? Thanh niên áo trắng rất khó chịu thái độ Tiêu Phàm. Tại Ly Hỏa Đế đâu có ai không cho Đường Tam Thiếu hắn mặt mũi, tiểu tử này dám không nhìn bản thân, khiến hắn trong lòng giận dữ. Ta biết ngươi sao, phiền nhường đường một chút. Tiêu Phàm nhún vai, trực tiếp vòng qua thanh niên áo trắng đi tiếp. Cho ngươi, ngươi liền không biết xấu hổ. Thanh niên áo trắng hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng Tiêu Phàm chộp tới. Tiêu Phàm phản ứng rất nhanh, một cái lắc mình liền đã xuất hiện bên ngoài mấy mét. Nguyên lai có chút thực lực,
ta còn tưởng ngươi làm sao dám trước mặt bản thiếu gia phách lối. Khóe miệng thanh niên áo trắng khẽ cong. Ngay lúc đó, ba người đi theo cách đó không xa, cuối cùng một người do dự đi lên. Tam thiếu, bỏ đi. Một thanh niên áo bào xanh mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm có chút lấp lóe, như có chút kiêng kỵ. Bỏ đi, thanh niên áo trắng nói trở mặt liền trở mặt, căm tức nhìn thanh niên áo bào xanh bên cạnh nói, Trần Phong, bản thiếu gia coi trọng ngươi, an bài chỗ ở cho ngươi, ngươi nói ta bỏ sao? Không sai, thanh niên áo bào xanh kia không phải người khác, chính là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều Trần gia Trần Phong. Tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều hắn có thể làm mưa làm gió, nhưng ở chỗ này, là rồng hắn cũng phải cuộn lại. Tam thiếu, sắc mặt Trần Phong khó coi. Ở chỗ này hắn không muốn cùng Tiêu Phàm trở thành địch. Nếu như bình thường, hắn tự nhiên ước gì Tiêu Phàm chết đi, nhưng khi hắn biết rõ thân phận Nam Cung Tiêu Tiêu, hắn liền triệt để từ bỏ đối địch với Tiêu Phàm. Chủ yếu nhất là, đệ đệ của hắn Trần Hạo nói cho hắn biết, Tiêu Phàm còn cùng Tuyết Lâu có quan hệ rất lớn. Lúc đầu Trần gia kém chút bởi vì chuyện này đem Trần Thiên Minh trục xuất khỏi gia tộc. Đương nhiên, sự tình này cũng chỉ có dòng chính Trần gia biết rõ. Về sau bởi vì Tuyết Ngọc Long chết, sự tình này cứ vậy mà kết thúc. Nhưng Trần Phong vẫn như cũ không dám đối địch với Tiêu Phàm. Tuyết Lâu cũng đủ diệt Trần gia, mặt khác Tuyết Ngọc Hiên cùng Tiêu Phàm cũng là quan hệ tâm đầu ý hợp, hai điểm này cơ hồ bóp lấy mệnh môn Trần Phong. 3. Lời nói Trần Phong chưa dứt, thanh niên áo trắng Đường Tam Thiếu trực tiếp trở mặt không nhận. Một bàn tay tát lên trên mặt Trần Phong, năm ngón tay màu đỏ tươi hằng rõ trên mặt. Sắc mặt Trần Phong kìm nén đến đỏ bừng, quả thực một chữ đều không nói được, đây đúng là tai bay vạ gió. Tiêu Phàm lắc đầu, đối với Trần Phong có thể nói là hết sức thất vọng, đường đường hoàng thành thập tú Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, dũng khí ứng phó một tên thiếu gia ăn chơi cũng không có. Dù Trần Phong nắm giữ thất phẩm chiến hồn, đoán chừng cũng chỉ dừng bước tại nơi này. Đột phá chiến vương cảnh, tâm cảnh rất trọng yếu, chỉ có tâm đầy đủ kiên nghị thì mới có thể lĩnh ngộ. Sự tình Đường Trạch ta quyết định cho tới bây giờ không có việc gì làm không được, người dám ở đây kỳ kỳ oai oai sao? Thanh niên áo trắng Đường Trạch nhìn hằm hằm Trần Phong, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm, tiện tay ném ra một tấm hồn thạch tạp, nói, hôm nay ngươi nhường cũng phải nhường, không nhường cũng phải nhường, bằng không. Bằng không cái gì, Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo, nghiền ngẫm nhìn Đường Trạch, dạng thiếu gia ăn chơi hắn thấy quá nhiều, đều là thứ không biết xấu hổ. Tiêu Phàm nếu lùi một bước, Đường Trạch tuyệt đối được một tấc lại muốn tiến một thước, không bằng cường thế đến cùng. Đường Trạch cảm nhận được khí thế trên người Tiêu Phàm, hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại, người dám cùng bản thiếu gia tranh giành. Hôm nay, không đánh gãy hai cánh tay người, thì ngươi đừng mong rời khỏi nơi này. Đường Tam Thiếu, sắc mặt trưởng quỹ vô cùng nóng nảy, nơi này mở cửa làm ăn nào có thể để hắn phá nát được. Cút sang một bên cho bản thiếu gia. Đường Trạch một cước đá vào lồng ngực trưởng quỹ. Trưởng quỹ đâu phải là đối thủ của hắn, trực tiếp bay ngược ra, đập ầm ầm trên vách tường, trong miệng máu tươi cuồng phun. Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, Đường Trạch này thật đúng là không phải bá đạo bình thường, trưởng quỹ cũng dám đánh. Tiểu tử, đi ra cho ta cam đoan chỉ cần hai cánh tay ngươi. Sắc mặt Đường Trạch ngoan độc vô cùng, một mặt cao cao tại thượng. Ba người bên người Đường Trạch cũng cười lạnh không thôi, tiểu tử này dám đắc tội Tam Thiếu, đây không phải muốn chết sao? Bốn phía không ít tu sĩ cũng vây xem náo nhiệt. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thầm than tiếc hận, cũng có người thần sắc lạnh lùng. Thần sắc Trần Phong phức tạp, khẽ cắn môi, lấy dũng khí nói, Đường Tam Thiếu, cái gì bỏ qua được thì nên bỏ qua. Trần Phong, ngươi là cái thứ gì, Tam Thiếu nhìn chúng ngươi. Mới muốn kết giao với ngươi, ngươi cũng dám ăn cây táo rào cây sung. Đối với loại ăn cây táo rào cây sung, chúng ta nên xử lý như thế nào? Cắt đứt tứ chi, phế chiến hồn, thế này cũng nhẹ, tốt nhất cắt đầu lưỡi, móc hai mắt. Đường Trạch cùng ba con chó săn liếc mắt ta một câu ngươi một câu, trên mặt tà tà tiếu dung. Trần Phong nghe vậy, không khỏi run run, hôm qua hắn mới vừa tới Ly Hỏa Đế Đô liền đụng phải Đường Trạch. Đường Trạch lúc ấy đối đãi với hắn không phải như vậy. Thậm chí hôm qua còn mang theo hắn đi Túy Hoa Lâu tiêu hồn một đêm, chỗ nào biết rõ, Đường Trạch tâm ngoan như thế này. Ai,
hai tên tiểu tử này thực sự là gặp vận rủi, đoán chừng là Hoàng Triều cùng Vương Triều đến tham gia khảo hạch chiến hồn học viện đi, đáng tiếc đụng phải Đường Trạch. Ai nói không phải, Đường Trạch nổi danh hoàn khố thế nhưng là người ngoại thành, hơn nữa Đường gia tại ngoại thành thế lớn, người bình thường cũng không dám đắc tội hắn. Nếu sớm biết là Đường Trạch, bọn hắn cũng sẽ không dám đắc tội. Ta nghe nói đoạn thời gian trước có hai tu sĩ đến Hoàng Thành bởi vì chọc giận hắn, bị hắn thiên đao vạn quả, trong đó một nữ tu sĩ, tức thì bị. Ai, dù sao rất tàn nhẫn. Đám người xung quanh khe khẽ bàn luận lấy, tận lực đè thấp lấy thanh âm, sợ đắc tội Đường Trạch. Trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một vòng lãnh ý, Đường Trạch này đúng là không phải người tốt. Trần Phong, người vừa mới cũng nên biết đắc tội bản thiếu gia sẽ có kết cục gì. Bất quá bây giờ bản thiếu gia tâm tình đột nhiên tốt. Chỉ cần ngươi đoạn hai tay của hắn, việc này vốn không đáng để truy cứu. Đường Trạch cười nhạt một cái nói, trên mặt lộ ra một tia tà khí. Hắn rất thích xem bộ dáng người khác thống khổ dẫy giụa, đến mức mấy năm nay, chết ở trong tay hắn không có 100 thì cũng có mấy chục. Con mẹ nó, ngươi chính là một tên biến thái, tên điên. Trần Phong gần như gào thét, căm tức nhìn Đường Trạch. Đường Trạch nghe vậy, nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết, sát khí nặng nề nhìn Trần Phong nói, ngươi dám mắng ta. Ngươi đã muốn chết, ta thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, Đường Trạch thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện bên người Trần Phong, một chưởng hướng đỉnh đầu Trần Phong vỗ tới. Cút, cũng đúng lúc này một đạo thiểm điện xuất hiện, ba một tiếng thân ảnh Đường Trạch bay ra ngoài, trực tiếp nện trên đường phố. Trước mặt Trần Phong xuất hiện một đạo thân ảnh. Trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Toàn thân Trần Phong khẽ run lên, hắn mặc dù có thể hoàn thủ, nhưng hắn nghĩ ngạnh kháng Đường Trạch một kích sẽ gây ra ân oán, nhưng lại không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà xuất thủ. Đám người kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn cũng bị thực lực Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, tốc độ kia nhanh đến cực hạn. Đương nhiên, làm cho bọn hắn kinh hãi là Tiêu Phàm cũng dám ra tay với Đường Trạch, đây không phải muốn chết sao? Có ít người do được quá nuông chiều, nhẫn cũng vô dụng. Không đánh hắn thì hắn sẽ tự cho mình là lão tử thiên hạ đệ nhất. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Trạch trên đường cái, cười lạnh nói. Trần Phong nuốt nước miếng, hắn biết Tiêu Phàm nói cho hắn nghe. Tiêu Phàm vẫn bá đạo, quyết đoán như thế. Trong lòng Trần Phong khẽ run lên, lúc này hắn mới phát hiện bản thân đi tới Ly Hỏa Đế Đô liền đánh mất mục tiêu. Là chiến tông cảnh đều không sợ thiên hạ, bây giờ đột phá chiến vương lại bó tay bó chân. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Trần Phong hít sâu một hơi nói, hướng về phía Tiêu Phàm cúi người cảm tạ. Giờ phút này, trong lòng hắn như có một chút minh ngộ, ẩn ẩn xu thế muốn đột phá chiến vương trung kỳ. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu, vui vẻ tiếp nhận một lễ này, trong lòng thầm than, quả nhiên không hổ là hoàng thành thập tú, một điểm tức thông. Hắn biết về sau Trần Phong nếu như không có gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ nhảy lên ngàn dặm. Còn đứng ngây ra đó làm gì, đánh chết hắn cho ta. Trên đường cái truyền đến tiếng Đường Trạch gầm gừ, hắn phẫn nộ xông vào trong khách sạn. Muốn đánh, đi ra bên ngoài đánh, đừng làm bẩn khách sạn. Tiêu Phàm lạnh lùng nói một câu, lách mình hướng lên. Đường Trạch vừa mới xông vào khách sạn lại bị Tiêu Phàm hung hăng tát một cái. Một bên khác trên mặt thêm 5 ngón tay, đám người thấy thế hít vào ngụm khí lạnh, không khỏi thầm than. Thiếu niên áo đen này thật là ngoan nhân. Đường Trạch đùa nghịch hung ác, ta càng ác, xem ai so với ai hung ác hơn. Trưởng quỹ cảm kích nhìn bóng lưng Tiêu Phàm, hít sâu một hơi quay người rời đi. Ba tên chó săn của Đường Trạch cũng vội vàng xông ra khách sạn, 4 người vây quanh Tiêu Phàm ở bên trong. Hôm nay không đánh nát tứ chi ngươi. Nát hồn hải ngươi, lão tử liền không phải họ Đường. Trên mặt Đường Trạch lóe nụ cười tàn nhẫn. Cũng đúng lúc này, một trận nóng bỏng đau đớn từ mặt hắn truyền đến, trong miệng máu tươi cuồng phun. Xem ra răng ngươi tương đối cứng rắn. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, đạp chân xuống, cả người tựa như cùng gió hòa làm một thể. Ba 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 liên tục 10 cái tát lưu trên mặt Đường Trạch, không trung máu tươi vẩy ra, bay ra mấy cái răng. Đám người cũng hoàn toàn bị Tiêu Phàm làm cho chấn kinh một trận. Đánh đập Đường Trạch ngay trước mặt nhiều người như vậy, đây chính là đem Đường ra đắc tội. Chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ trở thành đề tài nói chuyện của rất nhiều người sau khi ăn xong, Đường Trạch cũng triệt để trở thành trò cười cho người khác.
Ba tên chó săn của Đường Trạch cũng hoàn toàn nhìn đến mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời không biết làm sao, hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Tiêu Phàm một tay gắt gao bóp cổ Đường Trạch, Đường Trạch căn bản không có cơ hội chống trả, chán nổi gân xanh, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Rất nhiều người trong lòng càng là kinh ngạc vô cùng, vì sao cùng là chiến vương cảnh sơ kỳ lại chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Tiểu tử, thả Tam thiếu, bằng không cắt tứ chi ngươi để ngươi sống không bằng chết. Một tên chó săn uy hiếp nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi. A, à, lời nói chưa dứt, người kia bỗng kêu thảm một tiếng. Đám người còn nghe được một tiếng răng rắc, liền thấy hai tay người kia đứt gãy, cả người ngồi sập xuống đất, hai mắt đỏ bừng, tứ chi hiển nhiên bị đoạn. Cắt tứ chi ta, thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, đem Đường Trạch ném xuống đất như ném con gà, thân ảnh lần nữa khẽ động. Lại một tiếng hét thảm truyền ra, người kia lại phát ra thanh âm ô ô ô, trong miệng máu tươi cuồng phun, trước thân người đó là một đoạn đầu lưỡi. Cắt lưỡi ta, thanh âm Tiêu Phàm băng lãnh vang lên. Đám người tim mật phát lạnh, tất cả đều bị khí thế Tiêu Phàm cùng sự hung ác cấp trấn trụ. Cái gì gọi là hung ác, cái gì gọi là phát điên, trên người thiếu niên áo đen đều hiển hiện tất cả. Người cuối cùng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, nào chú ý đến nhiều như vậy, liền nhấc chân chạy. Chạy, chạy được sao, Tiêu Phàm không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền kinh người. Thân hình lóe lên, quỷ dị biến mất tại chỗ, một cái hô hấp lại lần nữa trở lại tại chỗ. A, à, con mắt ta, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Tu sĩ chạy trốn kia hai mắt nhắm nghiền, máu tươi róc rách chảy xuống, bộ dáng thập phần thê thảm. Hiện trường tất cả đều câm như hến, cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng, đám người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi trên người Tiêu Phàm. Lấy hai mắt ta, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Đối với những người này, hắn không có bất kỳ thương hại gì, thậm chí ngay cả nhìn đều không thèm nhìn một chút. Nếu như không phải thực lực bọn hắn thấp, hiện tại ngã trên mặt đất bị đoạn tứ chi sẽ chính là Tiêu Phàm, bị cắt đầu lưỡi cũng chính là hắn, bị móc mắt như trước vẫn là hắn. Cái thế giới này có thực lực mới là vương đạo, Tiêu Phàm không thích khi dễ người, nhưng xưa nay sẽ không dễ bị người khác khi dễ, đây chính là chuẩn tắc làm người của hắn. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta gấp trăm lần hoàn lại. Trần Phong cũng bị sự cường thế của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cho tới nay, Tiêu Phàm đều không phải cường thế như vậy sao? Chỉ là nếu không chủ động chọc hắn, người này sẽ rất dễ nói. Đường Trạch chỉ là không may mà thôi, ai bảo hắn không chọc người khác, hết lần này tới lần khác muốn chọc tức Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lúc trước cũng dám giết Hoàng Thành Thập Tú, huống chi hiện tại đã đột phá chiến vương cảnh. Tiểu tử, Đường Trạch ta thề nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết, diệt cửu tộc ngươi. Đường Trạch quỳ trên mặt đất dốc hết toàn lực gào thét. Sắc mặt Trần Phong phát lạnh, chuẩn bị tiến lên đạp Đường Trạch một cước, bất quá lại bị Tiêu Phàm cắt ngang, chó sủa mà thôi, để ý đến hắn làm cái gì, hắn hiện tại đã không phải họ Đường, tại sao phải sợ hắn. Đám người nghe vậy, thiếu chút nữa thì bật cười, lời này trước đó không phải Đường Trạch chính mình nói sao. Nếu như Đường Trạch không phải họ Đường, ở đây lại có mấy người sẽ sợ hãi hắn đâu. Người đâu? Đưa Đường Tam thiếu trở về. Đột nhiên, trong đám người xuất hiện một đạo thân ảnh, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc nho bào rộng thùng thình đi tới. Nam tử trung niên mặt như đao tước, hai con người thâm thúy, nhất cử nhất động bên trong đều lộ ra một cỗ phong phạm đại gia. Ở cạnh hắn còn đứng một lão giả áo xám, khuôn mặt lão giả gầy gò, khô trắng vô cùng, tựa như một trận gió lớn đều có thể đem hắn hất bay. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không dám xem thường hắn. Hai con người lão giả khô gầy trong suốt. Tiêu Phàm căn bản không nhìn thấu được hắn, người này thực lực tuyệt đối không đơn giản. Bên cạnh hai người là trưởng quỹ sắc mặt trắng bệch, hai người này rõ ràng là hắn mời đến. Tam gia, hướng trưởng lão. Đám người nhìn thấy nam tử trung niên cùng lão giả khô gầy liền vội vàng chào hỏi, trong mắt đều là vẻ cung kính. Nguyên bản Đường trẻ còn muốn thả vài câu ngoan thoại, bất quá khi hắn nhìn thấy nam tử trung niên. Sắc mặt hơi đổi một chút, kém chút quên mất Vân Lai khách sạn là địa bàn Tam gia. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, địa vị Đường Trạch có vẻ như không nhỏ, làm sao sợ như thế chứ? Khi hắn lấy lại tinh thần,
nam tử trung niên sau lưng xuất hiện 7-8 người, 4 người mang theo Đường Trạch biến mất trong đám người. Về sau ai còn dám đến Vân Lai khách sạn quấy rối, đừng trách Hy Mỗ không khách khí. Nam tử trung niên đột nhiên nhìn tu sĩ bốn phía, thản nhiên nói. Ngữ khí mặc dù bình thản nhưng lại tràn ngập sát khí, tu sĩ bốn phía nghe vậy chỉ có thể không ngừng gật đầu. Họ y, Tiêu Phàm trong lòng hơi động, hắn có nghe nói qua Ly Hỏa Đế Đô Tam Đại Cự Phách gia tộc. Trừ Đế Thất Nam Cung gia tộc ra, Sở gia, Y gia, cùng Ninh gia khiến các đại thế lực cùng gia tộc khác đều phải ngưỡng vọng, khó trách Đường Trạch lại sợ hãi như thế. Hai vị tiểu hữu, Vân Lai khách sạn khiến cho hai vị không tiện, Y Mỗ ở đây xin lỗi, đặc biệt chuẩn bị rượu nhạt, không biết hai vị tiểu hữu có thể cho một chút mặt mũi. Nam tử trung niên đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm và Trần Phong nói. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn nam tử trung niên, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ bỏ lòng kiêu ngạo, tới mời mình. Tiền bối nghiêm trọng rồi. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, đối phương cho hắn mặt mũi. Hắn tự nhiên cũng không thể đánh mặt. Tiểu hữu, mời, nam tử trung niên cười cười, thủ thế mời vào trong. Trần Phong do dự một cái, thấy Tiêu Phàm cho hắn một cái ánh mắt, cuối cùng vẫn là cùng đi lên. Tiểu Kim tự nhiên đi sau lưng Tiêu Phàm. Tiểu tử này thực sự là lớn số, vậy mà khiến Y Vân Y Tam gia coi trọng, tiến vào Chiến Hồn Học Viện là sự tình tất nhiên. Hắn thực lực vốn không yếu, hy vọng tiến vào Chiến Hồn Học Viện rất lớn. Không cần thiết ôm đùi Tam gia. Các ngươi cũng biết Tam gia người này thích kết giao tài tuấn, đoán chừng là coi trọng thực lực tiểu tử này. Không sai, bất quá chỉ bằng điểm này, đoán chừng Đường Trạch cũng không dám tìm đến tiểu tử kia gây phiền phức. Tiêu Phàm bọn hắn biến mất bên trong khách sạn, đám người liền bắt đầu nghị luận không kiêng nể gì cả. Nam tử trung niên Y Vân xuất hiện ai cũng không dám há mồm thở dốc. Tại một gian phòng, Tiêu Phàm do dự một cái. Vẫn nói ra tiền bối, đây là bạn ta, có thể hay không? Đương nhiên có thể, hồn thú linh trí vốn không thấp, chỉ là nhân loại chúng ta tự cho là đúng, tài trí hơn người mà thôi. Không đợi Tiêu Phàm nói xong, Y Vân liền đánh gãy lời nói Tiêu Phàm. Đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, hình tượng Y Vân trong lòng hắn ngày càng cao hơn. Sau đó ba người đến trong phòng ngồi xuống, phòng bao rất lớn. Thức ăn từ lâu đã được chuẩn bị kỹ càng. Tại Hạ Y Vân, vị này là hướng trưởng lão, hai vị tiểu hữu là tới tham gia Chiến Hồn Học Viện khảo hạch. Y Vân trước tiên mở miệng, cười nhẹ nhàng nói. Tiêu Phàm cùng Trần Phong gật đầu, Y Vân cười cười nói, vậy thì vận khí các ngươi khá tốt, hướng trưởng lão chính là ngoại viện trưởng lão Chiến Hồn Học Viện. Tới mời hai vị tiểu hữu, một là bồi tội hai vị tiểu hữu, hai là muốn giới thiệu hai vị quen biết hướng trưởng lão. Tiền bối khách khí. Tiêu Phàm cùng Trần Phong vội vàng đáp lễ. Hai người lòng dạ biết rõ, nhận lỗi đoán chừng chiếm số ít, cái sau mới chiếm đa số. Chỉ là, giới thiệu hai người cho ngoại viện trưởng lão Chiến Hồn Học Viện biết, thì có ích lợi gì đây? Lão hủ hướng vinh. Hướng trưởng lão cười nói, hai vị tiểu hữu còn không biết đi, Chiến Hồn Học Viện có tất cả 4 viện, Thiên Phủ, Địa Các, Huyền Cung, Linh Điện, Thiên Phủ cùng Địa Các thuộc về nội viện. Bình thường chỉ có nhân tài ngoại viện mới có tư cách đi vào, mà Huyền Cung cùng Linh Điện là thuộc về ngoại viện. Một khi khảo hạch thành công, các ngươi có thể lựa chọn tiến vào Huyền Cung và Linh Điện. Huyền Cung cùng Linh Điện quan hệ bình đẳng. Lão Hủ chính là Linh Điện trưởng lão, hai vị tiểu hữu nếu như có thể thông qua khảo hạch, hy vọng các ngươi có thể gia nhập Linh Điện. Nếu như thông qua khảo hạch, ta nguyện ý. Trần Phong không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng nói đùa cái gì? Đây chính là trưởng lão Chiến Hồn Học Viện tự mình mời đấy, dạng cơ hội này làm sao có thể cự tuyệt được. Tốt, hướng trưởng lão hài lòng gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Bất quá, con ngươi lại rơi trên người Tiêu Phàm, hiển nhiên hắn để ý Tiêu Phàm hơn. Bất quá Tiêu Phàm lại thập phần bình tĩnh, hắn không tin trên trời có rớt xuống đĩa bánh. Nghi ngờ nói, xin hỏi hướng trưởng lão, Linh Điện cùng Huyền Cung khác nhau ở chỗ nào? Tạm thời mà nói. Linh Điện không bằng Huyền Cung, bất quá ta tin tưởng, đây là thế nhân không hiểu Linh Điện mà thôi, một ngày nào đó, Linh Điện tuyệt không thể so sánh cùng Huyền Cung. Hướng trưởng lão ho khan mấy tiếng nói, hắn chính mình nói cũng giống như có chút không có ý tứ. Ánh mắt Tiêu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm hướng trưởng lão, tựa như hoàn toàn không nghe thấy hắn nói,
ngược lại đột nhiên không hiểu thấu nói, Hướng trưởng lão, người có phải có bệnh hay không? Hướng trưởng lão, người có phải có bệnh hay không? Lời này vừa nói ra, Trần Phong trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Y Vân cau mày một cái, trong mắt lóe lên một tia không thích. Đồng dạng, sắc mặt Hướng trưởng lão cũng chẳng tốt đẹp gì, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Qua nhiều năm như vậy, linh điện mặc dù xuống dốc, nhưng không có ai dám nhục mạ hắn. Người trẻ tuổi này thật quá cuồng vọng. Tự cho là có chút thực lực liền không coi ai ra gì, chẳng lẽ không biết lão tử một cái ngón tay có thể diệt ngươi sao? Tiêu Phàm vội ho một tiếng, hắn cũng phát hiện tự mình nói sai, vội vàng giải thích nói, Hướng trưởng lão, ta không phải có ý tứ này, ta là nói, thân thể ngươi có phải có bệnh hay không? Không biết ngươi đang nói cái gì? Thần sắc Hướng trưởng lão lập tức biến băng lạnh, tựa như so với việc Tiêu Phàm nhục mạ hắn còn nghiêm trọng hơn. Một vòng u lãnh chi quang từ trong mắt của hắn chợt lóe lên rồi biến mất, Y Vân vừa lúc bắt được. Sau đó hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, chẳng lẽ tiểu tử này nói đúng, thân thể Hướng Vinh thật có bệnh. Nếu như ta đoán không sai, thời điểm Hướng trưởng lão tu luyện, hồn lực sao động, không bị khống chế, thậm chí không cách nào cô đọng hồn hải. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy. Dù sao đã đắc tội Hướng trưởng lão cũng không cần quan tâm nhiều như vậy, không bằng đắc tội đến cùng, có lẽ còn có chuyển cơ. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Hướng trưởng lão cũng nhìn không được nữa, sát khí băng lãnh phát ra, khí thế bàng bạc phóng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đâu là đối thủ của hắn, lục phủ ngũ tạng bốc lên không thôi, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng âm thầm kinh hãi, chiến hoàng. Giống, cũng đúng lúc này Tiểu Kim đột nhiên gầm thét mà lên, nhìn thấy Tiêu Phàm ăn quả đắng, nó triệt để nổi giận. Một đạo kim sắc hỏa quang từ trong miệng phun ra, nhiệt độ nóng rực tràn ngập cả phòng. Sắc mặt hai người Y Vân cùng Hướng trưởng lão biến đổi, muốn trốn tránh, nhưng trong phòng quá nhỏ căn bản không có chỗ. Hai người chỉ có thể dùng hồn lực ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt. Thế nhưng bọn hắn đã quá khinh thường kim sắc hỏa diễm. Hồn lực trực tiếp bị kim sắc hỏa diễm thiêu, áo bào cũng trong nháy mắt bị cháy đen. Tiểu Kim, dừng tay. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, vội vàng ngăn Tiểu Kim. Thân phận hai người Y Vân và Hướng Vinh đều không đơn giản, hắn không muốn đem hai người triệt để đắc tội. Tiểu Kim gầm gừ mấy tiếng, con mắt màu vàng óng lạnh lùng nhìn chằm chằm Y Vân và Hướng Vinh bị đốt thành than đen. Chỉ cần hai người còn dám có bất kỳ dị động, dù đối phương là chiến hoàng cảnh, nó cũng giết chết. Y Tam gia, có nhiều quấy rầy, xin lỗi. Về sau lại tới cửa bồi tội, Tiểu Kim, chúng ta đi. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói, ngữ khí rất cường ngạnh, quay người liền đi ra cửa. Nếu đối phương không để ý tới hảo ý của mình, lưu ở chỗ này nào có ý nghĩa gì, nếu như không phải Tiểu Kim, hắn có khả năng đã chết. Trần Phong do dự một hồi vẫn là đi theo, Tiêu Phàm đắc tội hai người, hắn lưu ở chỗ này tuyệt đối không có gì tốt cả. Tiểu Hữu, chờ đã. Y Vân đột nhiên kêu lên, con ngươi nhìn về phía Tiêu Phàm đã không còn khinh thị trước đó. Lúc trước hắn mặc dù thái độ nhiệt tình, nhưng nhiều ít chỉ coi Tiêu Phàm là tiểu bối, mà hiện tại, hắn lại coi Tiêu Phàm là người cùng một cấp độ. Nhất là khi ánh mắt của hắn lúc rơi trên người Tiểu Kim, cực kỳ thận trọng. Hỏa diễm thật sự là quá bá đạo, chiến hoàng cảnh hắn đều có chút sợ hãi. Khó trách Tiêu Phàm không kiêng nể gì cả đi theo hắn tiến vào phòng, nguyên lai là có vật nhỏ này làm chỗ dựa. Y Tam gia còn có chuyện gì sao? Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Y Vân thản nhiên nói. Về phần Hướng Vinh trưởng lão, hắn trực tiếp không nhìn một cái. Thiếu niên đầy cao ngạo, trong lòng hai người Y Vân và Hướng Vinh hơi kinh hãi, tiểu tử áo đen mặc dù chỉ là chiến vương cảnh sơ kỳ, nhưng trên người đã tản ra một cỗ khí chất hoàng giả riêng biệt. Người như vậy, cả Ly Hỏa Đế quốc cũng tìm không ra mấy người. Tiểu Hữu, Y Mỗ khẳng định có hiểu lầm gì đó, làm sao không ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Hướng trưởng lão, Y Mỗ nói không sai chứ. Y Vân đành phải làm người hòa giải, lật tay một cái, áo bào trên người lập tức rực rỡ hẳn lên, căn bản không bởi vì Tiểu Kim vừa mới xuất thủ mà giận chó đánh mèo lên người Tiêu Phàm. Sau đó Y Vân lại cho Hướng Vinh một cái ánh mắt, hắn đối với Tiêu Phàm cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Một chiến vương cảnh tiểu tử. Vậy mà khiến đường đường ngoại viện trưởng lão chiến hồn học viện tức giận như thế, không thể không nói, đây cũng là một phần bản sự.
có lẽ tiểu tử này thật đúng là nhìn ra vấn đề khó nói. Ngươi thực nhìn ra trên người ta có vấn đề. Ánh mắt Hướng Vinh gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Nhìn ra thì như thế nào, nhìn không ra thì như thế nào, rất quan trọng sao? Nếu như nói lúc trước Tiêu Phàm có thể thay hắn giải quyết điểm tâm tư ấy, nhưng hiện tại, hắn dĩ nhiên không có mảy may hứng thú. Sắc mặt Hướng Vinh cứng đờ, hắn ẩn ẩn phát hiện là bản thân suy nghĩ nhiều. Quái bệnh trên người trừ việc âm thầm tìm luyện dược sư của luyện dược sư công hội, những người khác tuyệt không có khả năng biết rõ. Trong lòng hắn càng hiếu kỳ là, những thất phẩm luyện dược sư đó đều giải quyết không được, tiểu tử chiến vương cảnh này thực liếc mắt liền nhìn ra sao. Tiểu hữu, lão hủ hiểu lầm tiểu hữu, có nhiều đắc tội, chớ trách. Hướng Vinh hít sâu một hơi, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Một cử động kia khiến Y Vân kinh ngạc vô cùng. Hướng Vinh cao ngạo hắn rất rõ ràng, thân làm ngoại viện trưởng lão chiến hồn học viện, hắn chưa bao giờ cúi đầu với ai. Ngày hôm nay vậy mà hướng một tiểu tử chiến vương cảnh sơ kỳ cúi thấp đầu, đây chính là sự tình xưa nay chưa thấy. Y Vân nào biết rõ, trong lòng Hướng Vinh giờ phút này vội vàng. Mấy tên thất phẩm luyện dược sư ở đế đô hắn đều tìm cả, nhưng không một người nhìn ra hắn đến cùng là có bệnh gì. Hơn nữa, bệnh không nhìn ra mà lại đạt được một kết luận chung, chính là không nhiều hơn nửa năm, tu vi hắn sẽ không tiến lên ngược lại càng bị thụt lùi. Loại tình huống này cũng như chiến hồn bị thương, nhưng quái dị là chiến hồn Hướng Vinh hoàn hảo không chút tổn hại nào. Hướng trưởng lão, thân thể ngươi thật có bệnh. Vấn đề, Y Vân há miệng, nói đến một nửa phát hiện không đúng, vội vàng đổi giọng. Đúng vậy, nguyên bản ta coi là tiểu hữu là từ nơi nào nghe nói qua. Lúc đó mới nổi giận mà thôi, nếu như bị mấy cái lão bất tử ngoại viện kia biết rõ, há không phải làm trò cười. Hướng Vinh cười khổ nói. Sau đó đem bệnh quái dị của bản thân nói rõ chi tiết một lần, cuối cùng lộ ra ánh mắt chờ mong nhìn về phía Tiêu Phàm nói, tiểu hữu nếu có thể chữa cho ta, lão hủ vô cùng cảm kích. Đưa tay ra, không nên phản kháng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, Hướng Vinh bỏ lòng kiêu ngạo còn chân thành xin lỗi. Nếu như hắn còn không biết tốt xấu, ngược lại là có chút thái quá. Trên mặt Hướng Vinh vui vẻ, mặc dù không biết vì sao, nhưng vẫn không chút do dự đặt bàn tay lên bàn. Tiêu Phàm bắt lấy mạch đập, nhắm hai mắt lẳng lặng cảm thụ. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm lúc này mới mở hai mắt, thản nhiên nói, chiến hồn không tổn thương, kinh mạch không tổn hại, hồn hải cũng không thành vấn đề, thật là quái dị. Nghe được Tiêu Phàm nói, Hướng Vinh đầu tiên là vui vẻ, lập tức lại khôi phục vẻ ảm đạm. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải nhìn ra vấn đề Hướng trưởng lão sao? Chẳng lẽ ngươi cũng không thể trị? Y Vân tưởng Tiêu Phàm còn sinh khí, vội vàng mở miệng nói. Nha, Y Tam gia, Hướng trưởng lão, các ngươi cũng ở đây à? Đúng lúc này, một âm thanh âm dương quái khí từ cửa ra vào truyền đến. Thần sắc Hướng trưởng lão cứng lại, vội vàng đổi một bộ y phục. Trên mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Sau đó, một nam tử mặc trường bào màu tím đi tới, nam tử bộ dáng không sai biệt lắm khoảng 5-60 tuổi, thân hình gầy gò, ánh mắt khôn khéo vô cùng, mang trên mặt một tia cười tà tà. Bao Chính Đức, ngươi tới làm cái gì? Hướng Vinh sầm mặt lại, tựa như nhìn thấy cửu nhân. Nơi này là ngoại thành Ly Hỏa Đế Quốc, còn có nơi ta không thể đi sao? Nam tử áo bào tím Bao Chính Đức cao ngạo đánh giá Tiêu Phàm, một mặt ngoạn vị nói, ta nói, Hướng Vinh ngươi khi tuyệt vọng thì cái gì cũng thử đi. Tiểu tử này cũng có thể trị bệnh cho ngươi sao? Một màn này không thể qua mắt hồn lực Bao Chính Đức, khi thấy khuôn mặt trắng nõn non nớt của Tiêu Phàm, hắn liền muốn đả kích Hướng Vinh. Ai nói ta không thể? Đột nhiên, một đạo thanh âm thập phần bình tĩnh vang lên, trong lời nói tràn ngập sự tự tin vô địch. Ai nói ta không thể? Lời nói rất bình thản, lại tràn ngập tự tin, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người trong phòng, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Phàm. Nói chuyện dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm, nghe thấy Tiêu Phàm nói, Hướng Vinh mang trên mặt một tia kinh hỉ, càng là có một chút kinh ngạc. Sắc mặt Bao Chính Đức kia lại hơi lạnh lẽo, lời nói Tiêu Phàm tựa như đánh vào mặt hắn, khiến cho người ta thập phần khó chịu, âm hiểm cười nói, tiểu tử, người bao nhiêu tuổi? 17. Tiêu Phàm không biết vì sao, thản nhiên nói. Tuổi còn trẻ liền dám ra đây rêu rao lừa dối, trưởng bối ngươi là ai,
hôm nay ta phải hảo hảo giáo dục ngươi một chút. Bao Chính Đức nói nghĩa chính ngôn từ, hắn thấy, có thể dây dưa với Hướng Vinh, bối cảnh khẳng định cũng không bình thường. Vô luận trưởng bối ta là ai, cũng không tới phiên ngươi tới giáo huấn. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Bao Chính Đức, lại nói, ngươi sống hơn 10 năm, cũng chưa chắc là còn sống tốt. Ngươi đang cùng ai nói chuyện có biết hay không, ngươi là muốn chết sao? Bao Chính Đức mặt lộ vẻ hung ác nhìn Tiêu Phàm. Bao Chính Đức, ngươi tốt nhất lăn ra xa cho ta, đừng tại đây làm ta và tiểu huynh đệ chậm trễ uống rượu. Hướng Vinh một bước ngăn khuất trước người Tiêu Phàm, một cỗ khí thế cường đại nở rộ ra, Bao Chính Đức đột nhiên lùi mấy bước. Nói đùa cái gì, thật vất vả mới tìm được một người có thể trị hết bệnh cho mình, nếu để hắn chết ở trong tay Bao Chính Đức, đáng tiếc biết bao đây. Hơn nữa, hắn trước đó khiến Tiêu Phàm thụ thương, hiện tại cũng đúng lúc lấy cơ hội bồi tội. Tốt, 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 Bao Chính Đức nói liên tục ra ba chữ tốt, hung dữ nhìn Tiêu Phàm. Ngón tay hướng về phía Tiêu Phàm chỉ trỏ nói, chiến vương cảnh sơ kỳ hay lắm sao, người đắc tội Bao Chính Đức ta không thể thể sống quá 3 ngày, tiểu tử, ngươi chờ đó. Có đúng không, Tiêu Phàm cười lạnh, trong tay hắn, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một sợi hồng sắc vũ khí. Hừ, Hướng Vinh, nguyên bản ta còn muốn cứu ngươi, nhưng hiện tại, ngươi liền đợi đến tu vi rơi xuống, hồn lực tự bạo mà chết a. Bao Chính Đức hừ lạnh một tiếng nhìn hằm hằm Tiêu Phàm, hướng bên ngoài phòng đi ra. Đúng lúc này, ở tay phải Tiêu Phàm ngón tay cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra một đạo hồng sắc vũ khí vào sau gáy Bao Chính Đức. Bởi vì hai người cách nhau rất gần, hơn nữa tốc độ xuất thủ Tiêu Phàm cũng rất nhanh, căn bản không người nào có thể phát hiện. Mộng Yểm Đoạn Tràng Hồng mặc dù không lấy được mạng ngươi nhưng cũng đủ làm cho ngươi hàng đêm tê tâm liệt phế. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng cười lạnh không thôi. Mộng Yểm Đoạn Tràng Hồng là hắn từ trong người Tuyết Ngọc Hiên rút ra, một mực cũng không kịp sử dụng, không nghĩ tới ở chỗ này lại dùng đến. Mặt khác, trên người còn có vài hủ cốt thực hồn tán, bất quá ở trong mắt Tiêu Phàm, Bao Chính Đức còn không đáng được sử dụng loại độc này. Tiểu huynh đệ, ngươi cần gì phải đắc tội hắn đây? Bao Chính Đức người này tâm thuật bất chính, làm người âm hiểm độc ác. Ở ngoại là danh y nổi tiếng. Y Vân thở dài, rất hiển nhiên cho dù là hắn cũng không nghĩ sẽ đắc tội Bao Chính Đức. A, à, so với Đường Trạch còn đáng sợ hơn sao? Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nói. Đường Trạch là ỷ vào Đường gia có chút thế lực, diễu võ dương oai, bản thân năng lực có hạn, Đường gia cũng sẽ không nuông chiều hắn khắp nơi. Cho nên đối với ngoan nhân chân chính mà nói, căn bản không gì có thể lo lắng. Nói đến đây, Y Vân nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Hiển nhiên trong mắt hắn, Tiêu Phàm chính là một ngoan nhân. Ngừng lại, Y Vân tiếp tục nói, nhưng Bao Chính Đức lại khác biệt, hắn bản thân thực lực liền không yếu, là chiến vương đỉnh phong, hơn nữa, hắn vẫn là một lục phẩm đỉnh giai luyện dược sư. Dạng này à? Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, trong đầu rơi vào trầm tư. Hắn lúc này mới phát hiện, bản thân vừa tới Ly Hỏa Đế Đô liền đắc tội với hai tên ác nhân. Tiểu huynh đệ không cần quá lo lắng, Bao Chính Đức nếu dám tìm ngươi gây phiền phức, ta thay ngươi diệt hắn. Hướng Vinh đột nhiên vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói, trên mặt lộ ra thần sắc hung dữ. Ta gọi Tiêu Phàm, hai vị tiền bối gọi tên ta là được. Mở miệng một tiếng tiểu huynh đệ làm cho Tiêu Phàm thật không có ý tứ, hai vị tiền bối yên tâm. Hắn nếu dám ứng phó ta, ta tất cho hắn có đến mà không có về. Nếu là trước đó, hai người có lẽ còn cho rằng Tiêu Phàm là cuồng vọng, nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Kim, hai người liền thoải mái. Tiêu Tiểu Hữu vẫn cẩn thận thì tốt hơn, chỉ sợ Bao Chính Đức âm thầm tính toán. Y Vân biết rõ thuyết phục Tiêu Phàm vô dụng, đành phải nhắc nhở nói. Sau đó vừa nhìn về phía Hướng Vinh, Hướng trưởng lão, ý tứ Bao Chính Đức khi nãy. Hắn thật có biện pháp chữa cho ngươi. Ta cũng không biết, bất quá cái này đã không trọng yếu. Hướng Vinh lắc đầu, trong mắt lại lóe qua một tia vẻ tàn nhẫn. Tiêu Phàm cùng Y Vân đều nhìn ra cái gì, bất quá đều không nói ra, xem ra Hướng Vinh khẳng định bị Bao Chính Đức uy hiếp. Tiêu huynh đệ, ngươi nói ngươi có thể trị hết bệnh cho ta, cần gì, chỉ cần ta có thể làm được nhất định ta sẽ làm. Hướng Vinh lại chờ mong nhìn Tiêu Phàm nói. Ta đại khái biết rõ tình huống trong thân thể ngươi, vấn đề mấu chốt vẫn là ở bên trên chiến hồn. Đây đối với Hướng trưởng lão mà nói,
cũng là một hồi tạo hóa. Tiêu Phàm gật đầu, nếu như có thể thu được một cái nhân tình của ngoại viện trưởng lão Chiến Hồn Học Viện, vậy cũng thật không tệ. Tạo hóa, chiến hồn không phải không thành vấn đề sao? Hướng Vinh nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Chắc hẳn tiền bối biết nguyên nhân hồn lực bạo động, Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, khả năng thứ nhất là cùng tu luyện công pháp có quan hệ. Có chút công pháp ngưng tụ hồn lực cực kỳ táo bạo, thậm chí đạt tới khả năng không cách nào khống chế được. Ta tu luyện công pháp không nhanh không gấp, cùng táo bạo cũng không có quan hệ. Hướng Vinh lắc đầu nói. Tiêu Phàm gật đầu, điểm này hắn cũng đoán được không có khả năng, lại nói, khả năng thứ hai chính là cùng chiến hồn có quan hệ, chiến hồn cùng giai, có am hiểu công kích, cũng am hiểu phòng ngự. Cũng tỉ như thất phẩm chiến hồn huyết ngọc bạch hổ và kinh lôi đao, huyết ngọc bạch hổ liền ôn hòa rất nhiều, cho nên, mấu chốt vấn đề vẫn là ở chiến hồn. Tiêu Tiểu Hữu, ngươi nhìn lầm rồi, chiến hồn hướng trưởng lão không phải loại hình công kích, mà là tử vũ loan. Một bên Y Vân cười nói. Thần sắc Hướng Vinh hơi hơi ngưng tụ, chẳng lẽ tiểu tử này lừa gạt ta? Thần sắc Trần Phong một bên khẩn trương, nếu như Tiêu Phàm thực sự là đang lừa dối Hướng Vinh, tuyệt đối hẳn phải chết là không hề nghi ngờ. Chiến hoàng cảnh không phải để một tên tiểu tử có thể trêu đùa. Tiêu Phàm cười cười, nói, Hướng trưởng lão, chiến hồn lúc đầu của ngươi hẳn không phải là tử vũ loan đi. Y Vân lộ ra vẻ cổ quái, nhưng toàn thân Hướng Vinh lại run lên. Giống như một đạo sấm sét đánh trúng hắn, một mặt kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, Tiêu huynh đệ, ngươi làm sao thấy được? Thực sự ư, chẳng lẽ là chiến hồn biến dị? Trần Phong kinh ngạc nói. Y Vân cũng khó có thể bình tĩnh, tiểu tử này làm sao chiến hồn biến dị đều có thể nhìn ra? Là hắn suy đoán, hay là hắn vốn có năng lực như vậy? Không phải biến dị đơn giản, mà là lần thứ hai biến dị thành một loại chiến hồn cuồng bạo. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, trước đó hắn chứng kiến Tiểu Kim lần thứ hai biến dị, không nghĩ tới ở chỗ này lại nhìn thấy một cái, trong lòng hắn cũng có chút không bình tĩnh. Chiến hồn biến dị thế là vạn người không được một, càng không cần phải nói lần thứ hai biến dị, cái này so với tỷ lệ bị sét đánh chúng còn nhỏ hơn nhiều. Thực sự là biến dị lần thứ hai, Y Vân kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, một mặt hâm mộ nhìn Hướng Vinh. Không sai, là biến dị lần thứ hai. Cho nên ta mới nói, khả năng là hướng trưởng lão có một hồi tạo hóa. Tiêu Phàm khẳng định gật đầu, sau đó đột nhiên thần sắc nghiêm lại, bất quá, bên trong đại tạo hóa cũng ẩn chứa đại nguy cơ, bởi vì biến dị không thành công, chỉ hoàn thành một nửa mà thôi. Nguy cơ gì? Nghe được mấy chữ lần thứ hai biến dị này, Hướng Vinh đã mừng rỡ như điên. Nhưng mà Tiêu Phàm nói ra hai chữ nguy cơ kia, hướng trưởng lão lại giống bị tưới một chậu nước lạnh. Tựa như ấp trứng gà con, khụ khụ, ta chỉ là hình dung một cái. Tiêu Phàm ho khan mấy tiếng, đem chiến hồn so sánh với gà con, đây chính là tương đương với nhục mạ. Bất quá, giờ phút này Hướng Vinh căn bản không có bất kỳ cái gì quan tâm, sợ bỏ lỡ cái gì. Tiêu Phàm lại nói, lúc đầu, gà con chuẩn bị xuất thế, nhưng nó lại không phá nổi lớp bảo hộ, ra không được hẳn là phải chết, đi ra dĩ nhiên mở ra tân sinh. Vậy phải như thế nào mới có thể phá vỡ tầng vỏ kia? Hướng Vinh không cần nghĩ ngợi hỏi, hắn đã hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm đã nhìn ra vấn đề của hắn. Đây chính là do thất phẩm luyện dược sư điều trị không tốt, Hướng Vinh đành phải đem mục tiêu chuyển hướng bát phẩm luyện dược sư, nhưng mà, lấy thân phận hắn muốn gặp được bát phẩm luyện dược sư cũng rất khó. Cho dù nhìn thấy, đối phương cũng chưa chắc sẽ để ý tới hắn. Nguyên bản Hướng Vinh đã rất tuyệt vọng. Thật không nghĩ đến hôm nay trên người tiểu tử này một lần nữa nhìn thấy hy vọng, việc này khiến hắn như thế nào không kích động cơ chứ? Khó, Tiêu Phàm thật sâu thở dài, cau mày. Tiêu huynh đệ, ngươi nếu là lo lắng bao chính nước trả thù, ta lập tức đi giết hắn. Hướng Vinh vội vàng nói, hắn cũng đoán được Tiêu Phàm có ý gì. Không phải nguyên nhân này. Tiêu Phàm lắc đầu, trịnh trọng nói, Hướng lão, ngươi cũng biết rõ, chiến hồn biến dị. Bình thường đều là một lần là xong, một khi trì trệ không tiến, cơ hồ liền đại biểu cho thất bại. Hướng Vinh mặt xám như cho, Tiêu Phàm nói đạo lý rõ ràng liền tựa như cho hắn đường lui. Điểm này cũng là Tiêu Phàm không nghĩ tới. Mặc dù trước đó Hướng Vinh cũng biết rõ hắn bệnh rất khó trị, nhưng ít ra còn có một sợi hy vọng. Hiện tại nói như vậy,
có thể tương đương với lấy đi một tia hy vọng cuối cùng của Hướng Vinh. Tiêu Tiểu Hữu, ngươi nói khó, nhưng chí ít vẫn là có hy vọng có đúng không? Y Vân kết bạn với Hướng Vinh nhiều năm, hắn có chút không đành lòng. Có thì có, bất quá thực sự rất khó. Tiêu Phàm gật đầu, phương pháp hắn có, nhưng mấu chốt là rất khó khăn, trả giá đắt cũng không nhỏ. Vô luận có bao nhiêu khó khăn, chí ít có thể thử một lần không? Y Vân có chút không cam lòng nói. Phương pháp ta ngược lại có ba cái, ta đem phương pháp nói ra ngươi tự cân nhắc. Tiêu Phàm không giấu giếm nói. Ba phương pháp, Y Vân, Hướng Vinh cùng Trần Phong đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này không phải là đang cố ý tiêu khiển bọn hắn đi. Chẳng qua là khi Tiêu Phàm đem ba loại phương pháp nói ra, bọn hắn mới phát hiện sự tình thực sự rất khó. Loại thứ nhất, trên đời có một loại đan, tên là bổ hồn đan, chiến hồn hướng lão biến dị chưa thành công, cũng coi là chiến hồn không được đầy đủ, cùng chiến hồn bị thương không khác nhau. Một khi phục dụng bổ hồn đan, chiến hồn hướng lão có thể lập tức tu bổ hoàn toàn, chỉ là bổ hồn đan chính là cửu phẩm đan dược, quá mức chân quý thưa thớt. Loại biện pháp thứ nhất nói ra, ba người cười khổ một tiếng, cửu phẩm đan dược, cho dù đế tộc cũng chưa hẳn có được. Loại thứ hai, Hướng Vinh hít sâu một hơi nói. Loại thứ hai, tẩy hồn đan hẳn nghe nói qua rồi chứ. Chính là đem chiến hồn hóa thành hồn lực, lại từ dược lực tẩy hồn đan ngẫu nhiên ngưng tụ thành một loại chiến hồn mới. Quá trình bên trong, phẩm giai chiến hồn có thể sẽ rơi xuống, hơn nữa tu vi cũng có thể sẽ hạ thấp. Tiêu Phàm nói ra, từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn đều rơi trên người Hướng Vinh. Có mấy thành tỷ lệ hạ thấp, Hướng Vinh thân làm chiến hoàng cảnh tự nhiên không muốn tu vi sẽ rơi xuống, đây chính là so với việc giết hắn còn khiến hắn khó chịu hơn. Tám thành, Tiêu Phàm không bảo lưu nói ra. Toàn thân Hướng Vinh run lên, sắc mặt càng thêm trắng bệch khô gầy. Run giọng nói, loại thứ ba thì sao? Loại thứ ba. Nói đến đây, con người Tiêu Phàm cũng biến thành nặng nề vô cùng. Loại phương pháp thứ ba, người có chín thành tỷ lệ sẽ chết, cũng chính là chân chính cửu tử nhất sinh. Nhưng nếu như không chết, thuế biến thành bát phẩm chiến hồn ở trong tầm tay. Hướng Vinh nghe vậy, sắc mặt trắng bệch vô cùng, lộ ra thần sắc phức tạp tựa như đang dùng rằng cái gì. Tiêu Phàm, Y Vân cùng Trần Phong duy trì trầm mặc. Ba người không quấy rầy Hướng Vinh, đây là vấn đề quan hệ sinh tử, nhất định phải tự Hướng Vinh quyết định. Hồi lâu, sắc mặt Hướng Vinh khôi phục một tia thần thái, nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi, Tiêu huynh đệ, người có biết ta sau biến dị chiến hồn là cái gì? Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cảm thấy việc này không nên gạt Hướng Vinh, nói, không xảy ra ngoài ý muốn, hẳn là bát phẩm Hạo Dương Điểu. Hạo Dương Điểu, chính là nhất nhật đông thăng, Hạo Dương như hỏa, Hạo Dương Điểu. Hướng Vinh kinh ngạc nói, thấy Tiêu Phàm gật đầu, Hướng Vinh cắn răng nói, được, ta liều. Ngươi không lo lắng ta đang hại ngươi sao? Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, bất quá trong lòng cũng âm thầm bội phục Hướng Vinh. Quả nhiên không hổ là chiến hoàng cường giả, tâm tính kiên nghị vô cùng, khó mà dao động. Hại ta, ngươi cần phải hại ta sao? Hướng Vinh sang sảng cười một tiếng, tựa như trong chớp nhoáng này đã trải qua nghĩ thoáng. Nếu như ngươi muốn tiến vào chiến hồn học viện thì nên nịnh nọt ta mới đúng. Ta muốn cứu ngươi không phải vì tiến vào chiến hồn học viện, cũng không phải vì nịnh nọt ngươi, đơn thuần nhìn lão đầu ngươi thuận mắt mà thôi. Tiêu Phàm bĩu môi nói. Ha ha, tiểu tử ngươi. Hướng Vinh bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Phàm nói không sai, lấy thực lực hắn, hắn muốn tiến vào chiến hồn học viện, căn bản không cần nịnh nọt ai. Tiêu Phàm lấy ra một trang giấy. Rồng bay phượng múa, lưu loát viết mười mấy loại dược thảo. Đây là cái gì? Vẻ mặt Hướng Vinh vô cùng nghi hoặc nói, Y Vân cũng tiến đến bên cạnh hắn. Dược tài, người trở về dựa theo phân lượng này mà làm là dược, nấu xong nước thuốc, thời điểm nửa đêm 12 giờ âm khí thịnh nhất, dùng ngâm trong bồn tắm, qua một canh giờ là được, sau 3 tháng. Tiêu Phàm giải thích nói. Liền khỏi, ánh mắt Hướng Vinh sáng lên. Cắt ngang lời nói Tiêu Phàm nói. Ngươi nghĩ thật đẹp. Tiêu Phàm bĩu môi, được rồi, ta ăn uống no rồi, đi trước đây. Đi, ngươi không giúp ta chữa bệnh. Hướng Vinh kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này nói nửa ngày khiến bản thân phí công lo lắng. Ngươi vừa rồi kém chút làm tổn thương ta, ta làm sao cũng phải báo thù mới đúng. Chén thuốc ngâm không phải thống khổ bình thường đâu,
hảo hảo hưởng thụ 3 tháng đi, nếu như chịu được, có 5 thành tỷ lệ thành công. Tiêu Phàm khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Lúc này lại truyền tới một đạo thanh âm của Tiêu Phàm, đúng rồi, ta ở Vân Lai khách sạn, người tùy thời có thể tới tìm ta. Tiểu Kim và Trần Phong cũng rời đi, chỉ một thoáng, trong phòng chỉ còn lại hai người Hướng Vinh và Y Vân. Y huynh, người nói tiểu tử này nói là thật hay giả? Hướng Vinh đột nhiên nhìn về phía Y Vân nói. Là thật hay giả, rất quan trọng sao? Ngươi không phải đã tin tưởng sao? Ta nói Hướng lão, ngươi giấu giếm ta thật khổ, việc này nói cho ta biết, cũng có thể thay ngươi nghĩ một chút biện pháp mà. Y Vân lắc đầu cười nói. Ai, ta cũng thấy sự tình không nghiêm trọng, không nghĩ lại nhiều vấn đề như vậy. Hướng Vinh lắc đầu thở dài nói. Ngươi trước trở về dựa theo phương pháp hắn thử xem, nếu có vấn đề, kịp thời đình chỉ là được. Hắn dù sao cũng ở tại nơi này, ta đến lúc đó thay ngươi tìm hiểu thêm. Y Vân nói ra. Được. Hướng Vinh gật đầu nói, đột nhiên trong mắt lại lóe qua một vòng tinh quang, bất quá nói lại, ta cảm giác tiểu tử Tiêu Phàm này thật đúng là không đơn giản, cái gì bổ hồn đan, tẩy hồn đan, ta đều chưa nghe nói qua. Hai loại đan dược này ta ngược lại là có nghe thấy, chỉ là rất ít khi xuất hiện mà thôi, hơn nữa ta tin tưởng, hắn nói không sai. Y Vân lắp bắp nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, tựa như thần du thiên ngoại, ai cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Tiêu Phàm mang theo Tiểu Kim đi tới phòng trọ chữ thiên, đó là một gian tiểu viện tương đối rộng rãi. Đi vào tiểu viện, Tiêu Phàm lấy thẻ phòng, chỉ một thoáng, thẻ phòng khẽ run lên, hóa thành một vệt sáng bắn vào bên trong mặt đất. Ngay sau đó, bốn phía một trận rung động, một cỗ thiên địa linh khí nồng đậm đập vào mặt, rất hiển nhiên bên trong viện này có trận pháp tụ tập thiên địa linh khí nhỏ, mà cái thẻ phòng kia chính là công cụ khởi động trận pháp. Cảm thụ được thiên địa linh khí nồng đậm, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng, không thể không nói, phòng trọ chữ thiên tốn hao 5.000 hạ phẩm hồn thạch một ngày, đúng thực sự là có lời. Trần Phong, người đi theo ta làm cái gì? Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, phía sau còn có Trần Phong. Ta, Trần Phong nhất thời ngây người, hắn cũng không biết tại sao mình lại đi theo Tiêu Phàm tới nơi này. Được rồi, viện này cũng rất lớn, ngươi có thể ở nơi này tu luyện. Đừng quấy rầy ta là được. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, quay người chuẩn bị rời đi. Không phải, Tiêu Phàm. Trần Phong vội vàng gọi Tiêu Phàm, nói, sự tình trước kia là ta không đúng, xin thứ tội. Trước kia là trước kia, về sau chớ chọc ta cũng sẽ không làm gì ngươi, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi cũng sẽ không sống được đến hiện tại. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn mặc dù không ghi hận Trần Phong, nhưng cũng không muốn cùng Trần Phong có quá nhiều kết giao. Lúc ấy, Tuyết Ngọc Long muốn giết hắn, Trần gia đều đứng ở bên Tuyết Ngọc Long, Trần Phong càng xuất thủ với hắn. Tiêu Phàm có thể không phải người hiền lành, bị người đứng ở trên đầu đi tiểu còn muốn ẩn nhẫn, hôm nay cứu Trần Phong đã là để lại mặt mũi cho tu sĩ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều rồi. Lúc Trần Phong lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đã đi vào bên trong phòng, Trần Phong cắn răng nói, Trần Phong ta vẫn là Trần Phong trước kia. Sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi thường. Dứt lời, Trần Phong dứt khoát rời đi. Tiêu Phàm đi vào phòng, liền không có chú ý sự tình của Trần Phong, dò xét bố trí căn phòng một chút, liền lấy ra mười mấy loại dược thảo bày lên bàn. Nên luyện chế lục phẩm luyện thể đan cùng thối hồn đan. Quan tiểu thất kia được nhiều linh thảo như vậy, vừa vặn ta cũng không cần đi tìm kiếm những dược thảo này. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Lần nữa lấy ra hắc sắc tiểu đỉnh thần bí. Theo người khác, thất phẩm mới có thể thành đan, nhưng Tiêu Phàm lại có thể làm đến lục phẩm thành đan. Nói làm, Tiêu Phàm liền bắt đầu luyện chế lục phẩm luyện thể đan cùng lục phẩm thối hồn đan, hỏa diễm hừng hực lượn lờ xuất hiện. Tại phía trên hắc sắc tiểu đỉnh thần bí, một mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, tràn ngập cả phòng. Từ khi tu luyện đến nay, mặc dù đột phá thập phần mau lẹ, không đến một năm liền đột phá đến chiến vương cảnh, việc này đối với người khác chính là chuyện vô cùng hư cấu. Nhưng, Tiêu Phàm đã làm được, hơn nữa hắn mỗi một bước đều đi thập phần vững chắc. Luyện thể dịch đem nhục thân hắn đến cực hạn, đồng dạng, thối hồn dịch cùng u linh chiến hồn cũng làm cho hồn lực tinh thuần đến một cấp độ đáng sợ. Làm cho chính Tiêu Phàm cũng cảm giác đắc ý là, thiên phú luyện dược của hắn cũng không kém gì võ đạo,
điều này có lẽ cùng y học kiếp trước có quan hệ. Theo thực lực đột phá, hồn lực khống chế cũng đạt tới cấp độ đáng sợ, hồn lực tỉ mỉ đã không phải ưu thế lớn nhất của hắn. Bây giờ, hồn lực hắn đã có thể chia làm hai cỗ, làm đến nhất tâm nhị dụng. Cái này nhìn đơn giản, nhưng Tiêu Phàm vẫn đang rèn luyện, dòng dã tu luyện nửa tháng mới luyện thành. Nhất tâm nhị dụng có thể không phải đơn giản như tay trái tay phải làm hai chuyện, mà là tâm tư hắn có thể hoàn toàn một phân thành hai, không liên quan tới nhau. Tỉ như, Tiêu Phàm có thể một bên luyện đan, một bên lĩnh ngộ phong thế, cả hai không liên quan tới nhau. Lúc đầu Tiêu Phàm phát hiện nhất tâm nhị dụng, hắn cũng sợ đến nhảy dựng lên, bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch chỗ tốt của nhất tâm nhị dụng, bởi vì hắn so với người khác có thời gian nhiều hơn gấp đôi. Bạo linh thuật không khiến ta thất vọng. Sau nửa ngày, luyện dược đến quá trình cuối cùng, Tiêu Phàm cũng hơi có chút khẩn trương, dù sao lần này mới là lần thứ nhất hắn chân chính luyện chế lục phẩm đan dược. Lần trước luyện chế tẩy hồn đan cũng không phải là hoàn toàn từ Tiêu Phàm, mà có công lao của Tần Mặc. Tiêu Phàm hai tay kết ấn, linh khí bốn phía cuồn cuộn vào, điên cuồng xông vào bên trong hắc sắc tiểu đỉnh, gần như đồng thời, Tiêu Phàm đem hồn lực bao phủ toàn bộ tiểu đỉnh thần bí. Từng sợi hồn lực rót vào bên trong tiểu đỉnh, tinh tế trải nghiệm quá trình luyện chế đan dược. Tiểu đỉnh mãnh liệt rung động nhưng vẫn vững như Thái Sơn, so với đỉnh bình thường khác thì lục phẩm đỉnh giai luyện dược đỉnh nặng nề hơn. Bảo, một tiếng quát như sấm, dường như Tiêu Phàm nghẹn đủ một hơi rốt cuộc mới phóng thích, sắc mặt hắn hơi đỏ nhuận. Quá trình bạo linh thuật đối với hồn lực khống chế mà nói là một khảo nghiệm cực lớn. Tiểu đỉnh khẽ run lên, nóc bị một cỗ đại lực xốc lên, hồn lực Tiêu Phàm hùng hậu bao lấy nóc, chậm rãi rơi xuống, lật tay một cái, từng viên huyết đan từ trong đỉnh bay ra. Tiêu Phàm động tác nhanh nhẹn, lấy ra mấy cái bình ngọc chứa vào trong đó. 9 viên luyện thể đan tất cả đều là lục phẩm đỉnh giai, bạo linh thuật quả nhiên không sai, đáng tiếc chỉ thích hợp với đan dược dưới thất phẩm. Đến bát phẩm, uy lực lại có hạn. Tiêu Phàm thầm thở dài nói. Trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Nếu để cho người nhìn thấy một thiếu niên 17 tuổi luyện chế ra lục phẩm đỉnh giai đan dược, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Tuổi trẻ như thế không nói, lại còn lục phẩm thành đan, đoán chừng phóng nhãn khắp Ly Hỏa Đế Đô cũng tìm không thấy người thứ hai. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lại bắt đầu luyện chế thối hồn dịch. Lần này nhiều hơn một canh giờ mới luyện chế thành công, vẻn vẹn luyện chế ra 6 viên. Hơn nữa còn chỉ có 3 cái lục phẩm đỉnh giai, cái khác đều là lục phẩm cao giai. Trước thôn phệ luyện thể đan luyện thể, sau đó dùng thối hồn đan ngâm hồn, chắc có thể đột phá chiến vương cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm lấy ra một viên luyện thể đan màu đỏ nuốt vào trong miệng, bắt đầu chậm rãi luyện hóa dược lực. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm lại lấy ra số lớn lục giai và thất giai hồn tinh, đây đều là hồn tinh ám dạ minh chuẩn luyện hóa. Hồn lực ẩn chứa cũng không nhiều. Nhưng độ tinh khiết không phải ngũ giai hồn tinh có thể so sánh. Thời gian thong thả trôi qua, lúc hấp thu xong dược tính luyện thể đan, Tiêu Phàm cảm giác bản thân lại cường đại gấp bội, sau đó hắn không chút do dự nuốt vào một viên thối hồn đan lục phẩm đỉnh giai. Chỉ một thoáng, đỉnh đầu Tiêu Phàm lơ lửng u linh chiến hồn, toàn thân đốt cháy kim sắc khí diễm, quanh người hắn hồn tinh nhao nhao nổ tung, hóa thành hồn lực khổng lồ xông vào thân thể Tiêu Phàm. U linh chiến hồn vô tận chiến hồn bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, những hồn tinh kia toàn bộ hóa thành tro. Tiêu Phàm cười khổ một hồi, u linh chiến hồn và vô tận chiến hồn căn bản chính là một cái động không đáy, nhiều hồn tinh đều không đủ cho bọn chúng tiêu hao. Bạch thạch kia càng thần bí xảo trá, hồn lực hồn tinh bình thường căn bản không thèm hấp thu, khả năng cùng lần trước hấp thu hồn tủy có quan hệ, khẩu vị trở nên riêng biệt. Tiêu Phàm dứt khoát đem tất cả hồn tinh trước đó lấy ra. Vô luận có thể đột phá hay không, dù sao cũng có thể liều một phen, hồn tinh tiêu hao hết về sau nghĩ biện pháp kiếm lại. Ầm ầm, sau nửa canh giờ, bên trong thân thể Tiêu Phàm đột nhiên truyền đến một trận oanh minh, hồn lực cuồn cuộn như nước thủy triều phóng tới bốn phương tám hướng. Bên trong hồn hải, hai vòng xoáy hồn lực không ngừng cuồn cuộn. Hồn lực như là thác nước chiếu nghiêng xuống, bổ khuyết bên trong hồn hải, đồng thời hai vòng xoáy hồn lực kia cũng mở rộng gấp bội. Xung quanh không sai biệt lắm có mấy chục trượng. Chiến vương trung kỳ, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Tiêu Phàm, cút ra đây. Cũng ngay tại thời điểm này,
không trung vang vọng một tiếng hét lớn, một đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở bên ngoài Vân Lai khách sạn, một trận thanh âm ồn ào truyền đến. Hung thủ làm tổn thương tam đệ, cút ra đây cho ta. Một nam tử khôi ngô nổi giận gầm lên, âm thanh vang vọng khắp nơi. Trên đường cái, mọi người thấy thế đều lộ ra vẻ kinh ngạc, rất nhiều người thầm than Vân Lai khách sạn hôm nay quả thật không yên bình. Bên cạnh nam tử khôi ngô là một nam tử trung niên mặc cẩm bào đen, sắc mặt hắn vô cùng băng lãnh, một vòng sát ý nồng đậm không chút che giấu. Đám người phía sau hắn giơ lên một cái bánh chưng màu trắng lớn. Sau lưng bánh chưng lớn còn có ba người, một tên bị tay gãy chân, một tên bị móc hai mắt, một tên bị cắt đầu lưỡi. Kia không phải Đường gia gia chủ Đường Mục sao, còn có Đường gia nhị thiếu gia Đường An. Bọn hắn thanh thế to lớn như vậy vây quanh Vân Lai khách sạn là muốn làm gì đây? Có người lộ ra vẻ kinh ngạc lên tiếng, chẳng lẽ thời điểm này Đường gia còn có người dám ở đây làm càn? Ngươi không biết, ngay tại đây mấy canh giờ trước, Đường gia tam thiếu bị người ta tát, răng trong miệng đoán chừng đều rơi sạch, ngươi có thấy ba tên gãy tay thiếu mắt kia không? Tất cả đều do một người làm đó. Ttt, người kia làm sao bá đạo như thế, người Đường gia cũng dám tra tấn, hắn muốn chết sao? Đúng rồi, về sau người kia thế nào? Có phải đã sớm chạy trốn hay không? Chạy trốn, người đây sai rồi, về sau người thiếu niên kia được y tam gia và hướng trưởng lão mời đi uống rượu. Cái gì? Trong đám người xì xào bàn tán, không ít người biết rõ đầu đuôi sự tình, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khó trách đêm hôm khuya khoát Đường gia hưng sư động chúng như vậy, nguyên lai là có kẻ dám đánh người Đường gia. Giờ khắc này, trong ngõ ngách đang đứng một bóng người, chính là người trước đó bị Tiêu Phàm đắc tội, Bao Chính Đức. Hắn vẫn luôn không rời đi, đang chờ Tiêu Phàm rời khỏi Vân Lai khách sạn để diệt tiểu tử này. Nhưng chờ mấy canh giờ cũng không nhìn thấy Tiêu Phàm đi ra, việc này làm cho hắn rất khó chịu. Quan trọng nhất là Bao Chính Đức đột nhiên phát hiện toàn thân khó chịu. Ngứa lạ vô cùng, hơn nữa loại ngứa này giống như đến từ bên trong xương cốt, vô luận hắn gãi như thế nào đều vô dụng. Bao Chính Đức lúc đầu chuẩn bị rời đi, dự định ngày mai lại đến. Thế nhưng đột nhiên nghe được lời nói nghị luận của đám người chung quanh, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, cười lạnh nói, cùng Y Vân và Hướng Vinh uống rượu, không phải là tiểu tử kia sao? Có lẽ không cần ta xuất thủ, tiểu tử này hẳn phải chết không hề nghi ngờ. Đám người Đường gia lớn tiếng mắng chửi, gào thét điếc tai nhức óc. Cũng khó trách Đường gia tức giận như vậy, Đường 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 tam thiếu bị người khác vũ nhục cũng liền thôi, lại còn bị đánh rụng răng. Đường Mục mặc dù biết Đường Trạch là tên lưu manh vô lại, nhưng mà Đường Trạch là đệ đệ của hắn, cho dù trời sập xuống, Đường Mục cũng phải chống đỡ. Đường Mục, Đường gia ngươi đừng quá phận. Đột nhiên, một âm thanh thập phần trung khí từ bên trong Vân Lai khách sạn truyền đến. Y Vân chậm rãi đi ra, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Y Tam gia, khuyển tử ở chỗ này chịu nhục, quan hệ tới danh dự Đường gia, còn mời Tam gia làm chủ. Trước mặt Y Vân, Đường Mục cũng không dám quá phận. Dù Y Vân chỉ là tử đệ ngoại môn Y gia, nhưng là toàn bộ Y gia lại không thể so cùng Đường gia, cho dù 100 Đường gia cũng không phải là đối thủ của họ. Giống gia tộc Đường gia, ngoại thành Ly Hỏa Đế đô đâu đâu cũng có. Chỉ là trong vùng Đường gia là mạnh nhất mà thôi. Làm chủ, Đường gia ngươi đến chỗ ta nháo sự, ngươi để ta tìm ai làm chủ. Y Vân lạnh lùng nhìn Đường Mục, căn bản không đem Đường Mục để ở trong lòng. Y Tam gia, tất cả tổn thất Vân Lai khách sạn đêm nay Đường gia sẽ bồi thường. Nhưng nhất định phải đem tiểu tử kia giao ra đây. Đường Mục một điểm không nhường, rất có một chút khí thế đối chọi. Ý ngươi là ta đập Đường gia. Sau đó bồi thường tổn thất là được sao? Hai mắt Y Vân khẽ híp một cái, sát ý chợt lóe lên, giọng nói vô cùng lăng lệ, khi nãy không có giết nhi tử ngươi đã coi như là mạng hắn lớn. Hôm nay, ta đem lời đặt nơi này, ai dám tại Vân Lai khách sạn làm càn, tự gánh lấy hậu quả. Y Vân hất áo bào, quay người liền hướng một bên khác đi tới. Y Tam gia, Đường Mỗ cho ngươi mặt mũi, ngươi vì tiểu tử kia mà không nhận, muốn đối địch cùng Đường gia. Đường Mục hiển nhiên tức giận, thanh âm trầm chậm trở nên lăng lệ. Là địch, Đường gia ngươi xứng đối địch với ta sao? Y Vân mặt coi thường, giống gia tộc Đường gia dạng này, cả tòa Ly Hỏa Đế đô không nói một ngày đổi một lần, một tháng đổi một lần vẫn không ít.
Đường Mục nghe vậy toàn thân run lên, hiển nhiên câu nói này động đến tâm hắn. Dù Y Vân chỉ là ngoại môn đệ tử Y gia, nhưng không phải Đường gia hắn có thể sánh. Y Tam gia, Đường gia ta là không bằng Y gia ngươi, thậm chí trong mắt Y gia chỉ là sâu kiến. Nhưng sâu kiến cũng có tôn nghiêm của sâu kiến, hôm nay không cho Đường gia báo thù, Đường gia cho dù chết cũng phải mạo phạm uy nghiêm Y Tam gia. Đột nhiên, nam tử khôi ngô Đường An bên cạnh Đường Mục tiến lên một bước, lời nói như lưỡi đao, lăng lệ vô cùng. Y Vân cau mày một cái, trong lúc nhất thời lại không biết nói gì, ngược lại cũng không phải là chữ lý của Đường gia. Chủ yếu là người ở đây không biết chuyện gì phát sinh trước đó, còn tưởng rằng Y Vân ỷ mạnh hiếp yếu, khi dễ Đường gia. Tôn nghiêm Đường gia, chính là trà đạp trên tôn nghiêm người khác sao? Cũng đúng lúc này, lại một thanh âm lạnh lùng vang lên. Ô ô ô, Đường Trạch bị trói thành bánh chưng, cùng ba người tàn tật kia đều trở nên công phẫn, hiển nhiên người tới chính là Tiêu Phàm. Tiểu tử, là ngươi tổn thương con ta, thiếu niên nho nhỏ vậy mà tàn nhẫn như thế. Hôm nay Đường mỗ vì dân trừ hại, để ngươi chôn xương nơi này. Đường Mục con ngươi phát lạnh, một cỗ khí thế cường đại hướng tới Tiêu Phàm. Y Vân chuẩn bị xuất thủ nhưng lại bị Tiêu Phàm cắt ngang, chỉ thấy Tiêu Phàm đi xuống bậc thang Vân Lai khách sạn. Vân đạm phong khinh, đối với khí thế Đường Mục nhìn như không thấy. Không cần chụp cho ta cái mũ lớn như vậy. Tiêu Phàm mặt coi thường, nói quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, con trai của ngươi là loại người gì ngươi không biết sao. Há miệng ngậm miệng giết cái này giết cái kia, phế tứ chi, móc con mắt, cắt đầu lưỡi, một bộ dáng lão tử cao cao tại thượng. Đám người nghe vậy, trước đó còn muốn chào phúng Tiêu Phàm, tất cả đều ngậm miệng không nói. Đường gia là loại người gì bọn hắn đều rất rõ ràng, thiếu chút nữa thì bị lời nói Đường Mục lừa gạt. Tiêu Phàm chẳng những không có bất kỳ e ngại gì, ngược lại từng bước một hướng phía Đường Mục đi đến, lúc làm tất cả những thứ này lên nên người khác, Đường gia ngươi có bất luận thương hại không? Có mảy may đồng tình không? Kỷ sở bất dục, vật thi vô nhân, Đường gia ngươi không muốn như vậy, vì sao muốn ứng phó người khác? Thân làm Đường gia gia chủ. Người không hỏi nguyên do liền kêu đánh kêu giết. Thân làm người cha, một nhi tử đều giáo dục không tốt, còn có mặt mũi tới lấy lại công đạo. Giống các người như vậy, động thủ còn khiến ta cảm giác làm bẩn tay mình. Hay cho một tên khéo mồm khéo miệng, đáng tiếc ở trên đời này, chỉ dùng cái miệng cũng vô dụng. Nam tử khôi ngô Đường An cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay lóe lên, hướng thẳng đến Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Tựa như đã sớm đoán được nam tử khôi ngô muốn xuất thủ, trong lòng khinh thường nói, chiến vương sơ kỳ cũng dám diễu võ dương oai. Mắt thấy đao lăng lệ chém vào người Tiêu Phàm, Đường An khóe miệng hiện ra một nụ cười. Rất vui sao, lúc này Tiêu Phàm đột nhiên động, giống như một trận gió từ bên người Đường An lóe qua. Nét mặt Đường An trong nháy mắt liền cứng đờ, ngốc trệ tại chỗ. Đao trong tay Đường An chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay Tiêu Phàm. Hắn lạnh lùng nhìn Đường Mục cùng người Đường gia cười nhạt nói, nếu nói vô dụng, vậy liền đánh đi, hôm nay, Đường gia ngươi đến bao nhiêu, ta sẽ giết bấy nhiêu. Phốc, Tiêu Phàm vừa dứt lời, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, thi thể Đường An phù phù một tiếng ngã xuống đất, ánh mắt kinh khủng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Đám người lộ ra vẻ kinh hãi, rất nhiều người căn bản không nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ như thế nào. Chỉ thấy trên cổ Đường An xuất hiện một đường vết máu thật sâu, máu tươi chảy ra như bão táp, vô luận như thế nào không bưng bít được. Mấy hơi thở về sau, Đường An giãy giụa mấy lần rồi rốt cuộc ngưng thở. Đường An chết rồi, có người kinh hô, hít vào ngụm khí lạnh. Những người khác cũng mới hiểu rõ câu nói kia của Tiêu Phàm, hôm nay, Đường gia ngươi đến bao nhiêu, ta sẽ giết bấy nhiêu. Hắn cũng không phải là đang nói láo, mà thực đã bắt đầu làm. Danh con, ta muốn giết ngươi. Đường Mục phẫn nộ tới cực điểm. Hai tròng mắt hơi co rụt lại, nước bọt cuồng phun, trợn mắt nhìn nhi tử chết trước mặt mình, việc này bảo hắn làm sao không giận. Để ta giết hắn, Đường Mục mấy chữ cuối cùng cơ hồ là hét lên, đám người Đường gia nghe vậy nhao nhao nhào lên. Y Tam gia, nơi này giết người có phạm hay không? Tiêu Phàm chân đạp phiêu miểu thần tung bộ tránh thoát đám người, đột nhiên nhìn về phía Y Vân hỏi. Khóe miệng Y Vân giật một cái, ngươi không phải đã bắt đầu giết à, còn hỏi ta làm gì? Bất quá hắn vẫn thành thật trả lời Tiêu Phàm,
Ly Hỏa Đế Đô không phản đối giết chóc, nhưng cũng không ủng hộ giết người. Đương nhiên nếu như không thể hòa giải, nhất định phải bồi thường tất cả tổn thất trong chiến đấu tạo thành. Như thế, vậy ta liền yên tâm. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, chỉ cần không đắc tội quyền quý chân chính của Ly Hỏa Đế Đô, hắn liền không sợ hãi. Đường gia tại Ly Hỏa Đế Đô đoán chừng là gia tộc Tam Lưu. Đường Đường gia chủ vậy mà chỉ có chiến vương cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm làm sao có thể sợ hãi. Không nói hắn đã đột phá chiến vương cảnh trung kỳ, cho dù tại chiến vương sơ kỳ, Đường Mục muốn giết hắn cũng không hề dễ dàng. Huống chi nơi xa còn có Tiểu Kim đang thay hắn lược trận, chỉ cần Tiêu Phàm không địch lại, Tiểu Kim tùy lúc chuẩn bị xuất thủ. Vừa dứt lời, thân ảnh Tiêu Phàm đột nhiên biến mất, tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh tựa như đâu đâu cũng có thân ảnh hắn. Ngay sau đó trong hư không truyền đến từng âm thanh máu tươi vẩy ra cùng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tốc độ thật nhanh, đám người hít vào ngụm khí lạnh, da đầu có chút tê dại. Nơi này trong nháy mắt dường như đã trở thành lò sát sinh. Dù là trong mắt Y Vân cũng lóe qua vẻ khác lạ. Trước đó thực lực tiểu tử này cũng chỉ là chiến vương sơ kỳ, làm sao qua mấy canh giờ đột nhiên biến thành chiến vương trung kỳ. Hơn nữa, tốc độ của hắn cũng quá nhanh, chiến vương cảnh đỉnh phong đều có chút không bằng. Phong thế, Y Vân híp hai mắt, trong nháy mắt nhớ tới cái gì, hít sâu khẩu khí nói. Đinh đinh đang đang, hơn 10 đạo thân ảnh ngã xuống đất phơi thây tại chỗ, toàn bộ bị một đao phong hầu, máu tươi không ngừng dâng trào, đem mặt đất nhuộm thành huyết sắc. Dưới ánh đèn đêm, máu cùng hỏa vân thạch càng thêm nổi bật, máu tươi càng ngày càng yêu diễm, đỏ tươi. Trên đường một mảnh tĩnh mịch, chỉ có cây phong trong gió chập chờn phát ra thanh âm sàn sạt lượn quanh. Đám người Đường gia còn sống nhìn về phía Tiêu Phàm bằng ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Người bọn hắn vừa mới chuẩn bị động thủ vậy mà liền bị tiểu tử này chém gần hết. Một chỗ chống cố thủ đều không có, như thế nào lại khiến bọn hắn không khiếp sợ đây? Người còn lại toàn thân run rẩy, không ngừng lui đi. Trong mắt bọn họ, Tiêu Phàm nghiễm nhiên chính là một con quỷ, nhân ma vương. Lại đến, Tiêu Phàm nâng trường đao trong tay lên, liếc nhìn đám người Đường gia phía đối diện. Máu tươi nóng hổi từ trên trường đao rơi xuống, từng giọt rơi vào vũng máu bên trên mặt đất. Tí tách thanh âm rất nhỏ, lại giống như từng tiếng sấm, chấn nhiếp tâm thần đám người Đường gia. Lại đến, lấy cái gì lại đến? Liều mạng mình sao, người đều sẽ sợ chết, Đường gia vừa mới người đông thế mạnh, bọn hắn tự cho là có thể chấn nhiếp bất luận kẻ nào. Sự thật cũng xác thực chứng minh điểm này, Y Vân đều bị bọn hắn chấn nhiếp không biết nói gì. Dù sao cũng không trách được chúng, Y Vân cho dù là chiến hoàng cũng không thể đột nhiên diệt Đường gia. Đường gia như thế nào cũng không nghĩ đến vậy mà sẽ xuất hiện yêu nghiệt Tiêu Phàm, thậm chí ngay cả chiến vương trung kỳ đều có thể giết chết. Thậm chí Đường Mục cùng mấy chiến vương đỉnh phong và hậu kỳ đều cảm thấy sợ hãi. Điều này khiến lực lượng Đường gia trong nháy mắt tan thành mây khói. Bọn hắn thậm chí có chút hối hận, vì sao lại đến nơi này tìm phiền phức. Trong đám người, toàn thân Bao Chính Đức cũng run lên. Hắn mặc dù là chiến vương đỉnh phong, nhưng tự giác không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, tốc độ tiểu tử này thật quá nhanh. Đám phế vật Đường gia này khẳng định giết không được hắn, ta phải nghĩ biện pháp khác. Ánh mắt Bao Chính Đức âm độc vô cùng, lặng lẽ rời khỏi đám người, chốc lát liền không thấy tăm hơi. Trường đao trong tay Tiêu Phàm chuyển động, cuối cùng rơi vào hướng người Đường Mục nói, làm sao, không dám sao. Vừa rồi ngươi không phải nói muốn giết ta sao, hiện tại sao lại không có gan. Tiểu tử xem như ngươi lợi hại, hôm nay giết không chết ngươi, chúng ta về sau còn nhiều thời gian. Sắc mặt Đường Mục tái nhợt, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Nhưng Tiêu Phàm quá quỷ dị, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Hắn biết rõ chỉ dựa vào những người này căn bản không thể giết chết Tiêu Phàm. Chúng ta đi, Đường Mục hất áo bào, quay người chuẩn bị rời đi. Phốc, một đạo huyết quang nở rộ, đầu Đường Trạch bỗng bay lên, một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã lập tức bỏ mình. Đám người kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, người Đường gia càng sợ hãi vô cùng. Hôm nay không giết ta. Nói giống như là nhân từ đối với ta, người Đường gia thật đúng là làm người ta chán ghét nha, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Coi ta là gì, Tiêu Phàm cầm trường đao trong tay, đi từng bước một hướng tới Đường Mục. Ngươi, sắc mặt Đường Mục đỏ bừng,
hắn một mực cao cao tại thượng, nào sẽ nghĩ đến bị một tên tiểu tử tuổi mới 20 trào phúng nói, hơn nữa hắn quả thực là một câu đều nghẹn không nói ra được. Đám người lần này không cho rằng Tiêu Phàm là người hung ác độc ác, ngược lại lộ ra vẻ kính nể. Tại góc độ Tiêu Phàm mà nói, nếu đổi lại là Đường gia, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Lần này thả Đường gia, thì ngày sau sẽ như thế nào? Ngày sau Đường gia nhất định tìm cường nhân đến thay mình báo thù, nếu đã như vậy, làm sao không trực tiếp diệt bọn hắn? Ta cái gì ta, ngươi không phải nói ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Hôm nay ta nếu không chết, ngươi nhất định phải để mạng lại nơi này. Còn ngươi Tiêu Phàm càng ngày càng băng lãnh. Nhanh, nhanh ngăn hắn lại. Sắc mặt Đường Mục hoàn toàn thay đổi, thỉnh thoảng hướng về phía sau thối lui. Nguyên một đám người Đường ra ngăn ở trước mặt Tiêu Phàm, hướng Tiêu Phàm đánh giết. Tiêu Phàm chân đạp phiêu miểu thần tung bộ, đối phương công kích đến góc áo Tiêu Phàm đều không đụng tới được. Hắn huy động trường đao trong tay, một đao một mạng, dường như thái sắt vụn, trong hư không máu tươi vẩy ra Tiêu Phàm không có bất kỳ chút lưu tình, hôm nay tất sát Đường Mục, ai dám ngăn liền giết người đó. Vô số cỗ thi thể ngã xuống đất, tay cụt chân cụt giải đầy một chỗ, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập mùi máu nồng đậm. Đường Mục bị dọa đến toàn thân phát run, bản thân Đường Đường là chiến vương đỉnh phong lại bị một tiểu tử chiến vương trung kỳ dọa đến tim mật phát lạnh, đây là sự tình chưa bao giờ có. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, đoán chừng đám người cũng không thể tin được. Nhưng hôm nay, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cũng bởi vậy triệt để nhớ kỹ khuôn mặt Tiêu Phàm. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Đường Mục thất kinh, mặt lộ vẻ hung quang lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, nhớ kỹ, giết ngươi là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chậm rãi giơ trường đao trong tay lên, theo lời vừa dứt, một dải lụa phá không mà ra. Tiêu Phàm, đám người nghe được cái tên này, một mặt mờ mịt, hoàn toàn chưa nghe nói qua, bất quá bọn hắn rất nhanh liền thoải mái. Chiến hồn học viện khảo hạch sắp đến, thiên tài các đại vương triều, hoàng triều đều sẽ tụ tập ở này, rất nhiều người không biết là việc thường. Mặc dù phương diện tu luyện tài nguyên của vương triều và hoàng triều xa xa không bằng đế triều, nhưng cũng sẽ xuất hiện một chút tuyệt thế thiên tài, cũng không thể yếu hơn so với đế triều. Một khi tiến vào chiến hồn học viện, liền có thể hóa rồng bay lượn. Rất nhiều người đã âm thầm coi Tiêu Phàm là tuyệt thế thiên tài, tại chiến vương cảnh còn có thể vượt giai chiến đấu cũng chỉ có một đám thiên tài chiến hồn học viện mới có thể làm được. Tiêu Phàm, Đường Mục nghe được danh tự Tiêu Phàm, trong đầu trải qua vô số suy nghĩ, quả thực là không có nhớ tới, ngươi là người hoàng triều vương triều tới. Rất quan trọng sao, Tiêu Phàm mặt coi thường. Thời điểm Đường Mục còn một mặt cao cao tại thượng khiến Tiêu Phàm vô cùng khó chịu. Ha ha, vậy ta liền yên tâm, ta mà chết, con ta sẽ giết ngươi. Đường Mục đột nhiên ngửa mặt lên trời cười. Hai nhi tử của Đường Mục không phải đều chết rồi sao? Chẳng lẽ biến thành quỷ thay hắn báo thù? Không, hắn không chỉ có hai nhi tử, vừa mới chết là Đường nhị thiếu Đường An, Đường tam thiếu Đường Trạch, còn có một Đường đại thiếu, Đường Nghiêu. Ta cũng đã nghe nói, chỉ là vì sao Đường Nghiêu không có tới. 3 năm trước Đường Nghiêu gia nhập chiến hồn học viện, hơn nữa nghe nói nửa tháng trước tiến vào nội viện địa các, đương nhiên sẽ không xuất hiện. Hít, địa các không phải chỉ có phong vương cường giả mới có thể tiến nhập sao. Đường gia thực sự là không đơn giản, xem như gia tộc Tam Lưu vẫn còn có người tiến vào địa các. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, phàm là gia nhập địa các cũng đều là chiến vương cảnh. Chỉ kém một chút so với người bên trong thiên phủ mà thôi. Khó trách Đường Mục đột nhiên cười. Hắn nghĩ Tiêu Phàm biết thanh danh đại nhi tử hắn thì nhất định sẽ quỳ trước mặt mình xin khoan dung, nào còn dám giết hắn. Quả nhiên, nghe được đám người cười nói, Đường Mục cười càng thêm vui vẻ, càng thêm tà ác, cả người ở trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu Phàm. Rất buồn cười sao, Tiêu Phàm mặt coi thường, trực tiếp một đao chạm, Đường Mục cứng đờ. Tiểu tử này điên rồi vẫn còn dám giết hắn sao? Đường Mục lấy ra một đại chùy kim sắc lưu quang ngăn khuất trước người, cùng đao trong tay Tiêu Phàm đối cứng cùng một chỗ. Tiểu tử ngươi dám giết ta, ngươi sẽ sống không bằng chết, gia tộc của ngươi cũng sẽ chôn cùng ngươi. Đường Mục khàn giọng gào thét. Nực cười, ta nếu thả ngươi, ngươi sẽ thả ta sao? Không phải, đã như vậy,
ta vì sao phải tha cho ngươi? Chí ít còn có thể kéo một cái đệm lưng. Tiêu Phàm xem thường nhìn Đường Mục nói. Đám người nghe vậy đều cảm thấy Tiêu Phàm nói rất có đạo lý, việc đến nước này đã không có đường xoay sở, vì sao không giết thống khoái? Đúng lúc này, đao Tiêu Phàm lần nữa xuất động, thân hình hoàn toàn hòa trong gió, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phốc phốc, toàn thân Đường Mục máu tươi chảy ra, huyết nhục quay cuồng, hắn rốt cục biết Tiêu Phàm là một tên điên, không thể nào có ý từ bỏ. Trong lòng hắn hối hận không thôi, sớm biết rõ thì đừng tới hỏi tội, cho dù muốn hỏi tội cũng nên chuẩn bị đầy đủ một chút. Toàn thân Đường Mục lạnh tới cực điểm, rốt cục không dám dừng lại chút nào, trực tiếp đạp không mà lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Đường đường chiến vương đỉnh phong lại bị một chiến vương trung kỳ giết chạy trối chết. Đây đối với Đường Mục mà nói là một loại sỉ nhục to lớn, nhưng trước mặt sinh tử thì tính được gì đây? Huyết la! Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước người Đường Mục, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười tà mị. Đao lạnh trong tay nhẹ nhàng nhấc lên, một đạo bạch mang u lãnh lóe lên trong mắt Đường Mục, đầu hắn đột nhiên bay ra, trong cổ phun máu tươi cao khoảng một trượng. Một đao, Đường Mục chết, tam đại chiến vương Đường gia tất cả đều chết trên tay Tiêu Phàm, càng có vô số đệ tử Đường gia phải bỏ mạng nơi này. Đám người câm như hến, rất nhiều người lặng yên rời đi. Tiêu Phàm giết Đường gia gần như diệt tộc, lúc này nếu như bị Đường Nhiêu biết, những người vây xem này cũng đoán chừng miễn không được phiền phức, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ. Chiến vương trung kỳ, tùy tiện chém giết chiến vương đỉnh phong, kẻ này hoàn toàn có thực lực phong vương. Hơn nữa, kẻ này sát phạt quả đoán, xuất thủ tàn nhẫn, nhưng lại trọng tình nghĩa, đáng giá kết giao. Nếu như Tiêu Phàm thực nguyện ý gia nhập linh điện, hướng lão liền kiếm được bảo vật. Chỉ là Đường Nhiêu kia lại không phải tốt như vậy. Ánh mắt Y Vân sáng quắc nhìn Tiêu Phàm, trong lòng tràn ngập tán thưởng, cũng có một tia lo lắng. Tiêu Phàm cầu nhất thời thống khoái, gần như diệt cả nhà Đường gia, việc này nếu bị Đường Nhiêu biết được, Tiêu Phàm sợ là không thoát được một kiếp. Trước không nói thực lực Đường Nhiêu, chỉ nói thân phận đệ tử Đường Nhiêu địa các đã đủ làm Tiêu Phàm phải chịu thiệt. Ai ở chỗ này giết người? Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, chỉ thấy đám người vội vàng nhường ra một con đường, một đội quân sĩ khoan thai tới. Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới phim ảnh trong kiếp trước, luôn luôn giải quyết vấn đề xong thì một ít người mới chạy tới. Đường Mục, ngươi giết Đường Mục, Xích Giáp tướng quân nhìn thấy thi thể Đường Mục liền kinh hô ra, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm lóe qua một tia tàn khốc. Trước đó hắn có nhận được tin tức. Đường Mục mang theo người Đường ra đến nơi này tìm một người gây chuyện, cho nên hắn cố ý dẫn người một vòng chung quanh mấy con phố mới trở về. Vốn cho là đến giải quyết vấn đề, hắn lúc này mới ra vẻ vội vàng chạy đến, nơi nào nghĩ đến sự tình mặc dù đã được giải quyết nhưng người chết lại là Đường Mục. Tất cả quá không thể tưởng tượng, Đường Mục làm sao có thể chết. Con người Xích Giáp tướng quân sắc bén không khỏi rơi trên người Tiêu Phàm, sát cơ không thèm mảy may che giấu. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, hắn chỗ nào không biết tâm tư Xích Giáp tướng quân, bất quá đối với hắn căn bản cũng vô dụng. Chu đội trưởng, tính một chút tổn thất đi. Đúng lúc này, thanh âm Y Vân bỗng vang lên. Ai dám, Y Tam gia, Xích Giáp tướng quân nhìn thấy bản thân bị người ngắt lời, vừa mới chuẩn bị mở miệng mắng to, nhưng khi nhìn thấy Y Vân, lời nói vừa đến miệng trong nháy mắt liền nghẹn trở về. Chu đội trưởng vội vàng sửa lời nói. Nếu là Tam gia mở miệng, việc này coi như cũng không có ảnh hưởng đến láng giềng xung quanh. Nói đùa cái gì, ta chỉ là một đội trưởng tuần tra nho nhỏ, dám theo Y Tam gia ngươi gây tổn thất, ta đây không phải ngại mạng mình lớn hay sao? Gọi ta một tiếng Chu đội trưởng đã cực kỳ cho ta mặt mũi rồi, nào còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Thân làm một đội trưởng tuần tra nho nhỏ, sự tình hắn vẫn luôn cực kỳ khéo đưa đẩy, huống chi Y Vân muốn bảo vệ người trẻ tuổi này. Nghĩ vậy, trong lòng Chu đội trưởng lộp bộp, nguyên bản hắn còn muốn làm khó Tiêu Phàm, đi đến trước mặt Đường Nhiêu tranh công. Nhưng hiện tại, hắn ước gì không tham dự việc này, vô luận đắc tội ai cũng đều không được. Đã như vậy, vậy liền phiền Chu đội trưởng. Y Vân cười nhạt một tiếng, ném ra một mai hồn giới cho Chu đội trưởng, sau đó lại cho Tiêu Phàm một cái ánh mắt, liền tiến vào bên trong khách sạn. Đa tạ Tam gia. Chu đội trưởng cười không ngậm miệng được, nghiễm nhiên quên đi sự tình,
đón lấy chiếc hồn giới này cũng chính là đắc tội Đường Nghiêu. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn Chu đội trưởng, vội vàng đuổi theo bước chân Y Vân, hắn biết Y Vân khẳng định có lời muốn nói với hắn. Bên trong một gian biệt viện tại Vân Lai khách sạn, Y Vân ngồi ở bên cạnh bàn đá, bưng chén trà uống. Tiền bối. Thanh âm Tiêu Phàm vang lên. Y Vân đặt chén trà xuống, ra hiệu Tiêu Phàm ngồi xuống. Lúc này thán một hơi nói, Tiêu Tiểu Hữu, ngươi làm sao lại muốn đem bọn hắn giết chết hết thế? Tam gia là lo lắng Đường Nghiêu kia à? Tiêu Phàm thay đổi cách xưng hô, kéo xa khoảng cách với Y Vân. Dù sao, bản thân gặp rắc rối, hắn cũng nên tự mình gánh chịu. Y Vân cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, không phải như thế, ngươi nói đúng một nửa, ta là lo lắng Đường Nghiêu, nhưng càng chủ yếu lo lắng là người địa các. À, mời Tam gia chỉ giáo. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói, hắn có thể nhìn ra Y Vân không có nói dối, nếu như Y Vân lừa hắn, vừa cũng không cần ngay trước mặt nhiều người như vậy bảo vệ hắn. Bản thân hắn chỉ là một người xa lạ mà thôi, Y Vân cứ như vậy hậu đãi hắn, điểm này Tiêu Phàm vẫn là cảm kích Y Vân từ nội tâm. Ai, việc này không nói cũng được, chỉ hy vọng Đường Nghiêu xuất ngoại lịch luyện, trước khi ngươi tiến vào chiến hồn học viện không kịp tìm ngươi, bằng không sự tình thực sự sẽ trở nên phiền phức. Y Vân lắc đầu nói, hiển nhiên là không muốn giải thích. Có phải bởi vì người nhà Đường Nghiêu chết sẽ khiến cho người địa các phẫn nộ hay không? Bởi vì bọn hắn bên ngoài cũng có người nhà, bọn hắn tiến vào địa các tu luyện, người nhà bọn hắn cũng người khác giết. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, nói ra phỏng đoán trong lòng hắn. Không sai. Y Vân thưởng thức liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, người hôm nay diệt không chỉ là Đường gia, đắc tội cũng không chỉ là Đường Nghiêu, mà là cả những người địa các kia. Nếu như nói gia nhập địa các chỉ là trở thành ô dù cho người nhà mình làm sằng làm bậy, vậy gia nhập địa các còn có ý nghĩa gì? Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như chỉ là như vậy, bọn hắn cứ tới tìm ta, chỉ cần bọn hắn có mặt, ta cam đoan khiến bọn hắn không có mặt mũi trở về. Nếu như chỉ là ứng phó những người ngoại viện kia, ta đối với người thập phần tự tin. Nhưng những người nội viện đều là đám người điên, mỗi người cũng là chiến vương đỉnh phong, thậm chí thực lực phong vương. Y Vân lắc lắc đầu nói. Phong vương, Tam gia, đến cùng cái gì là phong vương, trước đó ta cũng nghe được bọn hắn đang nghị luận. Tiêu Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc. Người cái này đều không biết. Y Vân cổ quái nhìn Tiêu Phàm, bất quá vẫn là không giấu giếm, giải thích, ngươi nên biết, bắt đầu từ chiến tông cảnh, bình thường đều sẽ lĩnh ngộ thế, chiến vương cảnh cũng giống như thế. Mọi người đều biết, mỗi một loại thế đều có tứ trọng, lĩnh ngộ đệ nhất trọng rất dễ dàng. Đột phá chiến tông cảnh sẽ tùy tiện lĩnh ngộ được. Đệ nhị trọng cũng không khó, tại chiến vương cảnh đều sẽ đạt đến bước này. Nhưng đệ tam trọng, đệ tứ trọng, lại không dễ dàng, chỉ tại chiến vương cảnh cũng không dễ dàng như thế. Là vì cái gì? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Y Vân, hắn thấy lĩnh ngộ thế cũng không phải là sự tình khó khăn lắm. Ta cũng không biết, cũng không có ai đi thăm dò cái này. Bởi vì cho dù không lĩnh ngộ đệ tam trọng và đệ tứ trọng thế cũng như có thể đột phá chiến hoàng cảnh. Y Vân lắc đầu, lại bổ sung, nhưng thực lực lại hoàn toàn khác biệt. Tiêu Phàm không cắt đứt, lặng lặng nghe. Điểm này hắn rất dễ lý giải, vì thế, thực lực một người trong chiến đấu khác biệt rất nhiều. Y Vân tiếp tục nói, chiến vương bình thường cũng như vậy mà nói, chỉ có thể lĩnh ngộ được đệ nhị trọng thế. Mà có loại người có thể tại chiến vương cảnh lĩnh ngộ đệ tam trọng thế, thí dụ như kiếm thế tam trọng, phong thế tam trọng, loại người này đột phá chiến vương đỉnh phong liền được xưng là cường giả phong vương. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây mới là chiến vương chân chính. Bọn hắn có người có thể cùng chiến hoàng bình thường chiến một trận. Nói đến đây, trong mắt Y Vân lóe lên một tia chờ mong nồng đậm, cuối cùng chậm rãi biến thành cô đơn, hiển nhiên bản thân hắn cũng không phải là người như vậy. Lĩnh ngộ chiến vương tam trọng thế có thể cùng phổ thông chiến hoàng chiến một trận. Xem ra, ta đã xem thường uy lực thế rồi. Trong lòng Tiêu Phàm giật mình, vội vàng hỏi, vậy lĩnh ngộ đệ tứ trọng thế thì sao? Lĩnh ngộ tam trọng thế đã trở nên cường đại như thế, lĩnh ngộ tứ trọng thế há không phải càng đáng sợ hơn sao? Tại chiến vương cảnh có thể lĩnh ngộ đệ tứ trọng thế, toàn bộ nội viện đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 10 người. Y Vân lắc đầu. Vẻ mặt nghiêm túc nói, phàm là đột phá chiến hoàng có thể lĩnh ngộ đệ tứ trọng thế, xưng là tuyệt thế chiến vương, có thể chạm chiến hoàng cường giả bình thường.
Tuyệt thế chiến vương, ánh mắt Tiêu Phàm run lên, trong mắt xuất hiện một tia chờ mong nồng đậm. Nói đến cùng, nội tâm hắn cũng chỉ là một thanh niên nhiệt huyết, hy vọng mình có thể không ngừng mạnh lên. Bế nghệ thiên hạ, tung hoành tứ phương, mặc dù đều là chiến vương đỉnh phong, cảnh giới giống nhau, nhưng chiến vương đỉnh phong bình thường, phong vương chiến vương, cùng tuyệt thế chiến vương vẫn có chênh lệch như ngày đêm. Bởi vậy, rất nhiều người đem tu vi áp chế ở chiến vương cảnh đỉnh phong, không muốn đột phá một bước kia. Y Vân hít sâu một hơi nói. Đột phá chiến hoàng cảnh không phải cũng có thể lĩnh ngộ thế sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Chiến hoàng tất nhiên có thể tiếp tục lĩnh ngộ thế, nhưng tại chiến hoàng cảnh lĩnh ngộ đệ tứ trọng thế tác dụng không lớn, bất quá muốn tại chiến vương cảnh lĩnh ngộ đệ tứ trọng thế thì rất khó. Y Vân lắc đầu nói. Tiêu Phàm có thể nhìn ra, Y Vân không có lĩnh ngộ đệ tứ trọng thế, bằng không hắn sẽ không cô đơn như thế. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, khó trách Y Vân lo lắng Đường Nghiêu. Phong vương chiến vương có thể xa xa không phải chiến vương đỉnh phong bình thường có thể so sánh được. Hiện tại ngươi biết ta đang lo lắng cái gì chưa? Ánh mắt Y Vân lại rơi vào trên người Tiêu Phàm, nói, học viên chiến hồn học viện nội viện số lượng không nhiều nhưng phi phàm, người bình thường cũng không nguyện ý đắc tội. Phiền phức tam gia. Tiêu Phàm chắp tay một cái. Yên tâm, nơi này là ngoại viện, Y Mỗ vẫn có chút mặt mũi, chỉ cần ngươi không bước ra Vân Lai khách sạn. Ta cam đoan Đường Nghiêu không dám bước vào nơi đây nửa bước. Y Vân thần sắc nghiêm lại nói. Đa tạ tam gia. Tiêu Phàm hơi hơi khom người, lại phiếm vài câu trở về đến tiểu viện của hắn. Ý tứ Y Vân rõ ràng, chỉ cần Tiêu Phàm lưu tại Vân Lai khách sạn, liền có thể bảo hắn không lo, một khi rời đi, vậy liền không thể làm gì. Nhưng Tiêu Phàm không thể nào một mực ở tại Vân Lai khách sạn. Phong vương chiến vương. Cũng không nhất định đáng sợ như vậy, không phải là tam trọng thế sao? Ta nhất định phải trở thành tuyệt thế chiến vương. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng nghĩ thầm, ngủ trước một giấc, sự tình ngày mai lại nói. Nằm ở trên giường, Tiêu Phàm rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Nắm giữ một lòng hai ý, Tiêu Phàm trở lại một chút tâm thần vận chuyển vô tận chiến quyết, đại bộ phận còn lại đều ngủ mê mang. Một giấc này Tiêu Phàm ngủ rất say, ngày thứ hai mặt trời lên cao. Tiêu Phàm mới mở mắt. Một ngày mới bắt đầu. Tiêu Phàm duỗi người một cái, rửa mặt hoàn tất. Tiểu Kim cũng tỉnh, nhìn thấy Tiêu Phàm muốn ra cửa, lập tức gầm nhẹ. Tiểu Kim, ta ra ngoài làm việc, không thể mang theo ngươi, ngươi tại tiểu viện tu luyện, mau chóng đột phá thất giai. Tiêu Phàm sờ sờ đầu Tiểu Kim, trong giọng nói tràn ngập không cho phép từ chối. Tiểu Kim ô ô mấy tiếng. Trong lòng thập phần khó chịu nhưng cuối cùng cũng không có cách nào, trắng mắt liếc Tiêu Phàm, liền ngồi xổm ở góc kia tiếp tục ngủ thiếp đi. Tiêu Phàm mở cánh cửa tiểu viện, tham lam hít lấy không khí trong lành, trong mắt lóe qua một sợi tinh quang, thầm nghĩ trong lòng, sinh tử đấu trường, ta tới đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.